Ánh mắt của sát phá quân cũng đầy vẻ sửng sốt, cây búa màu trắng này bên trên có một cỗ lưu quang quanh quẩn, có một cỗ hàn ý sắc bén tỏa ra, khiến cho cả linh hồn của người khác cũng nhịn không được mà run lên, lấy nhãn lực của hắn mà xem thì đây chính là vũ linh khí địa cấp, thứ này đủ để khiến cho cả vũ tôn phải động tâm, huống hồ gì hắn chỉ là một tán tu. Đúng vậy, đây là do đệ chọn ra trong thiên địa các, bản thân của đệ đã có huyết lục, hồn linh khí cũng không hợp lắm, nhìn thấy thanh vũ linh khí này chính là vũ linh khí thủy hệ, liền chọn nó cho sư huynh. Lục Lâm Thiên nói, sát phá quân nhận lấy phá băng trong tay Lục Lâm Thiên, cầm thanh bạch phủ linh khí này trong tay, lập tức cảm giác được dường như cả bàn tay cũng muốn đóng thành băng vậy, trên tay xuất hiện một tầng băng xương, thứ này và công pháp mà hắn tu luyện vô cùng giống nhau, một khi thúc dục thì thực lực nhất định sẽ gia tăng rất nhiều. Linh khí tốt, ánh mắt của sát phá quân đầy vẻ vui mừng, vũ linh khí địa cấp, hắn đương nhiên là vô cùng động tâm, đạt được một kiện vũ linh khí địa cấp tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì, cũng chỉ có mấy lão gia hỏa của đại môn đại phái kia mới có được, người bình thường sao có thể sở hữu bảo vật như vậy được. Lâm Thiên, đây là cho ta sao? Sát phá quân nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Sư huynh thích là được rồi, chỉ sợ sư huynh dùng không thuận tay mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Sao mà không tiện tay được, quả thực giống như được tạo ra để dành riêng cho ta vậy. Sát phá quân hưng phấn hưa hưa vài cái, một cỗ hàn khí lăng lệ bắn ra dữ dội, khí thế kinh người, đám người thanh hỏa lão quỷ và đông vô mệnh đứng kế bên cũng nhận lấy áp chế tuyệt đối, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Lâm Thiên, vậy thì ta không khách khí với đệ, ta sẽ luyện hóa thanh phá băng này trước, tới lúc đó sẽ trở về. Sát phá quân nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lấy tính cách của sát phá quân, vốn chẳng mấy khi nhiều lời, nhưng ánh mắt vừa rồi, dù không nói thành lời, nhưng từ nay về sau, đại sư huynh sẽ coi mình là một phần của phi linh môn rồi. Vũ linh khí địa cấp. Nhìn thấy vũ linh khí địa cấp trong tay sát phá quân, đám người phi linh môn ai cũng hâm mộ không thôi, tới mức sắp chảy cả nước dãi ra rồi. Đông lão, ta muốn bế quan vài ngày, tới lúc đó lại trở về. Lục Lâm Thiên nói với Đông Vô Mệnh, sau đó lập tức gọi đám người Huyết Mị và Hắc Hùng hộ pháp ở bên ngoài. Một lát sau, trong phòng, Thanh Hỏa lão quỷ đã mang Bạch Vạn Tượng vào trong phòng, sau khi bố trí lên một đạo cấm chế, cười lạnh vạch một đường lên người của Bạch Vạn Tượng. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, gương mặt của Bạch Vạn Tượng đầy vẻ kinh hãi, thanh âm cũng bị cấm chế cho nên không cách nào nói nên lời, nhưng trong lòng thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Bạch Vạn Tượng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, nói. Vũ Vương tam trọng, không tệ, nếu như luyện chế thành khôi lỗi hoạt nhân thì thực lực có thể đột phá bát cấp trung giai, bất quá, người vẫn còn có công dụng lớn hơn nữa. Tiếng vừa dứt thì ngay tại lúc Bạch Vạn Tượng ngày càng cảm thấy một cỗ sợ hãi không rõ tại sao đang dâng lên thì Lục Lâm Thiên lập tức ngưng tụ thủ ấn, trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí xoáy tròn hóa thành một cỗ khí lưu, ngay tại lúc Bạch Vạn Tượng đang còn vô cùng kinh hãi, đánh lên thiên linh cái của hắn. Dưới cỗ lực thôn vệ cực lớn kia, gương mặt của Bạch Vạn Tượng liền trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn, chân khí tỏa ra đều bị thôn vệ cực nhanh, theo tay của Lục Lâm Thiên tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Đúng lúc này, Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc cảm giác được sau khi chân khí bên trong cơ thể của Bạch Vạn Tượng bị thôn vệ sạch sẽ xong thì ngay cả hồn anh bên trong não hải của hắn cũng bị thôn vệ luôn, sau đó lập tức tiến nhập vào bên trong cơ thể của mình, trực tiếp xông thẳng vào bên trong não hải. Suy suy, đúng vào lúc này lại xảy ra một màn kinh người nữa, cái hồn anh vừa bị thôn vệ này cũng không phải cưỡng chế xông vào bên trong não hải, cho nên không bị thanh tiểu đao màu vàng trong não hải tấn công. Chỉ là khi nó vừa vào bên trong não hải thì đại hồn anh bên trong não hải đột nhiên có hành động, nó tỏa ra một cỗ sát khí. Lập tức xông thẳng về phía cỗ hồn anh vừa bị thôn phệ này, trong tay cũng tạo động tác như đang thi triển âm dương linh vũ quyết vậy, ngưng tụ thành một dòng nước xoáy, lập tức trực tiếp thôn phệ hồn anh của Bạch Vạn Tượng vào bên trong cơ thể. Hai cái hồn anh đều có liên quan chặt chẽ với Lục Lâm Thiên, cả hai vốn là nhất thể, Lục Lâm Thiên vừa cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền hiểu ra. Loại biến hóa này của đại hồn anh chính là do bản năng, bản thể của đại hồn anh chính là do trăm vạn thi cốt bên trong huyền thiên bí cảnh ngưng tụ mà thành. Trong những tàn hồn này, có bản năng thôn phệ lẫn nhau, mặc dù năng lượng của trăm vạn tàn hồn này tụ thành hồn anh, nhưng bản năng thôn phệ lẫn nhau ấy vẫn còn, bởi vì tiểu hồn anh và đại hồn anh vốn là cùng một thể. Cho nên đại hồn anh mới không thôn phệ nó,
nhưng lúc này có hồn anh từ bên ngoài vào, lập tức khiến cho đại hồn anh phát huy bản năng thôn phệ của nó, cho nên trong nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ để bản thân mình trở nên mạnh hơn. Sau khi đại hồn anh này thôn phệ hồn anh của Bạch Vạn Tượng xong thì Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, đại hồn anh đang chậm rãi luyện hóa và mạnh hơn, hết thảy những việc này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng chấn kinh, sau đó lập tức liền mừng rõ lên, nhiếp ảnh của Đông Vô Mệnh có bản lĩnh có thể thôn phệ được hồn anh, mà bây giờ đại hồn anh của mình cũng có bản năng này, từ nay về sau chắc chắn sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Sau khi hết thảy đã xong xuôi thì cũng tốn nửa canh giờ. Bạch Vạn Tượng cũng đã triệt để biến thành một cỗ thây khô, linh hỏa trong tay Lục Lâm Thiên ném xuống, hắn lập tức hóa thành cho tàn. Chân khí thật là nhiều. Lục Lâm Thiên kinh thán, sắc mặt cũng vì vậy mà đỏ cả lên, tu vi thực lực Vũ Vương Tam Trọng của Bạch Vạn Tượng này, chân khí vô cùng nhiều, lần này mình thôn phệ chân khí của hắn, như uống thuốc bổ tới mức sắp nôn vậy, chân khí bàng bạc ngập tràn trong cơ thể, tựa như muốn phá thể mà ra vậy. Vũ Vương Nhất Trọng thôn phệ Vũ Vương Tam Trọng. Tới trình độ cỡ Vũ Vương này rồi thì cách mỗi một trọng thì khoảng cách đều cực lớn, mặc dù là có đan điền khí hải khổng lồ nhưng nếu là lúc bình thường, Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng không dám mạo hiểm mà trực tiếp thôn phệ một Vũ Vương Tam Trọng, chỉ cần sơ suất một chút liền chính mình có thể sẽ bạo thể mà chết, bất quá có bất diệt huyền thể rồi, Lục Lâm Thiên mới dám làm chuyện như thế này, bất diệt huyền thể ngay cả năng lượng bên trong thất phẩm đan dược cũng có thể thừa nhận nổi. Chân khí của Vũ Vương Tam Trọng thế này đương nhiên là cũng không thành vấn đề. Lúc này mặc dù Lục Lâm Thiên có hơi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn, sau khi có thể chất bất diệt huyền thể này, Lục Lâm Thiên phát hiện, có một vài chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Luyện hóa. Cảm giác được cổ năng lượng chân khí do thôn phệ mà có này, Lục Lâm Thiên phỏng chừng sau khi mình luyện hóa xong thì chắc là có thể đột phá tới Vũ Vương nhị trọng luôn. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống lập tức bắt đầu luyện hóa, nguồn năng lượng do thôn phệ mà có. Sau khi luyện hóa xong thì lại hóa thành chân khí của mình để tiến nhập đan điền khí hải. Trong phòng, chỉ một lát sau, quanh thân của Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bên trong một mảnh hoàng mang màu vàng nhạt, tiến nhập vào bên trong trạng thái tu luyện, thời gian thì chậm rãi trôi qua. Bên trong một đình viện u tĩnh, nơi này vô cùng yên tĩnh, sợ là khó mà có người ngoài nào tìm ra, lúc này, trong một căn phòng yên tĩnh, Lăng Thanh Tuyền khoanh chân ngồi với sắc mặt tái nhợt ở trên giường. Quanh thân được bao phủ bên trong một mảnh lam quang. Phụt. Sau một lát, Lăng Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu bầm này mang theo màu đen, sau khi phun ra ngụm máu này thì dường như sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền có khá hơn một chút. Thiếu chủ, người thế nào rồi? Hai người Không Linh Vương và Hắc Ám Thiên Vương cung kính đứng ở trong phòng, nhìn thấy sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền dường như đã khá hơn một chút rồi thì lập tức thở mạnh ra một hơi. Ta không có việc gì. Lăng Thanh Tuyền thu lại thủ ẩn, từ từ ngẩng đầu lên. Thiếu chủ, thương thế của ngươi quá nặng, có muốn trở về dưỡng thương một thời gian hay không? Lục Lâm Thiên đã thương thiếu chủ, nhất định không thể tha cho hắn, đợi cường giả trong giới tới đây thì nhất định phải chém hắn làm tám mảnh. Hắc Ám Thiên Vương nói. Lục Lâm Thiên chính là người ta nhất định phải bắt được, linh vũ song tu, nhất định phải bắt sống, còn có bảo vật của Lục gia, tuyệt đối phải lấy cho bằng được. Lăng Thanh Tuyền nói. Nhưng thưa thiếu chủ, Lục Lâm Thiên cũng rất khó đối phó, Phi Linh Môn hiện tại lại có Vũ Tôn và Linh Tôn ở đó, lần trước đánh lén đều thất bại, lần này sợ là hắn sẽ phòng bị kỹ càng hơn. Không Linh Vương nói, mặc kệ thế nào, nhất định phải bắt sống, cho dù ra lén lút hạ thủ thì cũng phải bắt cho được người này, hắn nhất định sẽ có lúc tách ra đi riêng. Lăng Thanh Tuyền hờ hững đáp lời, nhớ tới thân ảnh Vận Thanh Bào kia, trong lòng liền dâng lên ủy khuất vô hạn và oán hận. Sao hắn có thể đối xử với mình như vậy, từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy. Thuộc hạ hiểu rõ. Không Linh Vương đáp, sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Thiếu chủ, tin tức bên này ta đã thông báo cho trong giới biết, không biết khi nào thì trong giới mới có thể hành động, chúng ta cũng tiện chuẩn bị sẵn cho thật tốt. Việc này các ngươi không cần phải lo, trong giới tự có an bài. Lăng Thanh Tuyền nói. Bên trong thành Cự Giang. Mặc dù trận tranh tài thập đại cường giả đã kết thúc rồi, bất quá chủ đề bàn luận vẫn xoay quanh nó, thứ hạng cuối cùng của lần tranh tài này, cũng từ thành Cự Giang truyền ra bên ngoài, mà trong đó, Lục Lâm Thiên đứng đầu thập đại cường giả lại càng trở thành chủ đề được người ta bàn tán nhiều hơn, linh vũ song tu, ngũ hệ vũ giả, khiến cho người ta phải kinh thán không thôi. Tiếp theo chính là bàn về linh khí mà thập đại cường giả sử dụng,
đấy cũng là một trong những tiêu điểm bình luận của mọi người, hiệu quả rung động mà một vài loại linh khí mang tới, quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Hô! 5 ngày sau, trong phòng, Lục Lâm Thiên thở mạnh ra ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra nhìn, tinh quang trong mắt lóe ra, khí tức trong lúc vô hình đã mạnh hơn không ít, 5 ngày, chân khí do thôn phệ mà có trong cơ thể cũng luyện hóa không được bao nhiêu, chỉ là hiện tại cũng tới lúc nên rời thành Cự Giang mà quay về, có một số việc nhất định phải hoàn thành, nếu còn chậm trễ thì sợ là sẽ có biến cố xảy ra. Chủ nhân, hai người Huyết Mị và Hắc Hùng vẫn đứng hộ pháp bên ngoài, nhìn thấy chủ nhân đi ra, lập tức cung kính hành lễ. Thông chi cho những người khác, chúng ta cũng nên đi rồi. Lộ trình trở về cũng không gần, trên đường đi đại khái là mình có thể luyện hóa hết chân khí trong cơ thể. Sau một lát, người của Phi Linh Môn liền tập hợp lại, Lục Lâm Thiên cũng gọi Thiên Sí Tuyết Sư ra, thông báo cho người của Thiên Địa Các, dưới sự tiễn đưa của một vị cường giả Vũ Vương, lập tức rời khỏi thành Cự Giang. Chúng đệ tử Phi Linh Môn, lúc này ngồi trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư có Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Sát Phá Quân, Thiên Độc Yêu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ, Huyết Tích Dịch và Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao đã thu nhỏ cơ thể. Đám người còn lại cùng với đám yêu thú như Trường Ngao Yêu Giải thì ngồi trên cửu đầu yêu giao của Đông Vô Mệnh, đám người Phi Linh Môn vội vàng rời khỏi thành Cự Giang. Trưởng môn, chúng ta có trực tiếp trở lại Phi Linh Môn hay không? Đông Vô Mệnh ngồi trên cửu đầu yêu giao, thanh âm liền truyền tới tai Lục Lâm Thiên. Không, dù sao cũng tiện đường, chúng ta cứ tới Song Đao Môn và Bách Linh Tông trước đã. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên đầy vẻ lạnh lùng, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ sát khí. Trưởng môn, thực lực của chúng ta thì đủ để diệt hai sơn môn này rồi, chỉ sợ là nhân thủ không đủ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, muốn tới Song Đao Môn và Bách Linh Tông, không cần phải lo lắng vấn đề thực lực của mọi người lúc này tuyệt đối đủ để tiêu diệt cả Bách Linh Tông và Song Đao Môn, cho dù cả hai sơn môn này có cộng lại cũng không thể chống đỡ nổi. Phải biết là lần này có Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân đi cùng. Cho dù không tính Sát Phá Quân đi nữa thì thực lực của mọi người lúc này tuyệt đối cũng đủ để tiêu diệt hai sơn môn này rồi, nhưng tổng số người đi chuyến này tổng cộng chưa tới 100 người. Hai cái sơn môn này đều có mấy vạn người ở trong tông, nếu như muốn diệt sát thì sẽ vô cùng phiền toái. Oánh tỷ cứ yên tâm, ta tự có an bài. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, lập tức hàn huyên cùng Sát Phá Quân một hồi, mấy ngày này, Sát Phá Quân cũng đã luyện hóa xong phá băng, chỉ là luyện hóa một kiện linh khí địa cấp. Cũng cần không ít thời gian ma hợp mới có thể đạt được tới uy lực mạnh nhất của nó, cái này đương nhiên không phải chỉ cần tốn vài ngày là được. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa chân khí do thôn phệ mà có trong cơ thể, khí tức bắt đầu tăng cường một cách chậm rãi, không gian bên trong não hải, đại hồn anh luyện hóa hồn anh của Bạch Vạn Tượng, khí tức cũng bắt đầu lớn mạnh hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, trên bầu trời yên bình có hai con yêu thú phi hành khổng lồ gào thét bay đi. Trên lưng của cửu đầu yêu giao, mấy người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử cũng đều tự giác tu luyện. Lúc này, trên không trung, tại một nơi khác, cũng có một con yêu thú phi hành đang vỗ cánh gào thét bay qua giữa không trung, con yêu thú phi hành này cũng tới cấp độ lục giai. Nguyên Nhược Lan đứng trên lưng của yêu thú phi hành, áo tím bay bay, phất phơ trong gió, vài lọn tóc mai vén sau tai, tăng thêm vài phần vũ mị. Lúc này, đôi mày xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan hơi nhíu lại, mắt nhìn phương xa, dường như đang có tâm sự không nhỏ. Nhược Lan, lần này có quá nhiều cường giả, thực lực và thiên phú đều vượt xa dự đoán của ta, đặc biệt là tên Lục Lâm Thiên kia, không ngờ lại là linh vũ song tu. Cổ Kiếm Phong đi tới bên cạnh Nguyên Nhược Lan, khép mắt khẽ thở dài. Sư phụ, sau khi trở về, đệ tử muốn tiếp tục tới kiếm chủng bế quan. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu lên nói với Cổ Kiếm Phong. Nhược Lan, chẳng lẽ người muốn tới kiếm chủng để vượt cửa cuối cùng sao? Sắc mặt của Cổ Kiếm Phong liền đại biến. Đệ tử không thể thua bọn họ được, bất luận phải trả giá lớn cỡ nào, đệ tử cũng nguyên ý hết. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, trong ánh mắt chỉ còn vẻ quyết đoán. Trong lúc điều tức, cái khái niệm thời gian đối với mọi người mà nói chẳng còn lại được bao nhiêu, thời gian cứ như cát chảy. Đảo mắt thì 10 ngày đã qua. Trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, không biết bắt đầu từ khi nào, khí tức quanh thân của Lục Lâm Thiên đang bắt đầu dâng lên, không gian gợn sóng không biết từ khi nào cũng bắt đầu khởi động dậy sóng, một cỗ quang mang màu vàng đất xuất hiện, phát ra từng tia quang mang chói mắt.
À, loại biến hóa này lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc lẫn nghi hoặc, sát phá quân lập tức ngừng điều tức, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, hắn đương nhiên biết rõ, Lục Lâm Thiên không ngờ bắt đầu đột phá. Thiên Sí Tuyết Sư cũng không dừng lại, một ngày sau, quang mang màu vàng đất bao phủ xung quanh cơ thể của Lục Lâm Thiên càng lúc càng dày đặc, trên da của hắn cũng dần dần toát ra từng tia sáng vàng nhỏ, đột nhiên, có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu hội tụ giữa không trung, lúc này, Thiên Sí Tuyết Sư mới đột nhiên dừng phi hành, Lục Lâm Thiên hai mắt khép chặt, nhưng vẫn trực tiếp nhảy xuống, hạ xuống trên một sườn núi. Trên sườn núi kia, cổ năng lượng thiên địa ấy càng trở nên cực kỳ hùng dũng, từng đạo năng lượng thiên địa nhanh chóng ngưng tụ, tựa như tạo thành một vòng xoáy năng lượng trên đầu của Lục Lâm Thiên vậy, cuối cùng đều rót hết vào bên trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt này, không gian cũng rung lên, bên trong dãy sơn mạch kề bên, chúng thú chạy tán loạn. Khí thế đột phá cỡ này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, khí thế này rất không bình thường, thường thường thì khi Vũ Vương nhất trọng đột phá sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy bao giờ. Khí tức quanh người Lục Lâm Thiên ngày càng mạnh hơn nữa, dưới sự quán chú không ngừng của cỗ năng lượng thiên địa kia, trong cơ thể cũng tiến hành thay đổi nho nhỏ, gân cốt cơ thịt bên trong cơ thể, cùng với lục phủ ngũ tạng và huyết mạch kinh lạc các thứ cũng bắt đầu xuất hiện cường hóa khác nhau. Loại cường hóa này, bắt đầu tăng cường lần thứ hai trên cơ sở bất diệt huyền thể. Thật lâu sau, nương theo khí thức ngày càng mạnh quanh thân Lục Lâm Thiên, năng lượng thiên địa vô hình trên không cũng ba động ngày càng kịch liệt hơn. Cuối cùng, quanh người của Lục Lâm Thiên, có vô số lỗ chân lông đều tham lam thôn vệ đám năng lượng tràn vào bên trong cơ thể. Cỗ năng lượng này quán chú vào, nhưng chỉ một lát sau liền từ từ tiêu tán ngay lập tức. Khi một tia năng lượng cuối cùng tiêu tán thì mọi thứ chung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hô! Sau một lát, Lục Lâm Thiên thở mạnh ra ra một ngụm chọc khí thật dài, không gian gợn sóng ở trước người lập tức bị chọc khí chấn khai, hai mắt đang nhắm chặt của Lục Lâm Thiên đột nhiên mở ra. Lúc này, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên tuôn ra một cách phô thiên cái địa và vô cùng dữ dội từ bên trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Khí thế này so với trước kia thì đúng là đã cường hãn hơn gấp mấy lần, chấn động khiến cho không gian gợn sóng trực tiếp lan ra từng đợt. Vũ Vương nhị trọng. Khí thế của trưởng môn thật là mạnh. Đám người của Phi Linh môn sợ hãi than thở, khí thế kia không khỏi khiến mọi người cảm thấy bị áp chế, ngay cả sát phá quân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc lẫn không thể ngờ. Rốt cuộc cũng đột phá lần nữa rồi. Sau khi thở mạnh ra một ngụm chọc khí ra khỏi cơ thể thì Lục Lâm Thiên vươn vai một cái. Cảm thụ được chân khí đã tăng mạnh gấp mấy lần bên trong đan điền khí hải lúc này, không khỏi nhếch môi mỉm cười, thôn phệ một vũ vương tam trọng, vừa đủ để khiến mình đột phá tới vũ vương nhị trọng, nhưng chỉ vừa đủ để đột phá mà thôi, không hề dư ra chút nào. Đột phá tới vũ vương, đan điền khí hải của mình lại càng trở nên khổng lồ, nếu muốn đột phá tiếp thì lượng tiêu hao cần có lại ngày càng nhiều hơn, điều này khiến cho trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng. Từ nay về sau mà muốn đột phá thì cần phải thôn phệ thêm nhiều vũ vương và linh vương nữa. Chúc mừng trưởng môn đột phá. Đám người Thanh Hỏa lão quỷ hành lễ, ai nấy đều cảm thấy kinh thán không thôi, tốc độ tu luyện của trưởng môn, so với bọn họ mà nói thì đúng là cứ như đang bay vọt vậy. Vẫn chưa đủ. Chậm rãi đứng dậy, Lục Lâm Thiên tự lẩm bẩm một tiếng, thực lực của hắn lúc này mặc dù đã tới vũ vương nhị trọng, nhưng vẫn không đủ. So với Nhạc Phụ Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường của mình, cùng với mấy vị kình linh vương của thiên địa các, phách linh trưởng lão thì mình vẫn còn kém rất xa, con đường cường giả này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đông lão, đường chúng ta trở về, cách Song Đao môn hình như gần hơn một chút đúng không? Lục Lâm Thiên hỏi Đông Vô Mệnh. Đúng là gần hơn một chút, nhưng phải vòng hẳn một vòng, lấy tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao thì hẳn là còn phải cần tới một tháng nữa thì mới có thể tới địa bàn của Song Đao Môn. Đông Vô Mệnh nói. Một tháng. Lục Lâm Thiên nhíu mày lại, như vậy cũng không gần, diện tích của cổ vực vốn rất lớn, liền nói. Tiếp tục đi thôi. Mọi người lại nhảy lên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao, hai con yêu thú khổng lồ vỗ cánh mà đi. Vù vù. Thiên Sí Tuyết Sư qua lại không ngừng trong những tầng mây, trên cơ thể cao lớn của nó, hai cánh vỗ mạnh, không gian chung quanh cũng xuất hiện gợn sóng hơi vặn vẹo nhỏ, khí lưu gào thét mà qua, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, khí lưu mang theo cuồng phong gào thét sượt qua hai bên, Lục Lâm Thiên lúc này vẫn không chút lay động, chỉ có trường bào màu xanh trên người bay bay,
quanh người có một đạo quang quyển trong suốt bao quanh. Cần thời gian chừng một tháng, cũng vừa đủ để củng cố tu vi Vũ Vương nhị trọng, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí một tháng này. Lục Lâm Thiên hiện tại liền nhắm chặt hai mắt, tâm thần cũng đắm chìm bên trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong, quanh người có một cỗ khí tức thuộc tính phong quanh quẩn. Đến loại trình độ này rồi thì Lục Lâm Thiên biết rõ, tăng cường thực lực rất quan trọng, lĩnh ngộ cũng quan trọng không kém, thậm chí lĩnh ngộ còn quan trọng hơn tu vi một chút, tu luyện thì chỉ cần có thời gian là sẽ luôn luôn có tiến bộ, đặc biệt là đối với mình mà nói thì căn bản không cần phải tu luyện. Mà lĩnh ngộ thì lại không giống như vậy, lĩnh ngộ không phải là chỉ cần có thời gian là có thể có thành tích được, còn đường lĩnh ngộ này, so với tu luyện thì còn khó hơn, vừa mới đột phá nhị trọng Vũ Vương. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng là lúc mình đột phá, cũng đều cần phải dẫn thêm năng lượng thuộc tính cộng minh, còn về phần tu luyện vũ khí thì nếu như lĩnh ngộ thuộc tính không đủ thì căn bản là không cách nào tu luyện vũ khí cao giai được, mấy vũ khí tới địa cấp đều là trực tiếp điều động năng lượng thuộc tính trong thiên địa cả. Nếu như lĩnh ngộ thuộc tính không đủ thì căn bản là không cách nào tu luyện được. Trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thì Lục Lâm Thiên luôn không dám buông thả, trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư. Lúc nào cũng có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn bên cạnh Lục Lâm Thiên, đắm chìm bên trong lĩnh ngộ như vậy, Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, bên trong loại lĩnh ngộ này, tuy rằng rất chậm, nhưng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên lấy được không ít chỗ tốt. Ở phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, Lục Lâm Thiên dựa theo ưu thế mình là linh giả, lĩnh ngộ cũng nhanh hơn người thường một chút, linh hồn lực cũng phát huy tác dụng rất lớn ở trong đó, có linh hồn lực cường đại. Ở mặt lĩnh ngộ, có thể chiếm được không ít ưu thế. Cứ thế lĩnh ngộ thuộc tính phong, Lục Lâm Thiên cũng không tốn bao lâu liền tiến nhập vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Theo lĩnh ngộ, trong biển thuộc tính phong mênh mông, Lục Lâm Thiên dường như đã biết được một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy ngày càng mơ hồ. Cứ như vậy, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Phiêu giật, nhanh chóng. Lục Lâm Thiên thì thầm, trong tay kết xuất từng đạo thủ ấn nhìn qua như rất chậm rãi. Không mang theo bất kỳ ba động nào, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cảm giác rất lạ kỳ. Dưới cảm giác này, khí thế toàn thân của Lục Lâm Thiên cũng khác hẳn lúc trước, rõ ràng là đang khoanh chân ngồi rất ngay ngắn, nhưng quanh thân lại có một cỗ khí thế bức người quanh quẩn, ngồi trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư vững như bàn thạch. Tiểu tử này không ngờ lại tiến tới được một bước này. Sát Phá Quân ngồi trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, vẻ mặt cũng kinh thán không thôi. Trình độ lĩnh ngộ thuộc tính đương nhiên không thể nào qua mắt của hắn được. Trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên khi thì chậm rãi kết xuất vài đạo thủ ấn, không tạo ra bất kỳ ba động nào, khi thì lại nhắm mắt tiếp tục lĩnh ngộ, thi thoảng lại đột ngột tiến vào trạng thái khá đặc biệt, trên mắt cũng đột nhiên lộ ra ý cười ngốc nghếch. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, một lòng đắm chìm trong trạng thái tu luyện, trong não hải cũng không còn bất kỳ tạp niệm nào, trên đường đi. Lục Lâm Thiên đắm chìm bên trong việc lĩnh ngộ, ngược lại hồn nhiên không hề hay biết gì, mải mê với việc lĩnh ngộ thuộc tính mênh mông, thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Theo việc lĩnh ngộ, trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, yên lặng Lục Lâm Thiên nhắm mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu hơn rất nhiều, nhưng quang quyển vô hình quanh người thì lại càng chói mắt hơn nữa, không khó để cảm giác được năng lượng thuộc tính phong ở bên cạnh cũng nồng đậm hơn không ít. Mà lúc này, đám người Đông Vô Mệnh ngồi trên lưng của cửu đầu yêu giao cũng đang ở trong trạng thái tu luyện. Song Đao Môn nằm ở phía đông nam của cổ vực, đấy là một trong những thế lực nhất lưu nổi tiếng của cổ vực, trong môn có mấy vạn đệ tử, nếu như tính luôn cả ngoại môn đệ tử thì không chừng phải có hơn 10 vạn, thế lực toàn sơn môn vô cùng khổng lồ. Thiên Đao Sơn chính là đại bản doanh của Song Đao Môn, diện tích khổng lồ, mà ở bên ngoài Thiên Đao Sơn, có một tòa thành lớn và không ít trấn lớn khác, dân cư đông đúc. Cũng cực kỳ phồn hoa. Bên trong cả cổ vực, cũng đều biết rõ Song Đao Môn, trong môn có không ít cường giả Vũ Vương Linh Vương thì có 3 người, cũng coi như cự phách một phương. Bên trong Sơn Mạch Thiên Đao là một mảnh yên bình, chỉ là không biết một hồi sát lục chi khí đang chậm rãi tới gần. Bên trên bầu trời yên bình truyền tới một trận tiếng ù ù xé gió, lập tức có 2 con yêu thú phi hành một tráng một đỏ vỗ cánh bay tới. Phía trước không xa chính là Song Đao Môn. Thanh âm của Thanh Hỏa Lão Quỷ vang lên. Hô! Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, tình mang lóe ra, ánh mắt thâm thúy. Song Đao Môn, chỉ là một cái sơn môn nho nhỏ mà thôi, trở tay một cái là có thể tiêu diệt. Sát Phá Quân dừng việc tu luyện, tóc dài màu lam bay bay,
khí tức thu liếm, khí tức trong lúc vô hình cũng khiến cho người ta bị áp chế. Phá quân đại ca, diệt Song Đao Môn không khó, chỉ là muốn khống chế được địa bàn của Song Đao Môn, không để cho các thế lực khác đục nước béo cò thì có chút phiền phức. Lục Tâm Đồng nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiểu cô nương Tâm Đồng này mấy năm nay đúng là đã trưởng thành rất nhiều, cũng biết nghĩ tới những chuyện xa hơn, nhìn Lục Tâm Đồng một cái mang theo vẻ tán thưởng, Lục Lâm Thiên nói. Địa bàn của Song Đao Môn tuyệt đối không thể bỏ qua được, địa bàn của Ma Tâm Cốc, ta nghĩ hiện tại cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua được. Thanh âm vừa dứt thì trong tay Lục Lâm Thiên lập tức kết xuất thủ ấn, bên hông có một đạo lưu quang phóng thẳng lên trời, lập tức hóa thành một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ khổng lồ, nói với Hoàng Bát Nhiên ngồi trên lưng cửu đầu yêu dao ở phía sau. Hoàng Bát Nhiên, ngươi mang theo vài đệ tử trở về Phi Linh Môn trước, thông báo cho ngoại đường, vũ đường, kim đường dẫn theo đệ tử trong môn lập tức tới đây tiếp thu Song Đao Môn, đồng thời cũng phái thêm người tới tiếp quản địa bàn Ma Tâm Cốc, ai dám ngăn cản thì giết không tha. Sau cùng phái người trực tiếp đi tới Bách Linh Tông trước, phỏng chừng khi bọn họ tới đó thì bọn ta cũng tới rồi. Vâng, trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên đáp lời, phất tay dẫn theo vài đệ tử, lập tức nhay lên lưng của con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ, bay về phía Phi Linh Môn. Nhìn thấy trưởng môn tùy tiện cũng có thể gọi ra một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ, đám người đang ngồi trên lưng của cửu đầu yêu dao lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Trưởng môn, phía trước chính là Song Đao Môn. Chúng ta nên tiêu diệt Song Đao Môn thế nào đây? Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Tới lúc đó sẽ biết, tất cả mọi người nhớ kỹ, có thể bắt giữ được thì cứ tận lực bắt giữ, những kẻ có tu vi vũ xuất linh xuất trở nên, một tên cũng không thể để cho hắn thoát. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Vâng. Mọi người đáp, nếu để người có thực lực cao chạy thoát thì sau này sẽ tạo thành phiền toái lớn. Người phương nào tự tiện xông vào Đao Thành, mau xưng tên ra đi. Đúng lúc này, bên trong tòa thành lớn rộng bao la ở bên dưới, có rất nhiều yêu thú phi hành tam giai vỗ cánh bay lên, trên lưng của chúng có mấy chục nam tử mặc kính trang đứng ngăn trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư và cửu đầu yêu dao. Hống! Thiên Sĩ Tuyết Sư hít sâu một cái, lập tức có một cỗ khí tức được phóng thích ra, mấy con yêu thú phi hành tam giai kia liền run rẩy liên hồi, trong nháy mắt, mấy chục người này đã ngã thẳng xuống từ trên lưng của yêu thú phi hành. Rầm rầm! Mấy chục người này kêu thảm một tiếng, lúc rơi xuống đất, phần lớn đều ngã thành một đống huyết nhục mơ hồ. Rầm. Trong thành vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó lập tức có một đạo pháo hoa nổ tung giữa không trung. Cảnh giác cao như vậy, xem ra Song Đao Môn này đã sớm đề phòng chúng ta rồi. Quỷ tiên tử nói. Đoán chừng là sau khi chúng ta diệt Ma Tâm Cốc thì Song Đao Môn đã luôn đề phòng chúng ta có thể tấn công bất kỳ lúc nào rồi, cho nên mới cảnh giác như vậy. Đông Vô Mệnh nói. Phanh. Trong nháy mắt, bên trong dãy sơn mạch ở phía xa cũng có một tiếng pháo nổ lớn truyền tới. Chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, trong mắt lóe lên một cỗ lãnh ý, nói. Chúng ta đi thôi. Bên trong sơn mạch thiên đao, từng ngọn núi cao vê upsilon tê nhập mây tựa như những thanh cự đao, tạo hình có thể nói là lạ kỳ nhất tuyệt, khiến cho người ta thầm tặc lưỡi thầm khen đúng là tạo vật thần kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhiên mới có thể tạo ra kiệt tác sắc sảo như vậy mà thôi. Trên không trung yên tĩnh, sau hai tiếng pháo nổ vang ban nãy thì khí tức của cả dãy sơn mạch đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn lên. Bên trong Song Đao Môn, lúc này ước chừng có gần 4 vạn đệ tử đang hội tụ lại đông nghịt bên trong sơn mạch, tất cả mọi người đều có vẻ dương cung bạt kiếm, mặc dù mấy tháng gần đây trưởng lão trong môn đã chế trụ một vài tin tức, nhưng cũng không thể tránh khỏi để lộ phong thanh, trong lòng đám đệ tử cũng biết rõ. Ma Tâm Cốc bị Phi Linh Môn tiêu diệt, hai năm nay, Song Đao Môn và Ma Tâm Cốc đã âm thầm liên minh đối phó với Phi Linh Môn, hiện tại Ma Tâm Cốc đã bị huyết tẩy, sợ là Song Đao Môn sớm hay muộn gì cũng sẽ có chuyện. Lúc này nghe được tiếng cảnh báo thì tất cả đệ tử lập tức cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cứ nghe tới việc mấy tháng trước Ma Tâm Cốc máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm đã từng truyền khắp Song Đao Môn, lúc này đám đệ tử Song Đao Môn nhớ lại liền cảm thấy sợ hãi không thôi, sống lưng lạnh toát. Giữa không trung, không bao lâu sau liền có một trận tiếng kêu gào áp không vang tới, hai con yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay tới, trên lưng của hai con yêu thú khổng lồ này có trên trăm đạo thân ảnh đang đứng, cả đám ai cũng đều nhìn chằm chằm về phía trước. Đám người đứng đầu đều chắp tay mà đứng, khí tức cường hãn, khiến cho người ta đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy trong lòng run rẩy.
Bên trong song đao môn, một ngọn núi hình thanh đao khổng lồ xuyên thẳng lên trời cao, lúc này đám người kia vẫn nhìn về phía trước, tất cả mọi người đều mang theo vẻ vô cùng ngưng trọng, đứng phía trước nhất là một mỹ phụ nhân tuổi chừng hơn 30, dáng người đẫy đà, xem như phong vận dù có tuổi nhưng vẫn như cũ, chính là trưởng môn An Cát Tú Na của song đao môn. Trưởng môn, là người của phi linh môn, phía trước chính là Lục Lâm Thiên, đằng sau là đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão song đao môn nói, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hừ, chẳng lẽ chỉ có mấy người bọn họ mà cũng muốn diệt song đao môn của chúng ta hay sao? Ánh mắt của An Cát Tú Na trầm xuống, nói với vẻ âm lệ, trong lòng lúc này thì cực kỳ ngưng trọng, thế lực của phi linh môn đã sớm không còn như lúc trước rồi. Trưởng môn, hình như bên phi linh môn đều là cường giả tới. Một vị trưởng lão khác của song đao môn nói, thần sắc có vẻ lo lắng bất an. Mau mở hộ sơn đại trận ra, ta không tin chúng ta không thể ngăn cản được mấy người của phi linh môn này. An Cát Tú Na lạnh giọng nói. Bày trận. Một vị trưởng lão của song đao môn hét lớn một tiếng, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Vừa nghe thấy vị trưởng lão kia lên tiếng thì lập tức có không ít cường giả nhảy ra từ bên trong đám người, mọi người cùng nhau kết xuất thủ ẩn, trong mơ hồ để lộ ra một tia huyền ảo. Ầm ầm, từng đạo chân khí và linh lực cường hãn tuôn ra dữ dội, tiếp theo bên trong sơn mạch, từng ngọn núi lập tức có từng đạo quang trụ bắn ra ngoài, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo, cuối cùng nối tiếp tương hỗ cùng nhau, lập tức bao trọn cả một phiến sơn mạch bên trong một cái quang mạc khổng lồ. Quang mạc này vừa xuất hiện thì từ đại trận ẩn ẩn tràn ra một cỗ uy áp khủng bố, khiến cho cả không gian cũng run rẩy, có vẻ như vô cùng cường hãn. Trưởng môn, song đao môn này đã bố trí hộ sơn đại trận rồi. Đám cường giả phi linh môn cũng chắp tay mà đứng trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao, hội tụ thành một cỗ khí thế kinh người đè xuống, khí thế của cả đám lan ra, ai cũng biết rõ mục đích của mình tới song đao môn, sát khí hội tụ. Một cỗ sát khí ngập trời khiến cho cả PSN Di Vân giữa trời cũng biến sắc. Khí thế cường hãn tới mức đó cũng khiến cho không ít người bên trong tòa thành kia cảm nhận được sự biến hóa, không trung đột nhiên phong vân biến sắc, giống như dấu hiệu báo trước sắp có bão tố tới vậy. Sát khí thật là mạnh. Hình như là đi tới song đao môn đó. Bên trong những tiếng nghị luận vang lên không ngớt, lập tức có không ít người bắt đầu vây xem. Ca ca, trận này không phải là không phá được. Tất cả mọi người cùng liên thủ, ta tới phá vỡ nó. Trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, thân ảnh xinh đẹp có vẻ mong manh của Lục Tâm Đồng, nàng lúc này cũng chắp tay mà đứng, tuổi còn nhỏ nhưng cỗ sát khí tỏa ra xung quanh người lại cực kỳ nồng đậm. Thiên Sí Tuyết Sư, Cửu Đầu Yêu Giao dừng lại trước đạo quang mạc khổng lồ kia, khí tức cường hãn lan ra, tuyệt đối không phải dễ gì phá nổi. Tiểu nha đầu, chỉ là phá trận mà thôi, để ta tới là được rồi. Sát Phá Quân mỉm cười nói. Sư huynh, làm phiền ngươi rồi. Lục Lâm Thiên nói, hộ sơn đại trận cỡ này, Lục Lâm Thiên vừa nhìn qua, nếu như để mình phá trận thì cũng sẽ không quá khó, bất quá cần chút thời gian, nhưng nếu như là Sát Phá Quân ra tay thì muốn phá trận này, chỉ cần lật tay một cái là có thể làm được. Có gì phiền đâu. Sát Phá Quân ưỡn lưng một cái, trong nháy mắt tiếp theo liền đột ngột kết xuất thủ ấn, đúng lúc này. Khí thế bàng bạc nháy mắt liền tuôn ra dữ dội, một đạo quang trụ màu xanh trực tiếp lóe ra từ trong tay, cả không gian cũng lập tức xuất hiện không gian gợn sóng lan tỏa. Phiến năng lượng thiên địa này lập tức lắc lư kịch liệt, tiếp theo liền có một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp tan ra không gian chung quanh một cách vô thanh vô tức, bên trong không gian đều đầy rẫy một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lục Lâm Thiên nhìn trên không trung, Sát Phá Quân chỉ tùy tiện ra tay mà đã khống chế được năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Lại còn khống chế được năng lượng thiên địa trong vô hình như vậy. Cỗ quang trụ màu xanh này vừa ra thì bàn tay của Sát Phá Quân liền nắm chặt lại, không gian trước mặt trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo, quang trụ màu xanh lập tức đụng mạnh vào bên trên quang mạc kia, hai thứ va vào nhau ở khoảng cách gần, phía trên quang mạc này cũng hoàn toàn bị đóng băng một cách quỷ dị, giống như bị ăn mòn vậy, bắt đầu từ chỗ quang trụ màu xanh, hàn băng chi khí men theo bốn phía lan ra khắp quang mạc tựa như mạng nhện. Một cỗ lãnh ý khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng bắt đầu tràn ngập ra không gian cực nhanh. Cả không gian lập tức như rơi vào trong một hầm băng vậy. Phá! Sát Phá Quân quát nhẹ một tiếng, năm ngón tay bắt đầu siết chặt, quang mạc đang bị đóng băng vặn vẹo kia liền lập tức nứt vỡ, quang trụ khổng lồ kia trong nháy mắt liền hóa thành những mảnh vỡ rơi rớt khắp đất trời,
sau đó liền biến mất. Ầm ầm ầm. Mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đứng nhìn, quang mạc bị đóng băng kia trực tiếp vỡ tan, một tiếng nổ động trời lập tức vang vọng khắp không trung. Trên bầu trời, khí lãng khủng bố lan rộng, dưới ánh nhìn của rất nhiều đạo mục quang, hộ sơn đại trận của Song Đao môn không ngờ không chịu nổi một kích bình thường như vậy, đồng loạt nứt vỡ ra thành mảnh vụn. Theo đạo quang mạc kia bị vỡ nát thì kình khí lập tức quét ra ngập trời, cũng ngay lúc đó, tất cả mọi thứ bên trong Song Đao môn cũng xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt mọi người. Bên trong sơn mạch, trước những kiến trúc liên miên lúc này đặc kín những thân ảnh, cả đám nắm Song Đao trong tay, khí tức hội tụ, cũng có thanh thế khá kinh người. Giữa không trung, cường giả của Song Đao môn lăng không mà đứng, đứng trước nhất có hai vũ vương, một linh vương, sau lưng cũng có gần 20 vũ xuất. Và nhiều người có tu vi linh xuất, An Cát Tú Na đứng ở trước tiên, trong đôi mắt vũ mị lúc này chỉ còn lạnh ý ngập trời. Lục Lâm Thiên, phi linh môn của ngươi muốn làm gì đây, hôm nay dám động tới Song Đao môn của ta, chắc chắn cũng sẽ có người không bỏ qua cho ngươi đâu. An Cát Tú Na nheo mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng trong ánh mắt lúc này lại có chút dao động. An Cát trưởng môn, đã lâu không gặp. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Ta tiêu diệt Song Đao môn của ngươi thì đã sao, thế lực đứng sau lưng ngươi sợ là sẽ không ra mặt cho Song Đao môn của ngươi nhanh như vậy đâu. Lục Lâm Thiên biết rất rõ, nếu sau lưng những sơn môn như Song Đao môn, mà Tâm Cốc, Bách Linh Tông này không có ai âm thầm duy trì mới là lạ, không phải Lan Lăng Sơn Trăng thì chính là Hóa Vũ Tông hoặc Hắc Sát Giáo, chỉ là hiện tại mình diệt Song Đao môn, Lan Lăng Sơn Trăng cũng không làm được gì, ai cũng biết rõ là do Song Đao môn gây sự với Phi Linh môn trước. Lục Lâm Thiên, người đừng vội kiêu ngạo, chẳng lẽ chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng muốn diệt Song Đao môn của ta hay sao, ta sẽ để cho phi linh môn của ngươi trả giá thật đắt. An Cát Tú Na lạnh giọng quát lớn. Thật sao, người nhiều thì làm được gì? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quay đầu nói với thị huyết Linh Phong. Huyết mị giao cho ngươi. Vâng, thưa chủ nhân. Mái tóc màu đỏ như máu của huyết mị bay múa. Tựa như một kiện áo choàng màu đỏ đang nhẹ nhàng tung bay. Hô! Huyết mị kết xuất một đạo thủ ấn, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một tầng huyết mang, hào quang của huyết mang ngày càng mạnh, bên trong đạo huyết mang đó, là một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy cả linh hồn cũng trở nên lạnh lẽo trong vô hình. Chi chi! Huyết mang hiển hiện, mang theo một cỗ thanh âm bén nhọn kỳ dị, giống như sấm chớp trong thiên địa vậy, chỉ nháy mắt đã xuyên qua huyết mang bay ra. Thanh âm chi chi kỳ dị này, trong nháy mắt liền biến thành âm ba tựa như thực chất, chẳng khác gì phong bạo, cuốn phăng tất cả ở trước tổ ong ra, không gian gợn sóng trực tiếp bị dấy lên, bị âm ba phong bạo kỳ dị này ảnh hưởng, bên trong Song Đao môn lập tức có không ít đệ tử thực lực thấp đều ôm lấy đầu ngã quỵ xuống đất, lăn lộn kêu gào. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong huyết mang này lập tức xuất hiện một cái tổ ong, là một tổ ong cực kỳ khổng lồ, sợ là cũng phải lớn hơn 600 thước. Cái tổ ong này toàn thân một màu đỏ tươi, lúc này lại tỏa ra huỳnh quang, tựa như có máu tươi đang chảy dọc ở bên trên, phía trên của nó có hàng ngàn hàng vạn cái cửa động chằn chịt. Thị huyết Linh Phong, là thị huyết Linh Phong thất giai. Sắc mặt của Đông Vô Mệnh hiện lên vẻ kinh hãi trước tiên, linh thú khủng bố tới nhường này, hắn cũng chỉ mới nghe nói qua mà thôi, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Chi chi! Sau một trận tiếng kêu kỳ lạ vang lên. Một mảnh tiếng vù vù vỗ cánh gào thét mà dậy, tựa như có vô số con rơi đang vỗ cánh bay ra, chỉ một lát sau, một màn khiến cho tất cả mọi người sợ hãi cảm thán xuất hiện, chỉ thấy lúc này bên trong tổ ong đã có một mảnh dày đặc đỏ như máu tuôn ra ồ ạt, nhìn qua thậm chí còn không thấy điểm cuối, một cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra. Nhiều thị huyết Linh Phong như vậy. Tất cả mọi người sợ hãi thốt lên, cả đàn thị huyết Linh Phong rậm rạp thế này, sợ là phải hơn cả trăm vạn con. Nhìn lại thì toàn bộ đều là thị huyết Linh Phong nhất giai cả. Hơn trăm vạn con thị huyết Linh Phong này mắt lộ ra hung quang, trong nháy mắt đã phô thiên cái địa mà ùa xuống, một cỗ độc tố nhàn nhạt lan ra, từng cây ngao châm nhỏ tới mức khó mà phát hiện, dưới sự khống chế của huyết mị trực tiếp tuôn ra ồ ạt bay về phía đám người của Song Đao môn. Chi chi! Ngay sau đó lại có một hồi tiếng chi chi gào thét mà ra, gần như cùng lúc đó, lại có thêm một mảnh quang mang huyết sắc dày đặc tuôn ra dữ dội. Trực tiếp bao phủ gần kín không trung, đám thị huyết Linh Phong này thân hình thoạt nhìn có vẻ dữ tợn hơn đám trước, trên đôi cánh màu đỏ kia, ngay cả cánh ve hơi mỏng cũng bén nhọn như đao, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức cường hãn,
mắt kép hình trứng lộ ra hung quang, phía dưới cái bụng còn có một cây ngao châm thật nhỏ nhưng vô cùng bén nhọn đang lóe sáng. 5 vạn con thị huyết linh phong tam giai. Lục Lâm Thiên mỉm cười, mấy tháng trước hắn đã hỏi qua huyết mị, hơn 2 năm qua, huyết mị đã tạo ra 5 con ong thợ lục giai hậu kỳ đỉnh phong, 10 con ong thợ lục giai hậu kỳ, lục giai sơ kỳ và lục giai trung kỳ tổng cộng có khoảng 50 con, mặt khác thì có 500 con ong thợ ngũ giai, 5.000 con ong thợ tứ giai, tam giai thì có 5 vạn con, còn ong thợ nhất giai thì có trên 100 vạn con. Mấy vạn con thị huyết linh phong tam giai, thế này quả là kinh khủng. Đông Vô Mệnh kinh thán không thôi, hoàn toàn bị rung động rồi. Chi chi, 5 vạn con thị huyết linh phong tam giai ùa ra như nước lũ, mang theo khí tức hung hãn kinh thiên lao thẳng về phía mấy vạn đệ tử của Song Đao Môn. Lúc này đây lại có từng đợt tiếng kêu xi xi vô cùng cuồng ngược vang lên khắp không gian. Tổ ong màu đỏ kia nháy mắt liền rung lên. Đột nhiên, 5.000 con ong thợ tứ giai và 500 con ong thợ ngũ giai ùa ra một cách dữ dội, khí thế kia càng thêm khiến người ta cảm thấy da dầu run lên. Xi xi, lại có hơn mấy chục đạo tàn ảnh màu đỏ tươi nháy mắt lao ra. Theo sự xuất hiện của hơn mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh này, cả không gian lập tức có một cỗ khí tức cuồng bạo nổi lên. Mấy chục đạo tàn ảnh huyết sắc lướt nhanh ra khỏi tổ ong, lập tức thu liễm hào quang, lộ ra chúng là 50 con thị huyết linh phong, mà thân hình của hơn 50 con thị huyết linh phong này đều lớn cỡ một đứa nhỏ mới sinh, toàn thân huyết hồng, trông vô cùng dữ tợn, khí tức cường hãn mà vô cùng cuồng ngược hung hãn. Trong mấy chục con thị huyết linh phong này có 5 con là lục giai hậu kỳ đỉnh phong, 10 con lục giai hậu kỳ, còn lại đều là lục giai trung kỳ và sơ kỳ. Thị huyết linh phong lục giai. Nhìn thấy mấy chục con thị huyết linh phong lục giai này, đám người Quỷ Tiên Tử, Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa lão quỷ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều thị huyết linh phong lục giai như vậy, quả thực đã tới tình trạng khủng bố, coi như bằng với hơn 60 tên linh xuất, bất quá lúc này đám người linh vũ song quái, Tả Thiên Khung cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh hãi, lúc trước bọn họ cũng từng nhìn thấy một màn khủng bố thế này rồi, chỉ là hiện tại, ong thợ do thị huyết linh phong bồi dưỡng ra. So với 2 năm trước thì thực lực còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Đây chính là điểm khủng bố của thị huyết linh phong. Lục Lâm Thiên cười với vẻ vừa lòng, huyết mị hiện tại là thất giai sơ kỳ, nhưng dựa theo đặc điểm khủng bố của thị huyết linh phong thì thực lực cũng đủ để tiêu diệt một thế lực nhất lưu, hơn 60 con ong thợ lục giai, thực lực cỡ này quả thật là rất đáng sợ. Thật là mạnh. Thiên Độc Yêu Long vẫn luôn tự cho là bản thân bất phàm, thân là yêu thú long tộc, cũng có tiền vốn bất phàm rồi. Lúc này nhìn thấy chỗ khủng bố của thị huyết linh phong thì cũng phải hít vào một hơi. Là thị huyết linh phong, là thị huyết linh phong thất giai. Bên trong Song Đao Môn, chúng cường giả kinh thán sợ hãi, vốn bọn họ còn cho rằng phi linh môn có ít người, ai mà ngờ được lại còn có cả thị huyết linh phong, lại còn khủng bố tới mức này nữa. Tất cả người của Song Đao Môn đều cảm thấy kinh hãi, mặt mày biến sắc, một vài cường giả của Song Đao Môn đương nhiên biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. Thị huyết linh phong giăng kín bầu trời, cả bầu trời đều là một mảnh huyết mang, thanh thế bức người cỡ này, khiến cho đám đệ tử bình thường của Song Đao Môn đều cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ong! Tốc độ của thị huyết linh phong nhanh như chớp, trong nháy mắt liền phun ra một đoàn huyết vụ, bên trong huyết vụ còn kèm theo cả một cỗ công kích linh hồn, trong đám người lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đi! Mắt thấy một màn khủng bố thế này, ánh mắt của Lục Lâm Thiên liền trở nên lạnh lẽo. Trong tay kết xuất thủ ấn, lấy ra không ít không gian thú nang, từng đạo lưu quang lóe ra, lập tức hóa thành hơn 1.000 con yêu thú. Hống hống, ngao, từng tiếng gầm lớn như sấm vang lên, sau đó lập tức phỏng thẳng lên trời, tiếng gầm chấn khai cả không gian gợn sóng lan mạnh ra, cả mặt đất cũng hơi rung lên, núi non rung chuyển. Hơn 1.000 con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, yêu thú khổng lồ lao nhanh quả thực giống như khiến cho sơn băng địa liệt vậy. Trong đó cũng có không ít yêu thú phi hành nữa. Đủ tiếng rít gào của yêu thú vang lên, thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ, tựa như từng tiếng sấm đánh rơi xuống chấn động lòng người. Đám đệ tử Song Đao Môn đang kinh hãi trước sự vây công của thị huyết linh phong, lúc này nhìn thấy thêm một màn này nữa, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cũng dại ra. Bách thú vỗ cánh, thiên thú bôn đằng, uy thế cỡ này quả thật vô cùng khủng bố, trong số này đã có hơn 10 con lục giai yêu thú. Ở đâu ra nhiều yêu thú như vậy, lại còn có nhiều lục giai yêu thú như vậy nữa. Đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung,
Trương Minh Đào lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ai cũng không ngờ tới trên người của trưởng môn không ngờ lại có cả một thế lực kinh khủng như vậy. Hống! Một tiếng gầm vang lên, Hắc Hùng hóa thành bản thể khổng lồ, vung tay hô lớn. Giết cho ta! Giống giống! Chúng thú rít gào hô ứng, hàng trăm hàng ngàn con yêu thú khổng lồ lúc này cũng lao nhanh tới, dưới sự dẫn dắt của Hắc Hùng, lập tức bổ nhào về phía người của Song Đao Môn, từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền tới. Nhìn thấy hết thảy những thứ này, Sát Phá Quân cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đối với những người khác của Phi Linh Môn mà nói thì đã triệt để rung động rồi, đám người Trương Minh Đào thì kinh hãi tới mức nói không nên lời. Mọi người ra tay đi, tận lực bắt giữ, một tên cũng không được tha. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía An Cát Tú Na ở đằng xa kia, chân khí chuyển động, dưới chân lóe lên một cái, trực tiếp lao về Upsilon T đi trên không trung ngay trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Một tên cũng không được tha. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, một đạo quang trụ màu đen lập tức tuôn ra ào ạt từ bên trong cơ thể của hắn, khắp không trung lúc này cũng rung chuyển ầm ầm, thân hình lướt thẳng xuống. Diệt Song Đao Môn, giết không tha. Theo Thiên Độc Yêu Long mở đầu tấn công thì rất nhiều cường giả của Phi Linh Môn cũng phát ra sát khí ngập trời, hét lớn lao lên, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung, Trường Ngao Yêu Giải, Hổ Bối Yêu Quy, Thiết Sĩ Yêu Ngạc, Xà Cảnh Bạch Sa, Cửu Đầu Yêu Dao, cả đám đều phát ra khí thế dữ dội, trực tiếp lao thẳng lên. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lập tức lóe lên, thân thể nháy mắt liền bị một cỗ hắc vụ bàng bạc bao phủ, trên tà váy dài màu hồng phấn có vài tia khói độc quanh quẩn, tóc dài bay bay tựa như ác ma, cũng lập tức lao thẳng xuống bên dưới. Hết thảy những việc đó diễn ra liền mạch không chút ngắt quãng, một đám yêu thú bắt đầu trực tiếp đổ sát. Đối diện với một đoàn yêu thú và thị huyết linh phong thì đệ tử của Song Đao Môn cũng chỉ có phần bị đổ lục mà thôi. Đệ tử của Song Đao Môn nào đã gặp qua tràng diện thế này, đột nhiên lại đụng phải một màn khủng bố cỡ này, phía trước hơn cả ngàn yêu thú khủng bố chính là trăm vạn con thị huyết linh phong, đây quả thực là tàn sát, trong nháy mắt, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng yêu thú thét gào, quanh quẩn trên không trung, chỉ chớp mắt, bên trong Thiên Đao Sơn liền tựa như chốn luyện ngục vậy. Giết! Giữa không trung, thân ảnh của đám người Đông Vô Mệnh cũng nhất tề lao tới, đây mới là những người có thực lực khủng bố nhất, một đám cường giả này lập tức vây công lao về phía Vũ Xuất Vũ Vương của Song Đao Môn, đám Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng đều gia nhập hàng ngũ công kích. Trên không trung, đám người Trương Minh Đào đã được phân phó là không được tham gia vào, Sát Phá Quân cũng không ra tay, đứng trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt không hề có biến hóa gì. Sát khí ngập trời, khuấy động hư không, trực tiếp khiến cho không gian và thiên địa rung chuyển, thực lực khủng bố tới cỡ này, Song Đao Môn căn bản không hề có bất kỳ đường phản kháng nào. A! À, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, cả Thiên Đao Sơn không ngừng sụp đổ, đây hoàn toàn là tàn sát, cả Song Đao Môn lập tức máu chảy thành sông. An Cát trưởng môn, tới lượt ngươi rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thân ảnh xuất hiện trước mặt An Cát Tú Na. Ta liều mạng với ngươi. Dưới đả kích cỡ ấy, ánh mắt của An Cát Tú Na trở nên vô cùng lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên, song đao trong tay cắt phá hư không, trực tiếp khiến cho không gian chấn động, kinh khí gào thét sinh ra thanh âm âm bạo trong không gian, song đao huy động như bay, đao mang dẫn theo một mảnh tàn ảnh khuếch tán ra, mang theo một cỗ uy thế khủng bố trực tiếp bổ về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này, Lục Lâm Thiên cũng không có bất kỳ động tác nào, lúc đám đao ảnh cuồng bạo kia quét tới, trường bào tung bay. Chân khí cuồng bạo trực tiếp phóng thẳng lên trời, trong ánh mắt lóe ra lạnh ý. Chỉ là Vũ Vương tam trọng mà thôi. Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng, dưới chân lóe lên khí toàn, tu vi của mình đã là Vũ Vương nhị trọng, Vũ Vương tam trọng bình thường như nàng ta thì mình cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Quang thân lập tức có một cỗ hoàng mang bao phủ, trong nháy mắt sau khi đao ảnh ngập trời kia tiến vào bên trong không gian hoàng mang kia, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của An Cát Tú Na đại biến, trong một sát na này, một cỗ khí tức nóng rực bốc lên quanh người, cỗ khí tức thuộc tính hỏa nóng rực này lập tức lan ra, không ngờ giãy giụa vài cái bên trong không gian hoàng mang của Lục Lâm Thiên, sau đó không ngờ có thể giãy thoát khỏi không gian hoàng mang của Lục Lâm Thiên. Trưởng khống thuộc tính hỏa. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, thứ mà An Cát Tú Na này vừa thi triển, cũng có thuộc tính chi lực, hai cỗ năng lượng thuộc tính chạm vào nhau, có thể thể khiến cho đối phương giãy thoát ra được.
chứng tỏ lĩnh ngộ của đối phương ở mặt hỏa thuộc tính cũng thuộc dạng bất phàm. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên vừa cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không chút chậm trễ, kết xuất thủ ấn, một cỗ thuộc tính phong đột nhiên ồ ạt kéo tới hội tụ lại ngay trên không. Không gian lúc nãy cũng rung lắc mạnh mẽ, bên trong những ba động đó, từng tầng mây dày đặc cũng nổi lên rung động kỳ lạ, bên trong những tầng mây, nháy mắt liền có vô số đạo thủ ấn khuếch tán ra, đám thủ ấn này ngưng tụ lại, không gian chung quanh liền băng liệt từng tấc một. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát nhẹ phát ra từ trong miệng Lục Lâm Thiên, tay áo vung mạnh, một cỗ chân khí mênh mông lập tức tuôn ra dữ dội từ trong tay, vô số thủ ấn ập mạnh xuống từ bên trong tầng mây, trong nháy mắt này, vô số thủ ấn kia nháy mắt liền hội tụ thành một đạo trưởng ấn, không gian bị áp chế tới mức muốn vỡ tan. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo trưởng ấn này nháy mắt liền quét ngang tất cả, sau đó hung hăng đánh mạnh về phía An Cát Tú Na. Sắc mặt của An Cát Tú Na đại biến. Lập tức dùng đao mang bao phủ không gian, thúc dục ra vô số đao mang cuồng bạo xuống ra, trực tiếp chém về phía Lục Lâm Thiên. Cuối cùng đánh thẳng vào bên trong thủy vực minh mông tựa như thác nước khổng lồ kia. Một sát na ngay khi đao mang và trưởng ấn tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt tiếp theo liền có một cỗ ba động vô cùng dị thường nhộn nhạo nổi lên, dưới từng đợt ba động này, có một tiếng nổ lập tức lăng không nổ ra. Phanh phanh! Trưởng ấn bàng bạc trực tiếp phá nát đao mang. Kinh khí ngập trời, thân thể của An Cát Tú Na cũng bị đẩy lùi lại. Liệt Viêm Quyền. Trong nháy mắt này, thân hình của Lục Lâm Thiên cũng lẳng lặng xuất hiện ở phía sau lưng của An Cát Tú Na, một tiếng vừa dứt thì năm ngón tay liền nắm chặt lại, một đạo quyền ấn lập tức biến thành một đạo quang ảnh màu đỏ mơ hồ, đánh ra nhanh chóng và dữ dội như sấm chớp. Sắc mặt của An Cát Tú Na tái đi, tốc độ của Lục Lâm Thiên thật sự khiến cho nàng giật mình, đột nhiên. Trong lúc còn đang hoảng hốt thì vội bố trí một đạo cương khí hỏa diễm bao phủ ở trước người. Một giây sau, đạo quyền ấn mang theo giả diễm này của Lục Lâm Thiên chỉ cách đó trong tầm tay, cuối cùng liền nện thật mạnh lên hỏa diễm cương khí hộ thân của An Cát Tú Na như hỏa diễm vẫn thạch rơi xuống vậy. Quyền ấn và cương khí va vào nhau, trong một giây này, cả bầu trời liền khựng lại, không gian liền rung chuyển rất khẽ, ngay sau đó. Trên không trung có một đạo thanh âm hung hãn như sấm nổ đột nhiên vang vọng khắp cả không gian. Rầm. Trên không trung, đạo quyền ấn nháy mắt liền phát nổ, trực tiếp phá hủy cương khí, cuối cùng cự lực bàng bạc lập tức nện thẳng lên người của An Cát Tú Na. Phụt. Dưới cự lực cỡ ấy, An Cát Tú Na liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng sụi lơ. Rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Lục Lâm Thiên lại xuất hiện ở sau lưng của An Cát Tú Na lần nữa. Lại thêm một đạo quyền ấn hung hăng nện xuống, thanh âm nổ vang trầm thấp, An Cát Tú Na đang ở trên không liền trực tiếp rơi xuống một ngọn núi hình thanh đao khổng lồ ở bên dưới, đất đá bay loạn, cả ngọn núi dường như cũng rung lên. Phụt! Lúc An Cát Tú Na lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, thì đã có một thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện ở bên cạnh của nàng, ngay lúc An Cát Tú Na cơ bản còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã có mấy đạo chỉ ấn đánh xuống người của nàng ta. Toàn thân lập tức bị cấm chế, gương mặt xám ngoét như cho tàn, trong mắt để lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc đã làm xong xuôi mọi việc thì trên mặt của Lục Lâm Thiên liền lộ ra ý cười, thực lực Vũ Vương nhị trọng của mình, hiện tại muốn đối phó với Vũ Vương tam trọng, dựa theo đan điền khí hải và bất diệt huyền thể, còn có tốc độ cực kỳ kinh người kia thì đã không còn bất kỳ khó khăn nào nữa rồi. Hắn lại lăng không mà đứng, trường bào tung bay, bên trong thiên đao sơn này hôm nay đã là máu chảy thành sông. Mùi máu tanh dâng lên ngập trời, lan ra khắp không trung, theo gió tản đi khắp nơi, lúc này có không ít ngọn núi đã bị san thành bình địa, hơn 1000 con yêu thú khổng lồ tấn công sâu vào, đủ để san bằng tất cả thành bình địa. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn toàn trường, dưới sự tấn công của vài chục con thất giai yêu thú linh thú và hơn 60 con thị huyết linh phong, đám vũ xuất linh xuất kia của song đao môn chỉ mới một lát thôi đã chết hơn một nửa, bắt được một ít tên. Mà đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Đồng, Huyết Mị cùng với đám thất giai yêu thú tấn công tới, hai kẻ Linh Vương nhị trọng và Vũ Vương nhất trọng còn lại cũng đã sớm bị bắt giữ, căn bản không hề có sức phản kháng. Nhìn thấy hết thảy, Lục Lâm Thiên hơi nheo mắt lại, có chút do dự, lập tức xách An Cát Tú Na đang bị cấm chế lăng không đứng dậy, nói: "Tất cả đệ tử của Song Đao môn đều nghe kỹ đây, nếu như các ngươi thần phục Phi Linh môn thì có thể miễn chết cho các ngươi." Ai phản kháng thì giết không tha. Thanh âm có xen lẫn chân khí, dù ở bên trong tiếng kêu la thảm thiết ngập trời này cũng đủ khiến người ta nghe thấy.
Ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, xin tha mạng. Chúng ta đầu hàng Phi Linh Môn. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa phát ra không bao lâu thì bên trong Song Đao Môn lập tức vang lên không ít tiếng buông bỏ vũ khí. Đám đệ tử Song Đao Môn đang cảm thấy kinh hãi cũng lập tức ném song đao xuống, cả đám ngồi xổm dưới đất không dám động đậy. Trên không trung, vài tên vũ xuất linh xuất còn đang đau khổ trèo trống, thương thế đầy mình, nhìn thấy An Cát Tú Na đã bị cấm chế thì cũng uể oải, lập tức đầu hàng. Bắt đầu từ lúc tàn sát cho tới khi Song Đao Môn, tất cả diễn ra trong vòng chưa tới nửa giờ, lúc này, trên mặt đất đã có hơn vạn thi thể cùng vô số người bị thương. Một canh giờ sau, bên trong đại điện của Song Đao Môn, Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn trên thượng thủ, đám cường giả của Phi Linh Môn thì ngồi bên dưới, cộng thêm An Cát Tú Na, lúc này Song Đao Môn cũng có 13 người đang bị cấm chế bên trong đại điện, một Linh Vương nhị trọng, một Vũ Vương nhất trọng, còn có 10 Vũ Xuất và Linh Xuất, thần sắc của ai nấy cũng đều vô cùng uể oải, trong mắt còn lộ ra vẻ kinh hãi nữa. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên quét qua, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cường giả bên trong Song Đao Môn này không ngờ nữ nhiều nam ít, Linh Vương nhị trọng cũng là một nữ tử, bên trong 10 vũ xuất linh xuất cũng có 6 người là nữ tính rồi. Lục Lâm Thiên ra dấu, Thanh Hỏa lão quỷ cởi bỏ cấm chế cho 10 người tu vi linh xuất vũ xuất trước tiên, sau khi cởi bỏ cấm chế thì 10 người kia đều run lẩy bẩy, nhưng không ai dám động đậy, bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Phi Linh Môn, căn bản không có khả năng phản kháng. Chư vị, đây chính là độc đan. Nếu như chịu quy thuận Phi Linh Môn ta thì liền nuốt viên độc đan này vào, chỉ cần không còn dị tâm thì tới lúc đó tự nhiên bọn ta sẽ đưa giải dược cho các ngươi, nếu như không chịu quy thuận thì chỉ có đường chết, sự nhẫn nại của ta có hạn, các ngươi tự quyết định đi. Lục Lâm Thiên nói xong thì đã có đệ tử Phi Linh Môn mang theo một cái khay đặt trước mặt bọn họ, bên trên có hơn 10 viên độc đan. 10 cái vũ xuất linh xuất đưa mắt nhìn nhau, một vị lão giả tuổi chừng 50, thân mặc trường bào. Tu vi vũ xuất bát trọng tiến lên đầu tiên, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, chúng ta xin thần phục, nhưng xin đừng làm khó dễ cho già trẻ, phụ nữ và những đệ tử khác trong Song Đao Môn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vị lão giả này, nhíu mày lại, cuối cùng nhìn về phía vị lão giả trừng ngũ tuần ấy nói. Đây là đương nhiên, chỉ cần không phản bội Phi Linh Môn của ta thì ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ gì. Nếu như phản bội Phi Linh Môn thì sẽ còn đau khổ hơn so với chết nhiều. Lão giả cảm giác được ánh mắt của Lục Lâm Thiên, bị ánh mắt này nhìn tới mức trong lòng run lên, lập tức cầm lấy một viên độc đan trên bàn lên rồi nuốt xuống. Đỗ Thiên Thành, nhà ngươi là thứ phản đồ. Nhìn thấy lão giả này nuốt độc đan xong, một phụ nhân mặc cẩm bào, tuổi chừng 40 lập tức lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía vị lão giả ngũ tuần kia cũng lạnh như băng. Xem ra ngươi sẽ không thần phục Phi Linh Môn rồi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, một cỗ sát ý lập tức bắn ra. Muốn chết. Trong nháy mắt này, thân ảnh của Hắc Hùng lóe lên, thân hình như thiết tháp nháy mắt đã đi tới sau lưng của phụ nhân mặc cẩm bào kia, lấy một xu thế tựa như bôn lôi, một đạo quyền ấn trực tiếp nện thẳng lên người của vị phụ nhân này. Dầm. Tốc độ quá nhanh, thực lực của Hắc Hùng lại mạnh hơn vũ xuất thất trọng của vị phụ nhân này không biết bao nhiêu. Một quyền hạ xuống, phụ nhân này lập tức phun ra một ngụm huyết phụ. Phụt! Trong huyết phụ có lẫn theo nội tạng bị đánh nát, phụ nhân này bị một quyền của Hắc Hùng trực tiếp đánh chết, thân thể ngã xuống đại điện, phiến đá lót bên dưới đại điện cũng lập tức rạn nứt. Trong ánh mắt của đám người còn lại của Song Đao Môn đều lộ ra vẻ kinh hãi không thôi, ánh mắt của Đỗ Thiên Thành kia cũng trầm xuống, trong mắt lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Hắc Hùng, giữ thi thể của người này lại. Ta muốn giữ lại để luyện chế khôi lỗi. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua hết đám người của Song Đao Môn. Vâng, thưa chủ nhân. Hắc Hùng kéo tay của thi thể vị phụ nhân kia ném qua một bên. Chư vị, tính nhẫn nại của ta có hạn, nếu nguyện ý quy thuận Phi Linh Môn của ta thì hãy nuốt độc đan, ta đếm tới ba, nếu như không nuốt độc đan thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn về phía đám người của Song Đao Môn, thản nhiên nói. 1, 2. Lúc Lục Lâm Thiên vừa đếm tới 2 thì 8 người còn lại đều bước lên trước một bước, tự động cầm một viên độc đan nhét vào trong miệng. Tốt lắm. Gương mặt tràn ngập lãnh ý của Lục Lâm Thiên lộ ra một chút ý cười, thu phục mọi người thế này, kỳ thật trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng không được an tâm là mấy, nhưng ít nhất cũng có thể cam đoan thời gian đầu sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ cần có đủ thời gian, tới lúc đó thì Phi Linh Môn có thể bắt tay vào khống chế mọi thứ.
Nếu muốn có thể hoàn toàn khống chế được hết địa bàn của Song Đao Môn, hiện tại cách tốt nhất chính là để cho đám người của Song Đao Môn được tồn tại. Đây cũng là cách nhanh nhất để có thể khống chế được Song Đao Môn, để cho Song Đao Môn tiếp tục duy trì, sau đó đợi người của Phi Linh Môn đuổi tới thì sẽ tiếp tục khống chế. Nếu như hoàn toàn tiêu diệt Song Đao Môn thì sẽ gây ra hỗn loạn với quy mô lớn, địa bàn của Song Đao Môn nhất định cũng sẽ hỗn loạn, các đại thế lực khác sẽ đục nước béo cò, cho dù tới lúc đó Phi Linh Môn có tới tiếp nhận thì cũng khó mà có thể khống chế hoàn toàn, sợ là sẽ phải trả một cái giá lớn hơn nữa. Những vấn đề này, sau khi Lục Lâm Thiên suy tư một phen xong thì hắn lập tức quyết định thu phục người trong Song Đao Môn trước cái đã, đây quả thực là giảm bớt tổn thất và công sức cho Phi Linh Môn tới mức thấp nhất rồi. Cho dù tới lúc đó người của Song Đao Môn có âm thầm động tay động chân hay không thật lòng thần phục đi nữa thì Phi Linh Môn cũng có đủ thời gian để xử lý. Còn khoảng thời gian mấu chốt thế này thì nếu Phi Linh Môn muốn chiếm được địa bàn của Song Đao Môn, mà Tâm Cốc còn cả Bách Linh Tông sắp tới nữa thì phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Nếu như đợi Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nhận được tin tức thì tới lúc đó nhất định sẽ nhúng tay vào cho bằng được. Tới lúc đó thì Phi Linh Môn muốn triệt để chiếm cứ những địa bàn này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Thời gian, Lục Lâm Thiên biết rõ thời gian chính là thứ quan trọng nhất lúc này, đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh đều đang trở về từ thành Cự Giang, đợi sau khi bọn họ quay về thì nhất định sẽ tiến hành một ít hành động nhằm kềm hãm Phi Linh Môn, tới lúc đó thì Phi Linh Môn muốn gây ra mấy động tác lớn quả thực sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả mọi người ăn độc đan vào. Lục Lâm Thiên cũng không có ý tứ giải khai cho An Cát Tú Na và hai vị Vũ Vương Linh Vương khác, từ chỗ Đông Vô Mệnh Lục Lâm Thiên đã biết được, phó trưởng môn của Song Đao Môn chính là Linh Vương nhị trọng kia, còn Vũ Vương nhất trọng thì chính là đại trưởng lão, địa vị của ba người bọn họ ở Song Đao Môn là cao nhất, lúc này mình muốn khống chế được Song Đao Môn thì nhất định không thể giữ ba người này lại được, giữ ba người bọn họ lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tai họa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phiền toái to. Lục Lâm Thiên cũng không muốn tự tìm phiền toái cho chính mình. Đỗ trưởng lão, gia nhập Phi Linh Môn rồi, người vẫn sẽ giữ chức trưởng lão của Phi Linh Môn, Song Đao Môn sẽ thành Song Đao phân đà của Phi Linh Môn, Đỗ trưởng lão đồng thời cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức đà chủ. Lục Lâm Thiên nói với Đỗ Thiên Thành đã nuốt độc đan đầu tiên. Đa tạ trưởng môn. Đỗ Thiên Thành này dường như cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, lập tức hành lễ. Đỗ trưởng lão. Song Đao phân đà ta sẽ giao cho ngươi, nếu xảy ra bất kỳ sai lầm nào thì ta sẽ tìm ngươi hỏi. Lục Lâm Thiên nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì lại vô cùng nghiêm khắc, rõ ràng là đang cảnh cáo tên Đỗ Thiên Thành này. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đỗ Thiên Thành cảm giác được khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này, toàn thân không khỏi run nhẹ lên, ý tứ trong lời của Lục Lâm Thiên, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Hai vị trưởng lão Linh Vũ. Các người ở lại Song Đao phân đà phụ giúp cho Đỗ trưởng lão đi, đợi tới khi người trong môn tới rồi, an bài xong bên này thì hãy nhanh chóng trở về Phi Linh Môn. Trương Minh Đào, các người dẫn theo 50 đệ tử Phi Linh Môn ở lại đợi lệnh của hai vị trưởng lão Linh Vũ đi. Lục Lâm Thiên nói với Linh Vũ Song Quái và Trương Minh Đào. Vâng, ba người đáp lời, ai cũng hiểu rõ, muốn Linh Vũ Song Quái ở lại chính là để giám thị Đỗ Thiên Thành và khống chế người của Song Đao Môn. Sau một lát, bên trong một căn phòng ở Song Đao Môn, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung, Sát Phá Quân, Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng cùng với Khoái Kiếm Vương ngồi đó. Lần này đối phó với Song Đao Môn, Khoái Kiếm Vương cũng vô cùng gắng sức, điều này Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy rõ ràng, thực lực của Khoái Kiếm Vương cũng không tệ, nếu như có thể thật lòng thần phục Phi Linh Môn thì từ nay về sau mình cũng có thể đưa hắn vào hàng ngũ thế lực hạch tâm của Phi Linh Môn, hết thảy còn phải xem tự bản thân hắn tranh thủ. Hai vị trưởng lão Linh Vũ, nếu như người của Song Đao Môn có dị động gì thì cứ trực tiếp giết chết, đợi người trong môn tới thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế Song Đao Môn. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn cứ yên tâm, ta biết phải làm gì. Linh Quái nói, trưởng môn. An Cát Tú Na cùng hai người khác thì phải xử lý thế nào? Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Cứ cấm chế, mang theo bên người, tới lúc đó ta sẽ có an bài. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, vẫn là nên mau mau tới Bách Linh Tông đi thôi, nếu chậm thì sẽ có biến, nếu như đợi Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nhúng tay vào thì sẽ có phiền phức đó. Ánh mắt của Sát Phá Quân lóe lên, nói với Lục Lâm Thiên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng thảo luận việc của Phi Linh Môn.
Sư huynh, hai canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát tới Bách Linh Tông. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức quay sang nói với mọi người. Các vị, đợi xong việc này rồi, tới lúc trở về Phi Linh Môn. Ta sẽ luận công ban thưởng, tuyệt đối không phải phàm vật, chư vị đã cố hết sức thì Phi Linh Môn cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Đa tạ trưởng môn. Mọi người hành lễ, trưởng môn đã nói luận công ban thưởng thì nhất định sẽ có đồ tốt rồi. Bên trong một căn phòng của Song Đao Môn, Linh Vương Nhị Trọng bị Lục Lâm Thiên mang vào trong phòng, sau khi bố trí cấm chế xong, trong ánh mắt kinh hãi của Linh Vương Nhị Trọng kia, Lục Lâm Thiên liền cười lạnh, thúc giục âm dương linh vũ quyết thôn phệ, linh lực bên trong cơ thể của vị Linh Vương Nhị Trọng này lập tức bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả hồn anh bên trong não hải cũng bị thôn phệ vào, cuối cùng cũng bị đại hồn anh bên trong não hải của Lục Lâm Thiên thôn phệ. Hoàng hôn, bên trong Song Đao Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao lại vỗ cánh bay lên, Linh Vũ Song Quái và Trương Minh Đào thì ở lại trong Song Đao Môn khống chế hết thảy. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, bắt đầu luyện hóa linh lực do thôn phệ mà có bên trong cơ thể, sau một lát liền tiến nhập trạng thái luyện hóa, quanh thân bắt đầu được một đạo quang quyển trong suốt bao phủ. Mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện, khoảng cách từ Song Đao Môn tới Bách Linh Tông cũng không gần lắm. Ở giữa còn cách vài tòa thành lớn của Lan Lăng Sơn Trang, sợ là lấy tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư thì cũng cần nửa tháng. Đắm mình vào luyện hóa, đám linh lực sau khi luyện hóa xong liền trực tiếp trở thành linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên, khí tức bắt đầu tăng cường dần dần. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong một hải vực bao la, vô số con yêu thú phi hành vỗ cánh bay qua, trên lưng của con yêu thú phi hành lục giai dẫn đầu có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Người đứng bên trái mặc cung trang màu hồng đào, mang theo ba phần kiều mị, cổ áo của cung trang khá thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, khiến cho người ta không nỡ rời mắt chính là đôi mắt tựa như hoa đào vô cùng câu lòng người kia, da thịt như tuyết, mái tóc đen được vấn thành búi tóc mỹ nhân cao cao, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch. Tuổi chừng 30, đúng là đảo chủ Mị Vương Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo. Người đứng bên cạnh Mộ Dung Lan Lan chính là Đạm Đài Tuyết Phi, 28 tuổi. Nhìn qua chẳng khác gì tỉ muội với sư phụ Mộ Dung Lan Lan của nàng ta, đôi mắt sáng như minh châu, da thịt như ngọc, trong đôi mắt xinh đẹp như toát ra một loại phong vận khó mà nói thành lời, dường như khiến người ta cảm thấy đẹp chứ không yêu, diễm nhưng không tục, mà tư thái yêu diễm vô hình kia làm cho người ta chỉ cần nhìn qua một cái thôi, sợ là cũng khó mà quên được. Sư phụ, đệ tử vô dụng, lần này đã khiến người thất vọng rồi. Ánh mắt của Đạm Thai Tuyết Phi nhìn về phía trước, nói với Mộ Dung Lan Lan. Nhà đầu ngốc, cả thành Ma Vân chỉ có mỗi mình ngươi tiến vào vòng trong, thành tích cũng không tệ, chỉ là không ngờ, lần này không ngờ lại có nhiều kẻ có thiên phú khủng bố như vậy, thực lực đều vô cùng cường hãn, đặc biệt là Lục Lâm Thiên và Lăng Thanh Tuyền, thực lực cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Lan Lan nói, Lục Lâm Thiên kia quả thực rất khủng bố, ảo cảnh của đệ tử hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Đạm Đài Tuyết Phi hơi ngẩng đầu lên, dường như đang suy tư gì đó. Lục Lâm Thiên này không đơn giản, còn có tên Dương quá, hai người này không ngờ không vì mỹ sắc của ngươi mà sở động, tâm cảnh đã không phải người thường có thể sánh nổi. Mộ Dung Lan Lan nói xong, lập tức nói. Lần này Linh Vũ Giới cũng xuất hiện, sợ là toàn bộ đại lục sẽ nổi cơn sóng dữ rồi. Sư phụ, người đang lo lắng chuyện gì sao? Đạm Thai Tuyết Phi ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Dung Lan Lan hỏi. Có một số việc, hiện tại ngươi vẫn còn chưa biết đâu, chỉ là thời gian cũng sắp tới rồi, ngươi cứ cố gắng tu luyện đi, lần này trở về rồi, vi sư sẽ cố gắng thuyết phục Thái Thượng Trưởng Lão, vận dụng toàn bộ tài nguyên trong đảo, giúp ngươi sớm ngày đột phá tới Linh Tôn. Mộ Dung Lan Lan nói, bên ngoài Sơn Mạch Vũ Đô, kiến trúc liên miên không dứt, nhiều người qua lại, mức độ náo nhiệt thật sự tới mức mấy năm trước không ai ngờ tới, đặc biệt là bên trong Hoa Môn Thành. Mức độ phồn hoa càng thêm khiến người ta sợ hãi cảm thán. Bên trong đại điện của Phi Linh Môn, Hoàng Bác Nhiên một đường cưỡi yêu thú phi hành lục giai trở về, lúc này cũng đã nói tin tức bên trong thành Cự Giang cho một đám cường giả bên trong Phi Linh Môn biết, đồng thời còn mang tới tin tức là trưởng môn vẫn còn sống trở về. Lúc nghe thấy trưởng môn lấy 1 tháng 9, đạt được danh hiệu đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, đại tiểu thư giành được vị trí thứ 3 của thập đại cường giả thì đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Lưu Dũng, Lưu Tinh Hà, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân, Úc Khánh, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Lưu Nhất Thủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc,
sau đó cả đám liền hưng phấn kích động nhảy dựng lên. Mặc dù Phi Linh Môn cũng có bố trí mạng lưới tin tức ở thành Cự Giang, nhưng tin tức qua lại cũng phải dựa vào yêu thú phi hành, Hoàng Bác Nhiên một đường cưỡi cửu đầu yêu giao, sau đó lại cưỡi yêu thú phi hành lục giai của Lục Lâm Thiên đưa cho nên so với đám yêu thú phi hành dùng để truyền tin của ám đường thì nhanh hơn rất nhiều, mặc dù có ở lại thành Cự Giang vài ngày, nhưng tin tức do ám đường gửi về còn chưa tới. Trưởng môn thoát ra được, lại đoạt được ngôi đứng đầu thập đại cường giả, đại tiểu thư cũng nằm trong ba người đứng đầu, thật là tốt quá. Mọi người cảm thấy kích động không thôi, đặc biệt là sự xuất hiện của trưởng môn khiến cho tất cả những người hạch tâm của Phi Linh Môn đều cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng đi, rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Lộc Sơn cung phụng, chư vị đường chủ, trưởng lão, trưởng môn có lệnh, ngoại đường, vũ đường toàn lực tiếp thu địa bàn của Ma Tâm Cốc, đồng thời phái người đi trước tới Song Đao Môn, Bách Linh Tông, Kim Đường cũng cùng hành động, không được có sai sót. Hoàng Bác Nhiên truyền lại mệnh lệnh của trưởng môn. Vâng. Mọi người lập tức đáp. Mụ nội nó, nhịn lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể hành động. Lộc Sơn lão nhân nói. Vũ đường, ngoại đường, kim đường, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Sau một lát, bên trong Phi Linh Môn, mấy vạn đệ tử chờ xuất phát, bên trong Sơn Mạch Vũ Đô, từng đàn yêu thú vỗ cánh bay lên, mang theo khí thế kinh người lao đi, khiến cho tất cả mọi người trong thành cảm thấy kinh ngạc. Ai nấy đều kinh thán không thôi, lần này không biết Phi Linh Môn làm gì mà gây ra động tác lớn như vậy. Bách Linh Tông, nằm ở phía đông nam của cổ vực, thế lực vô cùng khổng lồ, là thế lực nhất lưu bên trong cổ vực, trong môn có rất nhiều đệ tử, địa bàn chung quanh có 6 thành, và vài chục trấn nhỏ. Hô! Thời gian nửa tháng, mọi người đều đắm mình bên trong tu luyện, đảo mắt đã trôi qua, Lục Lâm Thiên Đình chỉ việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong. Thở mạnh ra một ngụm chọc khí bên trong cơ thể. Trong nửa tháng này, linh lực do thôn phệ tên Linh Vương nhị trọng phó trưởng môn của Song Đao Môn kia mà có đã bị Lục Lâm Thiên luyện hóa hoàn toàn vào 5 ngày trước. Tu vi linh giả của Lục Lâm Thiên cũng đã đạt tới Linh Vương nhất trọng hậu kỳ, chỉ là còn cách Linh Vương nhất trọng đỉnh phong một chút chứ chưa đạt tới Linh Vương nhất trọng đỉnh phong được. Thôn phệ một tơ Linh Vương nhị trọng, linh lực cực kỳ khổng lồ. Bất quá sau khi tinh lọc xong thì số linh lực thật sự mà Lục Lâm Thiên có thể dùng được chỉ chừng 1/10 mà thôi, một linh vương nhị trọng không thể khiến cho Lục Lâm Thiên đột phá được. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Lâm Thiên chính là lại tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính phong, thời gian dư giả, Lục Lâm Thiên luôn dùng để lĩnh ngộ, đối với tầm quan trọng của việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, Lục Lâm Thiên vẫn luôn xem trọng rất nhiều. Trưởng môn, chúng ta sắp tới Bách Linh Tông rồi. Đông Vô Mệnh ngồi trên cửu đầu yêu giao nói. Vẫn là cố gắng bắt giữ, những người có tu vi vũ xuất linh xuất, một tên cũng không thể tha. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, thực lực của Bách Linh Tông này, so với Song Đao Môn kia thì mạnh hơn rất nhiều, tổng cộng có 3 linh vương và 3 vũ vương. Tả Thiên Khung nói. Và bên trong Bách Linh Tông có Khấu Phi Yến là linh vương tam trọng, ngoài ra còn có một linh vương nhị trọng, một linh vương nhất trọng, 2 vũ vương nhị trọng. Ngoài ra còn có tin đồn là bên trong Bách Linh Tông còn che giấu một vũ vương cao giai, thực lực không hề tầm thường. Lục Tâm Đồng nói, trước khi đối phó với Ma Tâm Cốc, cũng đã sớm điều tra qua tin tức về những sơn môn này. Vũ vương cao giai. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý lắm, vũ vương cao giai tới mấy cũng có thể bị sát phá quân đập chết mà thôi. Trưởng môn, vũ vương cao giai bên trong Bách Linh Tông hình như là phu quân của Khấu Phi Yến. Trước kia cũng từng là cường giả tán tu tiếng tăm lẫy lừng, tên là Hổ Viêm Thiên Vương, nghe đồn hình như là Vũ Vương lục trọng. Thanh âm của Đông Vô Mệnh truyền vào trong tai của Lục Lâm Thiên. Xem ra thực lực của Bách Linh Tông này là mạnh nhất đây. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười rồi lẩm bẩm, nếu như là trước kia thì mình đương nhiên sẽ không dám tùy tiện động tới Bách Linh Tông này, bất quá bây giờ có động vào cũng chẳng sao hết. Cái tên Hổ Viêm Thiên Vương gì đó ta cũng từng nghe qua. Cứ để cho ta đối phó với hắn đi. Sát phá quân hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói. Nên làm gì thì cứ làm như thế ấy, bằng tốc độ nhanh nhất, giải quyết đám Bách Linh Tông này. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, sợ là hiện tại người của Phi Linh Môn ta cũng không đuổi tới kịp, chúng ta có cần đợi hay không? Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Không cần đợi, cứ giải quyết Bách Linh Tông này trước rồi hãy nói. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, nói. Mau đi tới đó, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Bách Linh Tông.
Đại bản doanh của Bạch Linh chính là ở bên trong một dãy sơn mạch bao la phía sau Linh Thành, núi non trùng điệp, còn mang theo linh khí nhàn nhạt. Đây chính là thánh địa sơn môn nổi tiếng trong cổ vực, tu luyện chướng nhãn ở nơi này thì tốc độ cũng sẽ nhanh hơn một chút. Bên trong những ngọn núi trùng điệp, lúc này, trên một ngọn núi khổng lồ, bên trong đại điện, có hơn 20 người đang ngồi, cấp độ đều là linh xuất vũ xuất trở nên cả. Trên cùng chính là một lão phụ ngũ tuần, bên dưới một bộ cẩm bào, bộ dạng có chút âm trầm, tướng mạo bình thường, gương mặt thì nhăn nhó như ai cũng nợ nàng ta vài ngàn vạn kim tệ vậy. Đây chính là tông chủ Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông. Tông chủ, vừa nhận được tin tức báo, ở thành Cự Giang, Lục Lâm Thiên xuất hiện, lấy một đánh bại 9 người còn lại, giành được danh hiệu đứng đầu thập đại cường giả, đồng thời hắn còn là linh vũ song tu, đánh bại một vị ngũ trọng vũ vương ngũ hệ tên Lăng Thanh Tuyền, Lục Tâm Đồng cũng đạt được hạng 3 trong thập đại cường giả. Trên đại điện, một vị trưởng lão nhất trọng linh vương nói với Khấu Phi Yến. Tên Lục Lâm Thiên này không ngờ không chết, thực lực lại còn khủng bố tới vậy. Sắc mặt của Khấu Phi Yến vốn đã khó coi, lúc này lại càng khó coi hơn nữa. Tông chủ, mấy tháng trước Phi Linh Môn đã diệt Ma Tâm Cốc, lần này Lục Lâm Thiên xuất hiện, với tính cách của hắn thì sợ là Bách Linh Tông của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một vị trưởng lão Vũ Vương nhị trọng nói. Mau phái người tới Hóa Vũ Tông một chuyến. Sắc mặt của Khấu Phi Yến vô cùng khó coi, lập tức ra lệnh. Ầm ầm. Ngay lúc Khấu Phi Yến vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn liền vang lên, hệt như đất rung núi chuyển vậy, cả đại điện cũng rung lên một hồi. Xảy ra chuyện gì? Bên trong đại điện, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không ổn, có người tấn công sơn môn. Khấu Phi Yến xuất tâm thần ra dò xét, sắc mặt lập tức đại biến. Suy suy, lúc từng đạo thân ảnh bên trong đại điện lao ra không trung bên ngoài ngọn núi thì lập tức chấn kinh. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ở giữa không trung có một đoàn quang mang huyết sắc dày đặc che kín cả bầu trời, bên trong hào quang huyết sắc tản ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy linh hồn cũng lạnh lẽo. Một cái tổ ong lớn xuất hiện, tựa như có máu tươi đang chảy bên trên, phía trên của nó có ngàn vạn cái cửa động chằng chịt răng kín. Xì xì. Một mảnh tiếng vỗ cánh gào thét vang lên, chỉ thấy bên trong tổ ong lúc này có một đám màu đỏ như máu rậm rạp ùa ra, nhìn qua không thấy điểm cuối. Một cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra, trên trăm vạn con thị huyết linh phong liền ùa ra dữ dội. Thị huyết linh phong, là thị huyết linh phong. Có mấy chục con thị huyết linh phong lục giai. Trời ạ, là mẫu hoàng phong thất giai của thị huyết linh phong, chúng ta đắc tội thị huyết linh phong khi nào chứ? Tất cả cường giả của Bách Linh Tông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên trăm vạn con thị huyết linh phong này mắt lóe hung quang. Hơn 60 con thị huyết linh phong thất giai đứng đầu đều lớn cỡ một đứa nhỏ vừa mới sinh ra đời, toàn thân huyết hồng, vô cùng dữ tợn, khí tức cường hãn cuồng ngược cực kỳ hung hãn. Trong nháy mắt hơn trăm vạn con thị huyết linh phong liền lao xuống phô thiên cái địa, một cỗ độc tố nhàn nhạt lan ra, từng cây ngao châm cực nhỏ tới mức khó mà phát hiện bắn ra dữ dội, dưới sự khống chế của huyết nghị, trực tiếp lao về phía mấy vạn đệ tử đang vô cùng bối rối của Bách Linh Tông. Thị huyết linh phong đầy trời ùa ra như phô thiên cái địa, khắp bầu trời một mảnh huyết quang, thanh thế bức người cỡ này khiến cho đám đệ tử Bạch Linh kia cảm thấy lạnh cả sống lưng, chân run lẩy bẩy, công kích vừa tới thì trong đám người đang hoảng loạn kia lập tức truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, không chút trì hoãn, Thiên Sĩ Tuyết Sư vội vỗ cánh xuyên qua phòng ngự của Bách Linh Tông, tới được ổ của Bách Linh Tông, liền để cho huyết mị triển khai công kích tuyệt đối trước đã. Phòng ngự cảnh báo của Bách Linh Tông lúc này đối với đám người Phi Linh Môn mà nói thì đúng thật là chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Lục Lâm Thiên đứng ở trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, áo bào xanh bay phấp phới, trong tay kết xuất thủ ấn, trên không gian thú nang bên hông lập tức có từng đạo lưu quang bắn ra, lập tức hóa thành hơn 1000 con yêu thú. Hống hống, ngao, từng đạo tiếng gầm như sấm đánh lập tức phóng thẳng lên trời, chấn khai không gian gợn sóng hóa thành từng tiếng kêu quét ra xung quanh. Cả mặt đất cũng hơi rung chuyển, lập tức khiến cho sơn băng địa liệt, đất đá văng loạn. Hơn 1000 con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, đám yêu thú khổng lồ lao nhanh, tạo thành rung chuyển tựa như sơn băng địa liệt vậy, đủ thứ tiếng yêu thú rít gào kêu hú, thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ, tựa như từng đạo kinh lôi nện thẳng vào lòng người. Đám người của Bách Linh Tông nhìn thấy một màn này thì sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt của ai cũng ngây cả ra. Là người của Phi Linh Môn. Là Lục Lâm Thiên. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử,
Thanh Hỏa lão quỷ, là người của Phi Linh Môn. Cường giả của Bách Linh Tông lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy những người đứng ở đằng xa, lúc nhìn thấy chúng cường giả của Phi Linh Môn đang đứng trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao thì sắc mặt của cả đám đều đại biến. Bày trận, mau bày trận. Sắc mặt của Khấu Phi Yến lúc này cũng khiếp sợ tới cực điểm, lập tức quát lớn. Muốn bày trận sao, muộn rồi. Một tiếng quát lạnh vang lên, thân ảnh của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Khấu Phi Yến, khói độc ngập trời cũng giáng xuống. Xì xì. Thanh âm quỷ dị phát ra, phệ hồn ác anh được Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh gọi ra đầu tiên, tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay thì Đông Vô Mệnh đã dốc toàn lực ra. Giống. Đám yêu thú như Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng, Đầu Thống Y Đầu, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, lúc này cũng đã triển khai công kích, lao thẳng xuống từ trên trời, một đường đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, không ai cản nổi, trực tiếp lao về phía cường giả của Bách Linh Tông. Chịu chết đi! Thân ảnh của Khoái Kiếm Vương cũng xuất hiện ngay trước mặt một tên vũ xuất cửu trọng của Bách Linh Tông, mấy trăm đạo kiếm quang lập tức lóe lên, trực tiếp cắt vỡ không gian mà đi, công kích của Vũ Vương nhị trọng, xuất kiếm cực nhanh, không hổ với danh xưng Khoái Kiếm Vương. Giống! Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng, mấy loại tràng cảnh này chính là thứ hắn thích nhất, quang thân hắc mang đầu động, mang theo cự lực bàng bạc, lập tức đánh tới. Đi! Lục Lâm Thiên lại kết xuất thủ ấn lần nữa, lúc này cả ba cỗ khôi lỗi lấy được từ trong tay của đệ tử thần Kim Các cũng bị hắn gọi đi ra, thực lực của ba cỗ khôi lỗi này cũng ngang ngửa với vũ xuất bát trọng cửu trọng, quả thực là một cỗ máy giết chóc. Ngao! Một tiếng sói tru vang lên, cùng lúc này, phía trước mặt của Lục Lâm Thiên lập tức có một đạo quang mang màu vàng khổng lồ nhanh chóng ùa ra, một cỗ thân ảnh to lớn cũng nhanh chóng xuất hiện, mang theo một cỗ khí tức cưỡng hãn bàng bạc, đầu sói dữ tợn lúc này giống hệt như vật còn sống vậy, miệng gầm lên một tiếng, sau đó lập tức lao thẳng tới chỗ cường giả của Bách Linh Tông. Hô hô! Lục Tâm Đồng lúc này mang theo một trời khói độc trực tiếp đánh về phía Khấu Phi Yến, tạo thành thế vây công cùng với sư phụ Thôi Hồn Độc Xuất của mình, nháy mắt liền vây chặt lấy Khấu Phi Yến ở giữa. Để cũng đi. Thanh âm trẻ con non nớt của Tiểu Long vang lên, quanh thân cũng lập tức tỏa ra một cỗ khí tức bàng bạc, thân thể nho nhỏ, tốc độ cũng vô cùng nhanh, chỉ nháy mắt thôi, một vũ xuất bát trọng liền trực tiếp bị một quyền của Tiểu Long nhẹ nhàng đánh bay. Tu vi của Tiểu Long đã tới lục giai hậu kỳ, cộng thêm tốc độ cực nhanh và phòng ngự vô cùng khủng bố của nó. Cho dù là vũ vương bình thường cũng đừng hòng động tới một sợi lông của nó, đám vũ xuất linh xuất hiện tại căn bản không phải đối thủ của nó. Quỷ tiên tử, Thanh Hỏa lão quỷ, Tả Thiên Khung cùng với đám thất giai yêu thú Trường Ngao yêu giải cũng điên cuồng triển khai vây công, trực tiếp đánh về phía cường giả của Bách Linh Tông. Cường giả của Bách Linh Tông vừa muốn bày trận, nhưng chúng cường giả của Phi Linh Môn thì đã sớm có an bài, trong nháy mắt đã lao tới tấn công, bọn họ căn bản không có thời gian bố trí trận pháp phòng ngự. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên quét qua, lập tức tập trung mục tiêu, chân khí tuôn ra ảo ạt, bàn chân đạp mạnh lên hư không, không gian gợn sóng trực tiếp lắc lư, khí toàn lóe lên, xuyên qua không gian gợn sóng, liền xuất hiện ngay trước mặt một vũ vương nhị trọng đang bị Thanh Hỏa lão quỷ và Tả Thiên Khung vây công, thân thể lấy tư thái mãnh liệt nhất mà lao thẳng tới. Vũ vương nhị trọng này nhìn thấy Lục Lâm Thiên đánh về phía mình, dường như cũng không nhận ra Lục Lâm Thiên, ánh mắt trầm xuống, sát ý lóe ra. Một cỗ chân khí thuộc tính thổ nháy mắt liền tuôn ra dữ dội, lập tức đánh ra một quyền thật mạnh, không gian gợn sóng ở trước mặt không ngờ trực tiếp bị một quyền này của hắn chấn khai, nháy mắt đạo quyền ấn kia liền đánh về phía Lục Lâm Thiên nhanh như chớp. Suy, đạo quyền ẩn này lướt qua bầu trời, mang theo lực lượng cường hãn oanh xuống, lực đạo khủng bố tới mức khiến cho cả không gian cũng phải rung chuyển một trận, một cỗ kình khí phong bạo quét sạch mọi thứ trên bầu trời, nháy mắt liền đanh thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lúc đạo quyền ấn cường hãn bẽ gãy cả không gian kia đi tới khoảng 10 thước trước mặt Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Vương nhị trọng này, quanh người của Lục Lâm Thiên nháy mắt liền có một đạo không gian hoàng mang xuất hiện, đạo quyền ấn này trong nháy mắt liền bắt đầu biến mất, mà lúc đạo quyền ấn này cuối cùng cũng đánh tới trên người của Lục Lâm Thiên thì lực đạo đã giảm bớt tới 9 phần. Dầm! Đạo quyền ấn này đánh trúng ngực của Lục Lâm Thiên, thân thể của Lục Lâm Thiên cũng không rung lên lấy một cái. Trong nháy mắt tiếp theo thì có một đạo quyền ấn nóng rực lập tức biến thành một đạo quang ảnh đỏ rực, lao nhanh ra như sấm chớp. Nơi mà đạo quyền ấn này đi qua, cả không gian đều rung lên một cái, cuối cùng ầm ầm nện thẳng lên người của vị vũ vương nhị trọng còn đang quá mức kinh ngạc chưa kịp lấy lại tinh thần kia.
Một thanh âm trầm đục hung hãn như sấm đánh xuống, sau đó đột nhiên vang vọng khắp không trung, đạo quyền ấn này giáng xuống, vị vũ vương nhị trọng này liền bị đập mạnh vào ngọn núi nhỏ phía dưới, cả ngọn núi trực tiếp nổ tung, vị vũ vương nhị trọng này cũng phun ra một ngụm huyết vụ xen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Hiu hiu. Hai người Thanh Hỏa lão quỷ và Tả Thiên Khung nhanh chóng lao về Upsilon T về phía trước, trong tay kết xuất thủ ấn, liền cấm chế được hắn, tên vũ vương nhị trọng này gần như đã hôn mê, không còn sức để mà phản kháng nữa, dưới cực lực bàng bạc cỡ ấy, linh hồn cũng bị đánh cho xây sầm, hồn anh cũng không kịp trốn đi. Lục Lâm Thiên sau khi một quyền đánh bay vị vũ vương nhị trọng này xong thì thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn một cái, lực đạo đã sớm tính tốt, đủ để đánh cho tên vũ vương nhị trọng này không còn khả năng đánh trả nữa. Trong chớp mắt tiếp theo, Lục Lâm Thiên liền xác định mục tiêu là vũ vương nhị trọng đang bị quỷ tiên tử Bạch Oánh và khoái kiếm vương tấn công. Khoái kiếm vương thì giải quyết vũ xuất cửu trọng của Bách Linh Tông, lúc này chống lại vị vũ vương nhị trọng, trường kiếm trong tay thúc dục ra một đạo kiếm quang thực chất hóa, cắt vỡ không gian gợn sóng, nháy mắt liền lao ra một cách dữ dội, chém thẳng về phía vị vũ vương nhị trọng kia. Vũ vương nhị trọng cũng không phải kẻ tầm thường, trong tay thi triển một thanh binh khí có hình dạng kỳ lạ, vừa giống búa vừa giống tiền, một đạo nhận mang, cũng bổ ra thật mạnh, hai cỗ lực lượng ra vào nhau, bắn ra cả tia lửa, khiến cho cả không gian rung lên. Kinh khí ngập trời tản ra, một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp bị đánh mở, ở dưới kinh khí cường hãn cỡ kia, thân hình của hai người đồng thời đều bị chấn khai. Suy! Khi thân ảnh của vị vũ vương nhị trọng kia bị đánh bật về sau thì thân ảnh của Lục Lâm Thiên lại xuất hiện tựa như quỷ mị, trong ánh mắt của vũ vương nhị trọng toàn vẻ kinh hãi, nhưng lập tức cũng cảm giác được bên trong mắt của đối phương có một cỗ năng lượng vô hình lan ra, chỉ trong chớp mắt này, cả linh hồn của mình cũng run lên. Hư linh huyễn ấn. Lục Lâm Thiên thấp giọng quát lên một tiếng, linh vũ song tu cũng đã bị lộ rồi, sau này mình có thể quang minh chính đại mà phối hợp cả linh vũ. Hư linh huyễn ấn vừa bao trùm xuống thì hai mắt của tên vũ vương nhị trọng này lập tức ngây ra. Linh ba thiên hồn lãng. Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, không gian gợn sóng quanh thân kích động lan ra bốn phía, vô số đạo gợn sóng dâng mạnh tựa như sóng gầm trên biển lớn, không gian gợn sóng cũng khuếch tán ra từng đợt cuồng bạo. Từng đợt không gian gợn sóng kịch liệt kia liền bắt đầu lan ra khắp bốn phương tám hướng, dưới linh hồn lực lượng bằng bạc, cả không gian to lớn như vậy lúc này cũng trực tiếp bị vặn vẹo. Trong nháy mắt, khi tên vũ vương nhị trọng này giãy thoát khỏi hư linh huyễn ấn khôi phục lại tinh thần, thì đã bị linh hồn cự lãng bàng bạc kia trực tiếp bao vây, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi, bên trong linh hồn cự lãng này, vô số linh hồn lực đang đánh tới từ mọi nơi. Suy, thủ ấn vội vàng kết xuất ra, lập tức điều động năng lượng thuộc tính trong trời đất, thực lực của vũ vương nhị trọng tuyệt đối cũng tới tình trạng khủng bố, trong thiên địa lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc vô cùng cuồng bạo áp không hạ xuống. Hóa thành một đạo cương khí bao phủ trước người hắn. Linh hồn gợn sóng từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, lúc hai cỗ năng lượng đánh mạnh vào nhau thì năng lượng cuồng bạo đánh ra, bên trong mây đen, từng đạo quang mang chói mắt bắt đầu phóng thích, một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén khuếch tán lan rộng ra, cả không gian trên không cũng bắt đầu vặn vẹo. Bất quá chỉ trong nháy mắt này, đạo năng lượng cương khí cuối cùng do vị vũ vương nhị trọng này bố trí lập tức bị đánh tan cực nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo thì linh hồn cự lãng liền đập mạnh lên người của hắn. Từng đợt linh hồn cự lãng đánh xuống, thân hình của vũ vương nhị trọng này lập tức run lên. Phụt! Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của vị vũ vương nhị trọng này lại toàn vẻ hoảng hốt, cũng cùng lúc đó, lại có thêm một đạo linh hồn cự lãng khác theo sát mà tới, hung hăng đánh mạnh vào. Phụt! Liên tục bị đánh trúng, khiến cho ánh mắt của vị vũ vương nhị trọng này dại ra. Hộ thân uể oải, khi Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại thì liền đánh ra mấy đạo chỉ ấn cấm chế lên người của tên vũ vương nhị trọng này. Ầm ầm ầm, cả Bách Linh Tông lúc này đã rơi vào cảnh máu chảy thành sống, thanh âm nổ mạnh quanh quẩn trên không trung, tiếng kêu rên vang lên bên tai không ngớt. Dưới sự tấn công của đám yêu thú khủng bố, thì huyết linh phong, cùng với khôi lỗi và cường giả của phi linh môn, thế lực của Bách Linh Tông mặc dù rất cường hãn, nhưng đối mặt với đối thủ mạnh hơn nhiều cỡ này thì lập tức liền không thể nào chống đỡ nổi. Khấu Phi Yến bị hai người Đông Vô Mệnh và Lục Tâm Đồng vây công, cũng rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, thực lực của nàng là Linh Vương Tam Trọng, Đông Vô Mệnh cũng là Linh Vương Tam Trọng rồi, thực lực của Lục Tâm Đồng, một khi động thủ thì tuyệt đối không thua kém một Linh Vương Tam Trọng. Kịch độc vô hình như thể, sắc mặt của Khấu Phi Yến ngày càng khó coi,
hết thảy những việc diễn ra ở Bách Linh Tông lúc này khiến cho nàng phát cuồng lên. Hổ Viêm, mau xuất quan cứu ta. Giữa một trời đầy độc vật, Khấu Phi Yến quát lớn, thanh âm vang vọng trong không gian. Trong nháy mắt này, thân ảnh của Lục Tâm Đồng đã tới bên cạnh của Khấu Phi Yến, trong tay bắt đầu kết xuất một thủ ấn quỷ dị, khói độc quanh người lập tức dâng lên ngập tràn, xen lẫn một cỗ hấp lực khổng lồ, linh hồn uy áp mênh mông giáng thẳng xuống từ trên cao, bên trong linh hồn đều xen lẫn khí tức kịch độc, không gió tự tản ra, mà ngay cả khí tức của nàng ta lúc này cũng đột nhiên dâng lên với một loại tốc độ cực nhanh, khói độc đầy trời giống như mây đen giăng kín cả tầng trời. Thiên độc hồn quyết. Lục Tâm Đồng quát khẽ một tiếng, lúc kết xuất ra đạo thủ ấn cuối cùng thì sắc mặt cũng đỏ bừng lên rất nhiều, một đạo quang ấn sáng chói như ẩn như hiện giữa màn khói độc, năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng nứt vỡ ra thành từng khe nứt màu đen. Ô! Ngao! Trong nháy mắt cả không trung liền có từng đạo tiếng thú giống chấn động lòng người phát ra từ bên trong quang ấn ẩn trong làn khói đen kia, khiến cho cả không gian cũng phải rung lên, tiếp theo liền có mấy đạo thú ảnh lẳng lặng hiện ra từ trong quang ấn kia. Mấy đạo thú ảnh này có hình dạng ngô công, nhện, bò cạp, cự mãng, cóc, theo sự xuất hiện của năm đạo thú ảnh này, màn khói đen trên không lập tức rung lên dữ dội, hào quang bắn ra, năm đạo thú ảnh hợp lại với nhau, trực tiếp hội tụ thành một đạo thú ảnh khác vô cùng dữ tợn. Trong nháy mắt tiếp theo, màn khói độc răng đầy trời này trực tiếp bị đạo thú ảnh dữ tợn kia thôn phệ sạch sẽ, năng lượng uy áp cường hãn tỏa ra từ bên trong đó khiến cho cả không gian đều bị chấn động dữ dội. Linh hồn uy áp ẩn bên trong đó cũng khiến cho não hải của người khác đau đớn dị thường. Sắc mặt của Khấu Phi Yến đại biến, linh hồn uy áp cường hãn tới cỡ này khiến cho linh hồn của tam trọng linh vương như nàng cũng phải run lên, thực lực của đối phương chỉ là nhất trọng linh vương, cư nhiên lại có thể thúc dục ra thực lực kinh khủng tới mức này. Đi! Thân hình của Lục Tâm Đồng lóe lên, ngọc thủ hơi giơ lên, toàn thân của đạo thú ảnh dữ tợn trên không cũng rung lên, mang theo cái đuôi dài có hình dạng như đuôi bò cạp. Xé rách không gian mà quất ra thật nhanh, hung hăng đánh về phía Khấu Phi Yến. Khấu Phi Yến vẫn luôn bị Đông Vô Mệnh chặn lại, thực lực của Đông Vô Mệnh cũng là tam trọng linh vương, cộng thêm độc công và phệ hồn ác anh, cho nên Khấu Phi Yến đã bị ép rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Ngũ độc thú ảnh dữ tợn này hội tụ mà tới, Khấu Phi Yến trong lúc hoảng sợ không thể không thúc dục ra một đạo thủ ấn quỷ dị, một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức hội tụ lại cực nhanh, cả không gian cũng rung lên. Trong nháy mắt liền hóa thành một quang cầu năng lượng cực lớn, quang cầu xoay tròn, phát ra năng lượng tràn ngập, khiến cho cả không gian lúc này đều giống như bị đè ép xuống, xen lẫn một cỗ linh hồn công kích bàng bạc ở bên trong. Quang cầu này bay nhanh vạch phá không gian, trực tiếp vặn gãy không gian khí lưu, gào thét lao tới chỗ đạo thú ảnh dữ tợn cho Lục Tâm Đồng ngưng tụ ra. Chỉ lớ lên một cái, hai cỗ năng lượng bàng bạc này đã hung hăng đập mạnh vào nhau cùng một lúc. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng ầm ầm va vào nhau, thanh âm nổ lớn kinh thiên như sấm đánh lập tức vang vọng khắp cả đất trời, khắp không trung cũng hơi rung lên, năng lượng khủng bố lập tức dâng lên tạo thành từng đạo không gian gợn sóng dữ dội như biển gầm, đột nhiên cuốn phăng tất cả mà lan ra trên không trung. Suy! Cũng đúng lúc này, thú ảnh dữ tợn mà Lục Tâm Đồng ngưng tụ ra liền liên tục phóng thích năng lượng cuồng bạo cùng với khói độc răng đầy trời, đám khói độc này hạ xuống liền trực tiếp ăn mòn quang cầu. Khói độc không chỗ nào không lan vào được, xen lẫn công kích linh hồn, nháy mắt liền lan về phía Khấu Phi Yến. Dưới màn khói độc kinh khủng cỡ này, sắc mặt của Khấu Phi Yến lập tức đại biến, luận thực lực thì có thể nàng ta hơn hẳn Lục Tâm Đồng, nhưng dưới màn khói độc dày đặc len lỏi khắp nơi thế này, khói độc cứ liên tục ngấm vào bên trong cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng, liên tục bị ảnh hưởng nặng thế này khiến cho sắc mặt của nàng ta càng thêm tái nhợt. Ô ô, lúc này Đông Vô Mệnh vừa kết thủ ấn, phệ hồn ác anh dữ tợn kia cũng kêu lên một tiếng quái dị, nháy mắt liền lao thẳng tới chỗ Khấu Phi Yến, thực lực của phệ hồn ác anh cũng theo thực lực của Đông Vô Mệnh tăng cường mà mạnh hơn không ít, đồng thời cũng thôn phệ không ít hồn anh, điều này khiến cho phệ hồn ác anh ngày càng trở nên hung hãn bạo ngược, lúc này, thực lực của một mình phệ hồn ác anh cũng không thua kém Đông Vô Mệnh. Phệ hồn ác anh khủng bố cũng không sợ kịch độc, nháy mắt liền xuyên qua màn khí độc răng kín trời kia. Hung tợn lao thẳng tới chỗ Khấu Phi Yến, đồng thời còn xen lẫn một cỗ linh hồn lực lượng cô cùng minh mông tuôn ra ảo ạt, nháy mắt liên bao phủ cả không gian, khí tức này khiến cho người ta vừa nghe thấy thì cả linh hồn cũng trở nên run rẩy, giống như một loại tử vong khí tức vậy, một cỗ linh hồn khí tức đang ba động, cỗ linh hồn khí tức này tràn ngập cuồng bạo và hung sát. Sắc mặt của Khấu Phi Yến đại biến,
Phật hung ác đáng sợ khiến cho linh hồn cũng chấn động, thế này là thứ nàng vô cùng kiêng kỵ, vừa rồi bị lục tâm đồng khắc chế, đã bị ảnh hưởng tuyệt đối rồi, lúc này đã hoàn toàn không còn sức đánh trả nữa. Giống. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi khổng lồ, có một tiếng gầm lớn phát ra, tiếng gầm này tựa như tiếng gào thét, thanh âm xuyên thấu không gian, lập tức có một đạo quang ảnh hồng mang nháy mắt liền từ ngọn núi phóng thẳng lên trời. Hống. Quang ảnh xẹt qua không trung, lao qua ầm ầm một cách dữ dội, tiếp theo lập tức mang theo khí tức ba động đáng sợ lan ra. Dám động tới Bách Linh Tông, tìm chết. Một tiếng hét lớn vang lên, thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy một con cự hổ một mắt lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Cự hổ này cũng phải lớn vài chục thước, sau lưng có hai cánh, toàn thân phiếm hồng, tỏa ra một cỗ khí tức nóng rực, tựa như một cỗ hỏa diễm đang cháy phừng phực vậy. Bên trên cự hổ lúc này có một đạo thân ảnh tráng kiệt, người này có mái tóc màu đỏ, một bộ hồng bào, tuổi chừng lục tuần, dáng người tráng kiệt, mắt to mày rậm, phát ra một cỗ khí tức nóng rực, gần như muốn khiến cho không gian vặn vẹo cả lên. Khí tức cường hãn như vậy khiến cho không ít người đưa mắt nhìn sang, mấy người phi linh môn cũng có chút kinh ngạc, còn đám cường giả của Bách Linh Tông thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hổ Viêm Thiên Vương à! Sắc mặt của Lục Lâm Thiên lúc này cũng trầm xuống ngay lập tức, từ khí tức của người này mà xem thì sợ là thực lực ít nhất cũng tới thất trọng vũ vương, còn có phi hổ yêu thú kia, hẳn là hỏa hệ yêu thú, bất quá chỉ mới tới ngũ giai hậu kỳ mà thôi. Phu quân, cứu ta! Lão giả mặc hồng bào này vừa xuất hiện thì Khấu Phi Yến lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu cứu. Phá! Lão giả mặc hồng bào nháy mắt đã nhảy ra, mọi thứ kể ra có vẻ khá dài dòng nhưng thực tế lại diễn ra cực nhanh, trong nháy mắt không gian gợn sóng liền vặn vẹo, đã lao thẳng tới chỗ Khấu Phi Yến, ngay một khắc khi phệ hồn ác anh lao về phía Khấu Phi Yến thì một đạo chảo ấn trực tiếp bẽ gãy không gian, lập tức đập mạnh lên phệ hồn ác anh. Ô ô! Không gian trực tiếp vặn vẹo, phệ hồn ác anh hung ngược dữ tợn lập tức bị áp chế tới mức kêu lên ô ô, không gian vặn vẹo, tựa như muốn nứt vỡ ra. Phá! Nhưng đúng vào lúc này, lại có một tiếng quét khẽ vang lên, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, tay giơ lên, liền có một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp lan tỏa ra, cũng ngay lúc này, cả không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo như một hầm băng vậy. Không gian vặn vẹo đè ép phía trên phệ hồn ác anh cũng lập tức bị đóng băng ngay lúc đó rồi vỡ tan. Ầm ầm. Không gian vỡ nát, một cỗ năng lượng cuồng bạo lan ra, trong lúc vô hình lại bị một cỗ năng lượng khác áp chế, ngay cả một gợn sóng cũng không mảy may xuất hiện. Thu. Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, lập tức thu hồi phệ hồn ác anh vào trong cơ thể. Trên không trung, Sát Phá Quân lăng không mà đứng, lam bào không gió mà bay, mái tóc dài màu lam phấp phới. Một cỗ khí tức vô hình khiến cho cả không gian lúc này cũng tràn ngập một loại cảm giác áp bách như sắp có mưa gió nổi lên. Hống. Một tiếng hổ gầm thật lớn vang lên, phi hổ yêu thú của lão giả áo hồng cũng đã biến trở lại thành to lớn chừng 500 thước, há miệng gào to, đúng lúc này lại bị phi thiên ngô công của Lục Tâm Đồng và cửu đầu yêu dao của Đông Vô Mệnh vây công. Cửu đầu yêu dao quất mạnh cái đuôi lớn một cái, lập tức đập cho nó rơi mạnh xuống dưới, trực tiếp đè nát đỉnh của một ngọn núi. Muốn chết. Mắt nhìn Sát Phá Quân, dư quang khóe mắt nhìn thấy tòa kỵ của mình bị ngược đãi, ánh mắt của vị lão giả mặc hồng bào này lập tức trở nên lạnh lẽo, quát lên một tiếng, bàn tay ở dưới tay áo đột nhiên vung lên, khắp thiên địa đột nhiên có một cỗ năng lượng nóng rực kinh người lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt tiếp theo liền có một đạo hỏa diễm quang trụ cực nóng lăng không xuất hiện, dùng một xu thế phá không, nháy mắt liền đánh về phía Sát Phá Quân. Ánh mắt của Sát Phá Quân trầm xuống. Quanh thân lập tức có một cỗ lam mang không gian từ từ lan ra. Trong nháy mắt này, ánh mắt của vị lão giả hồng bào trên không trung lập tức đại biến, lúc này, có một cỗ khí tức cường hãn đang lan ra, chân khí trong cơ thể tựa như trong nháy mắt này liền ngừng chuyển động luôn vậy. Suy! Trong nháy mắt tiếp theo, Sát Phá Quân chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng, một đạo quang trụ màu xanh lập tức tuôn ra ồ ạt từ trong tay, tay áo run lên, trong nháy mắt. Quang trụ màu xanh kia đã đâm vào trên một đạo hỏa diễm quang trụ nóng rực nào đó, gần như cùng một lúc, thân ảnh của Sát Phá Quân liền lăng không biến mất ngay tại chỗ. Suy! Không hề xuất hiện bất kỳ thanh âm nào, lúc hai cỗ năng lượng cường hãn kia va chạm với nhau thì mắt thường cũng có thể thấy được, nháy mắt khi đạo hỏa diễm quang trụ nóng rực kia đụng phải lam mang quang trụ thì nháy mắt đã bị băng phong, lập tức hóa thành băng vụn đồng thời biến mất ngay giữa không trung. Trong không gian chỉ có chút không gian gợn sóng nhẹ nhẹ hơi lan ra, căn bản không có chấn động quá lớn.
chỉ là một cái thất trọng vũ vương nho nhỏ, không biết lượng sức mình. Thanh âm vừa dứt thì thân hình của sát phá quân đã vô thanh vô tức xuất hiện ngay bên cạnh lão giả mặc hồng bào, giống như trực tiếp nhảy ra từ bên trong không gian vậy. Trong nháy mắt, sắc mặt của lão giả hồng bào liền trở nên vô cùng kinh hãi, người này cư nhiên có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng thất trọng vũ vương như hắn căn bản không cách nào cảm giác được, khi đã cảm nhận được tu vi của đối phương mà muốn lùi lại thì căn bản cũng đã không còn kịp nữa. Dầm! Chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi, sát phá quân đánh ra một trường, trực tiếp đánh lên không gian mà lão giả hồng bào đang đứng, không gian trực tiếp nổ tung ngay lập tức. Thân thể của lão giả mặc hồng bào lúc này tựa như một con chim bị gãy cánh, trực tiếp bị đánh văng ra xa. Thân hình bay thẳng đi, trực tiếp nện xuống một ngọn núi ở bên dưới, thân thể nện xuống thật mạnh, phía dưới lập tức đất rung núi chuyển, từng vết nứt lan ra, thân thể của lão giả mặc hồng bào trực tiếp lún sâu vào hơn 10 thước trong lòng núi. Phụt! Lão giả hồng bào phun ra một búng máu tươi, đá vụn bay tán loạn, cả người căn bản không có sức đánh trả. Một màn này tự nhiên có người nhìn thấy, đám người nhìn thấy cũng sợ hãi không nói nên lời, thực lực cỡ này đúng là quá mạnh, mạnh tới mức không thể tin nổi, mạnh tới mức khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi vô cùng. Xuy xuy, thân ảnh của sát phá quân nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ ngọn núi bị phá hủy kia, trong tay tỏa ra một đạo năng lượng vô hình, trực tiếp bao phủ trên người vị lão giả mặc hồng bào, không gian vặn vẹo. Bên ngoài hình thành một đạo băng tinh trực tiếp phủ kín cơ thể của lão giả mặc hồng bào ở bên trong, cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa cũng trực tiếp rót thẳng vào bên trong đó. Ngươi là, Vũ Tôn. Bị giam sâu bên trong không gian của băng tinh kia, sắc mặt của lão giả mặc hồng bào trở nên trắng bệch, nhìn về phía sát phá quân với vẻ vô cùng sợ hãi, khóe môi vẫn còn đang chảy máu. Trong nháy mắt này, sắc mặt của ông trở nên khó coi vô cùng, trong ánh mắt cũng chất chứa nỗi sợ hãi vô bờ. Bây giờ ngươi mới biết sao? Ánh mắt của sát phá quân trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý. Thả phu quân của ta ra, cầu xin ngươi hãy thả phu quân của ta ra, ta sẽ đưa Bách Linh Tông cho các ngươi. Giữa không trung, sắc mặt của Khấu Phi Yến cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía sát phá quân đầy vẻ thỉnh cầu. Các ngươi vốn cũng không bảo vệ nổi Bách Linh Tông, ngươi cũng phải chết thôi. Sát phá quân cũng không phải kẻ nhân từ nương tay. Năm ngón tay dùng lực từ xa, trong không gian băng tinh vô hình kia có một cỗ năng lượng vô hình áp chế, lão giả mặc hồng bào lại phun ra thêm một búng máu tươi nữa. Phi Yến, ngươi mau chạy đi, không cần lo cho ta, mau chạy đi. Lão giả mặc hồng bào phun ra một ngụm máu tươi xong liền quay sang Khấu Phi Yến hét lớn. Vĩnh Cường! Khấu Phi Yến hô lớn một tiếng, đưa mắt nhìn sát phá quân, cũng cắn răng một cái, linh lực quanh thân đầu động. Thân hình lập tức lao thẳng xuống dưới, đồng thời còn mang theo một đạo trưởng ấn, trực tiếp đánh về phía sát phá quân. Không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt của sát phá quân trầm xuống, tay trí vung lên, năm ngón tay từ xa xiết lại, một khoảng lớn không gian thoát cái đã bị vặn vẹo, trong không gian bị vặn gãy này, diện tích nháy mắt càng ngày càng bị ép chặt lại. Trưởng ấn của Khấu Phi Yến ở trong cỗ lực lượng vô hình kia liền bị áp chế rạn nứt, lập tức có một thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó nổ tung bên trong không gian, kinh khí quét ra xung quanh, sau đó liền dội lại ngay trên người của Khấu Phi Yến, khiến nàng ta cũng phun ra một ngụm máu. Khống chế năng lượng trúc tính, đây là thực lực chân chính của Vũ Tôn sao? Lục Lâm Thiên vẫn chăm chú nhìn xem sát phá quân ra tay, trong lúc hắn ra tay thì rõ ràng là đang khống chế năng lượng trúc tính, chứ không phải vay mượn, loại trình độ thế này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Vũ Vương. Khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng kinh thán, đây mới là điểm khủng bố của cường giả Vũ Tôn, trong lúc trầm tư suy nghĩ, Lục Lâm Thiên cũng cảm thán rất nhiều, dường như đã tìm ra phương hướng tu luyện cho bản thân mình sau này rồi. Tiền bối, xin đừng giết nàng, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được, xin ngươi hãy tha cho nàng một mạng đi. Bên trong băng tinh, lão giả mặc hồng bào lập tức lên tiếng khẩn cầu, bên trong ánh mắt chỉ toàn vẻ kinh hoàng. Lục trưởng môn, ta xin ngươi hãy thả phu quân của ta ra, ta sẽ dâng Bách Linh Tông cho ngươi, ngươi muốn giết ta cũng được. Trên gương mặt bình thường của Khấu Phi Yến lúc này lại mang theo vẻ cầu xin, đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang đứng đằng xa. Sát phá quân lúc này cũng dừng tay lại, ánh mắt trầm xuống, sau đó quay mặt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chân khí lóe lên, thân hình của Lục Lâm Thiên nháy mắt đã di chuyển tới gần đó, đưa mắt nhìn Khấu Phi Yến và lão giả mặc hồng bào.
ánh mắt hờ hững lạnh lẽo, nói với Khấu Phi Yến. Nếu như ngươi là ta thì ngươi sẽ làm thế nào, sẽ lưu lại tai họa cho mình sao? Cường ca, là ta hại ngươi rồi, chúng ta có chết cũng được, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cũng không tệ, kiếp sau ta lại tiếp tục ở cạnh ngươi. Khấu Phi Yến nhìn Lục Lâm Thiên một cái, lập tức chuyển mắt nhìn về phía vị lão giả mặc hồng bào kia, ánh mắt kiên định, rất có khí thế thấy chết không sờn, nàng hiểu rõ, nếu như mình là Lục Lâm Thiên thì làm sao có thể buông tha cho bản thân và vĩnh cường của nàng được. Nhổ cỏ tận gốc mới là lựa chọn tốt nhất, nàng có thể ngồi lên vị trí tông chủ của Bách Linh Tông, có thể phát triển Bách Linh Tông tới mức này, những chuyện thế này nàng cũng từng làm rất nhiều rồi, nếu như nhân từ nương tay thì Bách Linh Tông cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Phi Yến, là ta vô dụng, thực lực của ta không đủ, ta từng thế, kiếp này nhất định phải bảo vệ cho ngươi, nhưng bây giờ lại không cách nào bảo vệ được cho ngươi, hãy tha lỗi cho ta. Lão giả mặc hồng bào lúc này cũng lộ ra vẻ bất lực và buồn bã, trong lòng của hắn biết rất rõ sự cách biệt giữa Vũ Vương và Vũ Tôn, thực lực của hắn đủ để bước chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả, nhưng ở trước mặt Vũ Tôn thì hắn biết rõ, bản thân mình căn bản chỉ như con kiến đứng trước voi, không hề có khả năng phản kháng. Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn Khấu Phi Yến và Hổ Viêm Thiên Vương, hai người này tới bây giờ còn ở đó mà lang hữu tình thiếp hữu ý nữa. Thế này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy khá là kinh ngạc, tình cảm của hai người này đúng là sâu đậm thật. Ngươi chính là Hổ Viêm Thiên Vương đúng không? Lục Lâm Thiên hơi trầm tư một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Viêm Thiên Vương, trong lòng tạm thời đang có tính toán khác. Không sai, Lão Phu chính là Hổ Viêm Thiên Vương, tên tiểu bối nhà ngươi muốn giết thì cứ giết, Lão Phu cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Nhìn Lục Lâm Thiên, vết máu bên khóe miệng của Hổ Viêm Thiên Vương vẫn cứ rỉ ra, bên trong đôi mắt kia, mục quang lóe lên, vô hình để lộ ra khí thế bất phàm, chỉ là dưới sự áp chế của Sát Phá Quân, lúc này mới có tình cảnh như vậy mà thôi, nếu như không có Sát Phá Quân ở đây thì sợ là Phi Linh Môn hôm nay thảm rồi. Đúng thật là có vài phần khí thế, Phi Linh Môn ta cũng đúng lúc cần dùng người, nếu như ngươi đồng ý gia nhập thì ngươi không cần phải chết nữa. Lục Lâm Thiên nói, hừ. Dám uy hiếp Lão Phu, ta đã nói rồi, Lão Phu cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Hổ Viêm Thiên Vương nói. Tốt lắm, vậy ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ luyện chế Khấu Tông Chủ thành hoạt nhân khôi lỗi trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua Hổ Viêm Thiên Vương. Tiểu tử, ngươi dám. Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt. Ngay cả Bách Linh Tông ta cũng dám diệt. Ngươi nói xem ta có dám làm vậy hay không? Đừng mà, ta xin ngươi, ngươi hãy thả nàng ra đi, ta sẽ gia nhập Phi Linh Môn của ngươi. Hổ Viêm Thiên Vương chấp nhận cúi đầu, nếu như là bình thường thì hắn làm gì có chuyện cúi đầu trước một tiểu bối như thế này, nhưng bây giờ tình thế bức người, hắn không thể không cúi đầu, luyện chế thành hoạt nhân khôi lỗi, quả thực chính là kiểu tra tấn sống không bằng chết chẳng khác gì địa ngục, hắn cũng không hoài nghi việc đối phương có dám hay không. Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn, hắn cũng đã nghe Khấu Phi Yến nhắc tới vài lần, tên Lục Lâm Thiên này làm người tàn nhẫn hiếu sát, sao mà không dám được chứ? Ta cần là người thật lòng muốn gia nhập Phi Linh Môn của ta. Lục Lâm Thiên nói, chỉ cần ngươi thả nàng ra, Lão Phu xin thề, nếu như ta phản bội Phi Linh Môn thì sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Hổ Viêm Thiên Vương nói, sư huynh, phiền huynh hãy thả bọn họ ra đi. Lục Lâm Thiên nói với Sát Phá Quân. Suy suy. Sát Phá Quân vung hai tay lên, thu liễm chân khí, băng tinh bao bọc bên ngoài cơ thể của Hổ Viêm Thiên Vương lập tức biến mất không thấy gì nữa, không gian vặn vẹo xung quanh Khấu Phi Yến cũng lập tức khôi phục bình thường. Được, bất quá ta vẫn không thể tin các hạ được, đây là một viên độc đan, trong vòng một năm, nếu như không có giải dược thì sẽ còn đau đớn hơn cả chết. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lập tức lấy một viên độc đan đưa cho Hổ Viêm Thiên Vương. Hổ Viêm Thiên Vương đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên và Khấu Phi Yến, ánh mắt lập tức chuyển sang chỗ Sát Phá Quân, hắn biết rõ, Phi Linh Môn này có Vũ Tôn cường giả trấn thủ, hắn căn bản cũng không có khả năng phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Vĩnh Cường, không cần như vậy đâu. Khấu Phi Yến nhìn Hổ Viêm Thiên Vương, thần sắc chỉ toàn vẻ uể oải, ra sức lắc đầu. Thân ảnh lập tức đi tới bên cạnh Hổ Viêm Thiên Vương. Phi Yến, chỉ cần ngươi không sao là đủ rồi. Hổ Viêm Thiên Vương không chút do dự, lập tức nuốt viên độc đan trong tay vào bụng. Giống. A. À, tiếng thú gầm,
cùng với tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn với nhau, hợp thành một màn vô cùng khủng bố và huyết tinh, khắp nơi đều là thi cốt chất chồng, mùi máu tươi gay mũi vô cùng khó ngửi, quanh quẩn khắp không gian. Lục trưởng môn, xin hãy dừng tay đi, ta đầu hàng, đừng giết nữa. Nhìn thấy cảnh tượng thế này, Khấu Phi Yến liền cảm thấy uộc oải không thôi, Bách Linh Tông của nàng cư nhiên lại có ngày rơi vào tình cảnh thế này, phu quân bị ép uống độc đan, Bách Linh Tông thì ở bên bờ diệt tông, hết thảy những thứ này đều là do một tay mình tạo thành, nếu như không liên thủ cùng ma tâm cốc thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Tất cả mau dừng tay. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang vọng khắp trên không trung, đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Cường giả và yêu thú của Phi Linh Môn là dừng tay đầu tiên. Người của Bách Linh Tông từ sớm đã bị đồ lục hoàn toàn, lúc này cũng hoảng hồn lui qua một bên, chỉ trong thời gian chừng nửa khắc mà trên mặt đất đã có trên vạn cỗ thi thể. Người của Bách Linh Tông nghe cho kỹ đây, tông chủ của các ngươi đã đầu hàng rồi, mọi người quy thuận Phi Linh Môn thì có thể được tha, ai dám trái lại thì giết không tha. Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn bên trong quần sơn. Keng keng, tiếng binh khí rơi xuống đất kêu leng keng, đám đệ tử Bách Linh Tông bắt đầu ném binh khí trong tay xuống. Mọi người lập tức quy thuận, tông chủ cũng đã đầu hàng rồi, bọn họ thì có thể làm được gì nữa, không ai muốn chết cả, nếu như tông chủ tiếp tục phản kháng thì coi như cũng có một đám đệ tử trung thành liều chết đánh một trận, nhưng ngay cả tông chủ cũng đã đầu hàng rồi, bọn họ còn trung thành với ai nữa chứ? Giữa không trung, mấy vị trưởng lão Bách Linh Tông còn lại vẫn đang đau khổ phản kháng lúc này cũng không thể không đầu hàng, ai nấy đều vô cùng uể oải. Ánh mắt của Khấu Phi Yến trở nên đờ đẫn. Bách Linh Tông xem như mất rồi, tất cả đều mất hết cả rồi. Bách Linh Tông đầu hàng, phần lớn cường giả của Bách Linh Tông đều bị cấm chế, nhìn thấy những việc này, Lục Lâm Thiên liền lộ ra ý cười, dưới thủ đoạn sấm sét thế này, rốt cuộc cũng nắm được Bách Linh Tông trong tay, không khác mấy với dự đoán của mình, điểm khác biệt duy nhất chính là hai người Khấu Phi Yến và Hổ Viêm Thiên Vương. Một lát sau, dưới sự uy hiếp của Lục Lâm Thiên, Khấu Phi Yến bố trí phòng ngự đại trận của Bách Linh Tông lên. Phong tỏa Bách Linh Tông bên trong đại trận, bất kỳ đệ tử nào của Bách Linh Tông cũng không thể ra được, vì để không xảy ra hỗn loạn, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bởi vì nhân thủ của Phi Linh Môn hiện tại rất ít, cho nên mặc dù người của Bách Linh Tông đã đầu hàng rồi, nhưng Bách Linh Tông có tới mấy vạn đệ tử, không phải mấy chục người của Phi Linh Môn hiện tại có thể quản chế nổi, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ cách, chọn ra một ít hộ pháp và chấp sự từ bên trong Bách Linh Tông. Chia đệ tử của Bách Linh Tông ra thành 500 người vào một đội, giao cho những hộ pháp và chấp sự bên trong Bách Linh Tông kia quản lý, nếu như bất kỳ đội nào thiếu đi dù chỉ một người thì sẽ giết chết toàn đội. Cách này khiến cho không ai dám trốn, cho dù có người muốn trốn đi nữa thì cũng sẽ bị những người khác ngăn cản. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, An Cát Tú Na và một cái nhất trọng vũ vương của Song Đao Môn nhìn thấy hết thảy những việc diễn ra ở Bách Linh Tông thì cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó thì bình tĩnh trở lại, chỉ là thần sắc có vẻ vô cùng chán chường. Trong Bách Linh Tông có cường giả vũ vương cao giai như Hổ Viêm Thiên Vương, không ngờ cũng bị thu phục, Phi Linh Môn có cường giả vũ tôn như vậy, thực lực bình thường căn bản không cách nào chống lại được. Trong lòng An Cát Tú Na lúc này cũng cảm thấy vô cùng hối hận, rõ ràng đã nghe nói chuyện Phi Linh Môn có cường giả vũ tôn rồi, lại còn nghe lời xúi dục của Ma Tâm Cốc, nói tên Lục Lâm Thiên này hơn phân nửa là đã bỏ mạng bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh rồi. Nên mới tính toán chèn ép Phi Linh Môn, nào ngờ không lấy được gì, còn rước lấy đại họa diệt môn cho Song Đao Môn nữa. Lúc trạng vạng tối, bên trong đại điện của Bách Linh Tông, trong một gian phòng nào đó, Lục Lâm Thiên, và bốn người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tâm Đồng và Sát Phá Quân đang ngồi cùng nhau. Trưởng môn, người muốn giữ Hổ Viêm Thiên Vương lại thật sao? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Đông Lão! Chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng đối với độc đan của mình hay sao? Lục Lâm Thiên hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng của Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút lo lắng, dù độc đan của Đông Vô Mệnh vô cùng lợi hại, linh giả bình thường căn bản không cách nào giải được, nhưng chuyện này cũng không đại biểu là không ai có thể giải được, ít nhất là có Tiểu Long có thể giải được, cho nên chứng minh đương nhiên sẽ có người khác giải được nữa, chỉ dựa vào độc đan để khống chế tuyệt đối không phải sách lược toàn vẹn. Ca ca cứ việc yên tâm đi. Độc gian do sư phụ luyện chế gần đây đã được ta cải tiến qua, được luyện chế ra dựa theo đan phương trên Thiên Độc Kinh, cộng thêm thực lực của sư phụ hiện tại, không phải người bình thường có thể giải được đâu, cho dù có giải được đi nữa thì tuyệt đối cũng không cách nào thanh trừ toàn bộ độc tố được. Lục Tâm Đồng lên tiếng,
trong ánh mắt tràn ngập niềm tin tuyệt đối vào thiên độc kinh của mình. Vậy Đông lão còn lo lắng gì nữa? Lục Lâm Thiên hỏi. Dù sao đi nữa thì Hổ Viêm Thiên Vương cũng là thất trọng vũ vương, liệu hắn có thật lòng thật dạ gia nhập phi linh môn của chúng ta hay không cũng là một vấn đề, vạn nhất không phải hắn thật lòng thì ngày nào đó có thể sẽ liều chết đối phó với phi linh môn để báo thù, đây quả thực là một tai họa. Đông Vô Mệnh nói, nếu như người này thật lòng gia nhập phi linh môn của ta thì sẽ còn hữu dụng với phi linh môn ta hơn cả lấy được Bách Linh Tông nữa, nhưng nếu như người này giả bộ gia nhập phi linh môn thì sẽ là một mối họa lớn. Quả thực chẳng khác nào cắm một con dao lên tim phi linh môn ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên thoáng trầm tư, lời Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử nói đều là vấn đề mà hiện tại hắn cần phải cân nhắc thật kỹ. Thực lực của Hổ Viêm Thiên Vương là thất trọng vũ vương. Nếu như hắn thật lòng gia nhập phi linh môn, vì mình sử dụng thì đúng là hữu dụng hơn nhiều so với lấy được một cái Bách Linh Tông. Thậm chí so với Bách Linh Tông, Ma Tâm Cốc và Song Đao Môn cộng lại thì cũng không đáng giá bằng việc Hổ Viêm Thiên Vương gia nhập phi linh môn. Chính là điều kiện tiên quyết chính là Hổ Viêm Thiên Vương cần phải thật lòng muốn gia nhập phi linh môn của mình mới được, nếu như trong lòng của hắn vẫn còn dị tâm, hắn lại không phải loại người tham sống sợ chết, tới lúc đó hắn giở trò gì với phi linh môn thì phi linh môn sẽ gặp phiền toái lớn. Chỉ là một cái thất trọng vũ vương mà thôi, cũng chẳng gây được sóng gió lớn thế nào. Nếu như có dị tâm thì cứ trực tiếp giết chết là được, nếu như thật sự không yên lòng thì cứ vĩnh tuyệt hậu hoạn, đánh chết ngay lúc này là xong. Sát Phá Quân trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên cười khổ, mặc dù Sát Phá Quân nói rất có lý, nhưng vạn nhất Hổ Viêm Thiên Vương đối phó với những người quan trọng của phi linh môn thì tới lúc đó mình có hối hận cũng không kịp nữa, nếu như giết chết ngay bây giờ cũng không xong, phi linh môn đúng lúc đang cần dùng người. Hắn lại là thất trọng vũ vương, giữ Hổ Viêm Thiên Vương lại thì sẽ là một cỗ trợ lực rất lớn. Việc này để cho ta nghĩ cách tiếp xem sao. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi lập tức nói. Trưởng môn. Bên ngoài vang lên thanh âm của Thanh Hỏa Lão Quỷ. Thanh Hỏa Cung phụng cứ vào đi. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, tất cả đều đã an bài ổn thỏa. Thanh Hỏa Lão Quỷ mỉm cười đi vào. Ba cái vũ vương và hai cái linh vương còn lại của Bách Linh Tông cũng đã uống độc đa do lão độc vật chế tạo để chứng tỏ đầu hàng rồi, ngoài ra còn có bảy vũ xuất, bảy linh xuất cũng đã uống độc đan của lão độc vật. Không có ai không phục à? Chấm phẩy. Lục Lâm Thiên hỏi, sắc mặt dường như có chút thất vọng. Không có, Khấu Phi Yến đã đầu hàng, đám người còn lại của Bách Linh Tông cũng không phải thật sự không sợ chết. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. Ai, bỏ đi vậy. Lục Lâm Thiên có chút thất vọng, sở dĩ muốn đối phó với Song Đao Môn và Bách Linh Tông nhanh một chút, ngoại trừ việc muốn tốc chiến tốc thắng khống chế được hai sơn môn này ra, Lục Lâm Thiên còn muốn bắt một vài vũ vương và linh vương để mình thôn phệ, cũng tiện nhanh chóng để thăng tu vi của mình, chỉ cần có vũ vương và linh vương để mình thôn phệ liên tục thì thực lực của mình nhất định sẽ đột phá cực nhanh, nhưng bây giờ tất cả vũ vương và linh vương của Bách Linh Tông đều đã đầu hàng nguyện ý gia nhập phi linh môn rồi. Lục Lâm Thiên cũng hơi thất vọng đôi chút. Vốn còn tưởng rằng ở Bách Linh Tông có thể bắt được không ít người để thôn phệ, nhưng bây giờ chẳng có lấy một người để thôn phệ. Toàn bộ người của Bách Linh Tông đã gia nhập phi linh môn ta, sợ là tai họa ngầm sẽ còn nhiều hơn nữa. Quỷ tiên tử nói. Lục Lâm Thiên nhướng mày nhìn, tất cả cường giả của Bách Linh Tông đều gia nhập phi linh môn thế này đúng là có chút không ổn, nhưng nếu như tất cả bọn họ đều thật lòng muốn gia nhập thì thực lực của phi linh môn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tăng cường khống chế Bách Linh Tông, trước khi đội nhân mã trong môn tới thì chúng ta tạm thời sẽ ở lại Bách Linh Tông này. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của Bách Linh Tông là mạnh nhất, sợ là nếu như mình rời khỏi đây thì sẽ không dễ gì khống chế được, nhân mã của phi linh môn hẳn là cũng sắp tới rồi. Bên trong Bách Linh Tông lúc này bên ngoài thoạt nhìn không mấy hỗn loạn, nhưng lúc này chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể tạo thành bạo động lớn. Đột nhiên lại xảy ra biến cố lớn như vậy khiến cho lòng người bên trong Bách Linh Tông lúc này đều vô cùng bàng hoàng. Bên trong Bách Linh Tông, có vô số kiến trúc, lớp kiến trúc bên ngoài đã bị phá hủy khá nhiều, khắp nơi là một đống hỗn độn, bất quá kiến trúc ở bên trong thì không bị ảnh hưởng mấy. Bên trong một đình viện u tĩnh, trong đại sảnh, lúc này Hổ Viêm Thiên Vương đang ngồi cùng Khấu Phi Yến. Vĩnh Cường, là ta hại ngươi rồi. Khấu Phi Yến nhìn Hổ Viêm Thiên Vương. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Phi Yến, là ta vô dụng mới đúng, năm đó nếu như không có ngươi thì ta đã không còn sống trên đời này được nữa rồi. Ta từng thề,
sau này không để cho bất kỳ ai khi dễ ngươi trước mặt ta, nhưng bây giờ ta lại không thể nào thực hiện được lời hứa đó. Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương nhìn về phía Khấu Phi Yến, có chút thổn thức. Nếu như ta không liên thủ với Ma Tâm Cốc và Song Đao Môn đối phó với Phi Linh Môn thì cũng sẽ không khiến cho Bách Linh Tông rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ta có lỗi với sư phụ đã qua đời của mình, đã phá hủy cả cơ đồ mấy trăm năm của Bách Linh Tông, lại liên lụy luôn cả ngươi. Khấu Phi Yến thở dài nói. Lục trưởng môn, vào đây đi. Đúng lúc này, ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa. Hổ Viêm Thiên Vương quả là Hổ Viêm Thiên Vương, xem ra, ta không thể nào chạy thoát khỏi dò xét của các hạ được. Lục Lâm Thiên cười khẽ một tiếng rồi lập tức đẩy cửa phòng tiến vào, đi vào bên trong sảnh, nhìn hai người Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến, nói. Quấy rầy hai vị, xin thứ lỗi. Lục trưởng môn, người tới đây một mình, chẳng lẽ không sợ ta sẽ đối phó với người hay sao, đừng quên là ta muốn đối phó với người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía Lục Lâm Thiên. Thật sao, nếu như ta không tin Hổ Viêm Thiên Vương thì cũng sẽ không tới đây một mình rồi, lại nói, các người cũng đã gia nhập Phi Linh Môn rồi, chẳng lẽ ta còn phải đề phòng người một nhà hay sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, trên mặt lộ ra ý cười. Thực tế thì trong lòng của Lục Lâm Thiên lúc này lại không nghĩ như vậy, không đề phòng Hổ Viêm Thiên Vương mới là lạ, tuy rằng mình không thể làm gì Hổ Viêm Thiên Vương, nhưng Hổ Viêm Thiên Vương này muốn đối phó với mình thì cũng không thể làm gì được, đặc biệt là trong thời gian ngắn thì lại càng không thể nào, nếu như không có khả năng tự bảo vệ chính mình thì sao hắn dám mạo hiểm như vậy cơ chứ? Ha ha! Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương vừa trầm xuống lập tức lóe lên, cười ha hả, nói. Không biết Lục trưởng môn có chuyện gì cần phân phó. Chỉ là muốn tới gặp hai vị mà thôi. Lục Lâm Thiên đáp lú íp, cũng không đợi hai người kia nói gì, trực tiếp ngồi xuống một bên. Lục trưởng môn, lão thân cầu ngươi một việc có được không? Khấu Phi Yến nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, mặc dù tướng mạo bình thường, sắc mặt lúc nào cũng giống như có người nợ tiền nàng ta vậy, nhưng lúc này khi nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt lại đầy vẻ khẩn cầu. Khấu tông chủ cứ nói. Lục Lâm Thiên nói. Nếu như có thể làm được thì ta nhất định sẽ làm. Xin lục trưởng môn hãy đối xử tử tế với đệ tử của Bách Linh Tông. Khấu Phi Yến nói. Lục Lâm Thiên thoáng kinh ngạc, Khấu Phi Yến lúc này vẫn còn lo lắng cho đệ tử trong môn, tông chủ thế này đúng là hiếm thấy. Ta đã nói rồi, đệ tử cũ của Bách Linh Tông, chỉ cần quy hàng, không hài lòng, ta cam đoan sẽ không đối phó với bất kỳ người nào. Những chuyện khác ta không thể nào cam đoan được. Lục Lâm Thiên nói. Có những lời này của lục trưởng môn là đủ rồi. Khấu Phi Yến nói. Lục trưởng môn, lão phu cũng có chuyện mần cầu ngươi. Hổ Viêm Thiên Vương nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hổ Viêm Thiên Vương quá lời rồi, xin cứ nói. Lục Lâm Thiên đáp. Ta đã gia nhập Phi Linh Môn rồi, nhất định sẽ không đổi ý, chỉ là kính mong lục trưởng môn có thể thả cho Phi Yến rời đi. Phi Linh Môn đừng nên khó xử nàng. Hổ Viêm Thiên Vương nói. Vĩnh Cường, ta không đi. Khấu Phi Yến nhìn Hổ Viêm Thiên Vương, lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, có thể cho lão thân gia nhập Phi Linh Môn luôn hay không? Phi Yến, ngươi cần gì phải như vậy? Hổ Viêm Thiên Vương nhìn Khấu Phi Yến, thở dài nói. Lục Lâm Thiên nhìn hai người bọn họ, cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi. Có lẽ tuổi thật không chỉ vài chục như vậy, bất quá cảm tình của họ thật sự không phải tốt bình thường đâu, có thể như thế quả thực rất đáng quý. Khấu tông chủ, nếu như ngươi muốn gia nhập Phi Linh Môn của ta thì cũng phải uống độc đan mới được. Lục Lâm Thiên nhướng mày, móc ra một viên độc đan. Phi Yến, ngươi không cần phải. Hổ Viêm Thiên Vương còn chưa dứt lời thì Khấu Phi Yến đã cầm lấy viên độc đan trong tay Lục Lâm Thiên nuốt thẳng xuống, cười khổ nói. Vĩnh Cường. Người ngay cả nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà cũng không thèm gia nhập, lại vì ta mà gia nhập Phi Linh Môn, ta đã từng nói sẽ mãi mãi ở cạnh ngươi, uống độc đan này thì đã sao, chỉ cần có thể mãi mãi ở cạnh ngươi là đủ, dù sao đi nữa thì hiện tại đã không còn gì để vướng bận, chỉ có thể ở bên ngươi mà thôi. Phi Yến, ngươi thật là khờ. Hổ Viêm Thiên Vương nói với vẻ bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên nghe những lời mà hai người bọn họ nói. Mới đầu có lẽ còn cảm thấy hơi buồn nôn một chút, nhưng hiện tại lại thấy có chút cảm động, hai người này đều vì đối phương mà uống độc đan, bị người ta khống chế cũng không màng,
đủ thấy cảm tình của bọn họ rất sâu, người bình thường há có thể làm được như vậy. Nhìn về phía Khấu Phi Yến, Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút do dự, hai người này cũng không tiện an bài, giữ lại đương nhiên là không yên lòng rồi, nhưng nếu như bỏ qua bọn họ thì sẽ là tổn thất rất lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho lòng người của Bách Linh Tông bàng hoàng. Huống hồ gì với tu vi của Hổ Viêm Thiên Vương thì nếu như bỏ qua thì thật là không nỡ. Phi Linh Môn đúng lúc đang cần người, Linh Vương Vũ Vương bình thường đã có vài người, nhưng không có Linh Vương và Vũ Vương cao giai thì đúng là không được. Đề giai Vũ Vương Linh Vương có nhiều hơn nữa mà không có cao giai Linh Vương Vũ Vương thì cũng khó mà trấn nhiếp kẻ khác được. Khấu Tông Chủ hiện tại cũng đã gia nhập Phi Linh Môn ta thì đều là người một nhà cả rồi. Sau một lúc do dự, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chăm chú vào Khấu Phi Yến, nói. Phi Linh Môn hiện tại vẫn còn khuyết thiếu một vị trí phó trưởng môn, Khấu Phi Yến vốn là người đứng đầu một tông, vậy không biết có thể đảm nhiệm vị trí phó trưởng môn của Phi Linh Môn có được hay không? Lục Lâm Thiên vừa nói xong thì cả Khấu Phi Yến lẫn Hổ Viêm Thiên Vương đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, đặc biệt chính là Khấu Phi Yến, sắc mặt vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ, phó trưởng môn của Phi Linh Môn, địa vị cao như vậy. Mình thân lại là kẻ đầu hàng, cư nhiên lại được mời ngồi vào vị trí phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Lấy thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, thì đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn rõ ràng chứng tỏ hắn cực kỳ coi trọng mình. Sau một lát, Khấu Phi Yến mới nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục trưởng môn, lão thân không có nghe lầm đấy chứ. Chẳng lẽ Khấu Tông Chủ không muốn sao, ta thật sự rất có thành ý. Lục Lâm Thiên đáp. Để cho Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên cũng đã nghĩ qua rất kỹ rồi, nếu như muốn Hổ Viêm Thiên Vương cam tâm để mình sử dụng thì chỉ có thể uy bi lợi dụ và cố gắng lôi kéo, chỉ là Hổ Viêm Thiên Vương này tuyệt đối không phải kẻ tham sống sợ chết, uy bi không cách nào được rồi, cho nên chỉ có thể lợi dụ và lôi kéo mà thôi. Ý của Lục Lâm Thiên vốn là muốn để cho Hổ Viêm Thiên Vương đảm nhiệm chức vị phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Chỉ là Hổ Viêm Thiên Vương rất ít khi lộ mặt ở Bách Linh Tông, luôn là do Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vị tông chủ của Bách Linh Tông, thậm chí ngay cả chức phó tông chủ hay trưởng lão của Bách Linh Tông hắn cũng không có, phỏng chừng người này căn bản không quan tâm tới đám hư danh đó, nhưng làm người luôn có điểm dễ mềm lòng, điểm yếu của Hổ Viêm Thiên Vương này quả thật chính là Khấu Phi Yến. Vì Khấu Phi Yến hắn có thể liều mình, vậy cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ Khấu Phi Yến mà thôi, để cho Khấu Phi Yến uống độc đan. Quả thực chẳng khác nào khiến cho Hổ Viêm Thiên Vương cố kỵ, để cho Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn, ngoại trừ việc có cơ hội khiến cho Khấu Phi Yến thật lòng thật dạ quy thuận Phi Linh Môn, cũng là khiến cho Hổ Viêm Thiên Vương thật lòng vì mình sử dụng. Về phần chức phó trưởng môn của Khấu Phi Yến, trước mắt cũng chỉ là một danh hào mà thôi, cái hư danh này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn tới Phi Linh Môn. Lão thân chỉ là kẻ bại binh. Lục trưởng môn để cho ta đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn e rằng khó mà được. Khấu Phi Yến nói, nàng cũng không phải người ngu, thân là tông chủ của Bách Linh Tông, tâm trí cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, đương nhiên biết rõ nguyên nhân ẩn bên trong, nếu không có phu quân thì sợ là vị trí phó trưởng môn Phi Linh Môn này chẳng tới lượt mình đâu. Khấu tông chủ vốn là người đứng đầu một tông, đảm nhiệm vị trí phó tông chủ của Phi Linh Môn đương nhiên là dư sức rồi. Lục Lâm Thiên nói xong, ngoại trừ lấy vị trí phó trưởng môn Phi Linh Môn ra để lôi kéo cả Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến ra, Lục Lâm Thiên cũng từng nghĩ, nếu như Khấu Phi Yến thật lòng gia nhập Phi Linh Môn thì quả thực chẳng khác nào Hổ Viêm Thiên Vương thực lòng gia nhập Phi Linh Môn cả. Đồng thời, Khấu Phi Yến này cũng không phải nhân vật tầm thường, có thể ngồi lên vị trí tông chủ của Bách Linh Tông, đủ thấy nàng ta cũng có thủ đoạn riêng của mình, có Khấu Phi Yến ở Phi Linh Môn thì đám bộ hạ cũ của Bách Linh Tông cũng có thể dễ dàng thu phục và khống chế trong thời gian. Nhanh nhất, có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Bách Linh Tông, kẻ nào cũng đừng hòng tới đây đục nước béo cò. Lão thân xin đa tạ Lục trưởng môn, chức phó trưởng môn của Phi Linh Môn này, lão thân nguyện ý thử xem sao. Khấu Phi Yến do dự một chút liền nói với Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt đang nhìn về phía Lục Lâm Thiên lúc này đã có chút khác hẳn. Hổ Viêm Thiên Vương thì không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã khác đi, trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ, tất cả những chuyện này sợ là đều liên quan tới mình, Lục Lâm Thiên này rõ ràng là đang muốn nịnh nọt mình, bất quá chỉ cần không để cho Phi Yến chịu ủy khuất, còn ngồi lên ghế phó trưởng môn của Phi Linh Môn. Hắn cũng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trương tiền bối, vậy ngươi đảm nhiệm chức cung phụng của Phi Linh Môn có được hay không? Lục Lâm Thiên nhìn về phía Hổ Viêm Thiên Vương, từ chỗ Đông Vô Mệnh hắn đã biết được,
Hổ Viêm Thiên Vương này vốn tên là Trương Vĩnh Cường, bởi vì có một con hỏa hệ yêu thú là Phi Viêm Yêu Hổ, cho nên mới được người đời gọi là Hổ Viêm Thiên Vương. Lục trưởng môn cứ gọi ta là Hổ Viêm là được rồi, vị trí cung phụng này xem như thôi đi, lão phu vốn không để ý hư danh, đã đáp ứng gia nhập Phi Linh Môn thì sau này những chuyện có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ. Hổ Viêm Thiên Vương nói, chuyện này cũng là mượn cơ hội đáp lễ Lục Lâm Thiên, Phi Linh Môn có thể đối xử tử tế với Khấu Phi Yến thì hắn có thể dốc sức vì Phi Linh Môn. Tiền bối không quan tâm, nhưng tiền bối ở Phi Linh Môn cũng không thể không có thân phận gì được, sau này tiền bối sẽ là cung phụng của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lời Hổ Viêm Thiên Vương nói, Lục Lâm Thiên sao có thể không hiểu được cơ chứ, hai người bọn họ đều đã uống độc đan, nhưng lại đạt được thứ tốt hơn, hai bút cùng vẽ, cho dù hiện tại không họ không thật lòng tâm phục khẩu phục, nhưng cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy, hai người này đều có thứ cố kỵ cả. Đảo mắt một vòng, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục nói. Hai vị thật tâm muốn gia nhập Phi Linh Môn, ta rất cảm kích hai vị, mặc dù thủ đoạn ta dùng không được quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng chút thủ đoạn ấy ở cổ vực này cũng chẳng là gì cả, có thể khiến cho hai vị trợ giúp Phi Linh Môn thì quả thực sẽ khiến cho thực lực của Phi Linh Môn ta tăng lên rất nhiều. Những gì tiểu tử đã làm, chính là mong hai vị có thể thật tâm gia nhập Phi Linh Môn của ta. Tech In hứa, 10 năm sau hai vị sẽ là người tự do, muốn đi hay ở, ta nhất định sẽ không ngăn cản, nếu như lúc đó hai vị không còn muốn ở lại Phi Linh Môn nữa thì đại khái có thể tự nhiên. Ra đi, ta chỉ cần hai vị giúp 10 năm mà thôi, ta tin khoảng thời gian này đối với hai vị cũng không phải quá dài. Lục Lâm Thiên nói xong, đưa mắt nhìn về phía Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến. Không hề giấu giếm gì, Lục Lâm Thiên cứ thế nói trắng ra, lấy tâm tư của hai người này thì bọn họ chắc chắn hiểu hết, cứ nói thẳng ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Lục Lâm Thiên nói thẳng ra thế này khiến cho sắc mặt của cả Hổ Viêm Thiên Vương lẫn Khấu Phi Yến đều biến đổi, một lát sau Hổ Viêm Thiên Vương mới thu hồi sắc mặt, nói. Lục trưởng môn đã nói như vậy thì Lão Phu cũng không nói nhiều nữa, Lão Phu cũng là kẻ nói là giữ lời, trong vòng 10 năm, Lão Phu cam nguyện nghe lời. Lời Lục trưởng môn đã nói, lão thân sẽ ghi tạc trong lòng, trong vòng 10 năm, lão thân cam đoan, những vấn đề mà Lục trưởng môn lo lắng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đâu. Khấu Phi Yến nói, Lục Lâm Thiên mỉm cười, hy vọng tất cả những gì mình làm có thể có ích, nếu như vô dụng thì tới lúc đó mình cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Rời khỏi đình viện, Lục Lâm Thiên tới tìm Thanh Hỏa lão quỷ dò xét một lượt ở trong Bách Linh Tông, cả Bách Linh Tông hiện tại đều nằm trong tầm khống chế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi dặn dò ti đi vài câu, Lục Lâm Thiên lại triệu tập chúng cường giả của Phi Linh Môn lần nữa. Sau khi nói rõ chuyện giao chức vị phó trưởng môn của Phi Linh Môn cho Khấu Phi Yến xong, mọi người cũng không có ai phản đối. Phó trưởng môn của Phi Linh Môn nói thì dễ nghe, nhưng trước mắt sợ là cũng chỉ là một hư danh mà thôi, mà luận địa vị thì một vị trí phó trưởng môn thật ra cũng không khác cung phụng là mấy. Sau khi mọi người thương nghị qua vài việc, khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ ở lại Bách Linh Tông để chờ người của Phi Linh Môn tới, đám người Thanh Hỏa lão quỷ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi người cho người của Phi Linh Môn rồi, Lục Lâm Thiên cũng lập tức trở về đình viện của mình. Trong phòng, ánh mắt của Lục Lâm Thiên đang nhìn chằm chằm vào An Cát Tú Na đang bị cấm chế của Song Đao Môn và một vị nhất trọng vũ vương khác, Lục Lâm Thiên đoán chừng sau khi thôn vệ hai người này thì thực lực của mình có thể sẽ tăng tới khoảng nhị trọng vũ vương trung kỳ. An Cát Tú Na bị cấm chế, chỉ có trong mắt là có thể chuyển động được, trên gương mặt vô cùng phong vận kia, ánh mắt lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, giống như muốn nói gì đó. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, kết xuất thủ ấn, mấy đạo chỉ ấn rơi xuống, giải trừ một chút cấm chế trên người An Cát Tú Na, đủ để cho nàng ta nói chuyện. An Cát trưởng môn có lời gì muốn nói sao? Luôn bị cấm chế khiến giọng nói có chút khan khan, mãi một lúc sau An Cát Tú Na mới lên tiếng. Lục trưởng môn, ta cũng không muốn chết, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, không biết có thể giữ lại được cái mạng này hay không. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên hơi lóe lên, nhìn An Cát Tú Na một lúc mới nói. An Cát trưởng môn, người gia nhập Phi Linh Môn thế này có phải là hơi muộn rồi hay không? Lại nói, thực lực của ngươi mà gia nhập Phi Linh Môn thì nói thật là ta cũng không coi trọng mấy. An Cát Tú Na biến sắc, giống như thật không ngờ tới vậy. Mình tự động đầu hàng nhưng lại bị tên Lục Lâm Thiên này xem chẳng ra gì, nói. Lục trưởng môn, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện,
bằng không thì phi linh môn của ngươi bị người ta lén lút hãm hại cũng còn không biết. Thật vậy sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Ngươi nói cũng rất đúng, 2 năm qua Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, và Bách Linh Tông nhằm vào phi linh môn như vậy đều là do có người âm thầm sai khiến. Nếu như ta đoán không nhầm thì đứng sau sai khiến Ma Tâm Cốc chính là Lan Lăng Sơn Trang, sai khiến Song Đao Môn của ngươi chính là Hắc Sát Giáo, về phần Bách Linh Tông thì hẳn chính là Hóa Vũ Tông rồi, ta nói có đúng không? Lời vừa dứt thì Lục Lâm Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn qua An Cát Tú Na, hết thảy những thứ này, khi thôn vệ nhị trọng Vũ Vương kia của Song Đao Môn, Lục Lâm Thiên đã thi triển siêu linh thuật nên đã sớm điều tra rõ ràng hết cả rồi. Sau đó, trong cái nhìn đầy vẻ kinh ngạc của An Cát Tú Na, Lục Lâm Thiên nói tiếp. Thậm chí ta còn biết rõ, Song Đao Môn của ngươi đã sớm sợ phi linh môn ta trả thù cho nên đã chuyển hết phần lớn tài phú, đan dược, vũ khí đến chôn ở bên trong một hạp gốc vô danh, còn không quên bố trí trận pháp, muốn đợi sau này Song Đao Môn có diệt môn thì cũng có thể đông sơn tái khởi, chỉ là đám bảo tàng đó hiện tại phỏng chừng cũng đã rơi vào trong tay của phi linh môn ta rồi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy thì An Cát Tú Na đang im lặng cũng trở nên biến sắc. Tất cả những điều này đều là cơ mật, đặc biệt là bảo tàng của Song Đao Môn, người ngoài căn bản không thể nào biết được. An Cát Tú Na vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nói. Người an bài gian tế trong Song Đao Môn của ta. Việc bảo tàng của Song Đao Môn, ngay cả trưởng lão bình thường cũng không được biết, đệ tử chôn giấu bảo tàng sau cùng đều bị các ngươi giết chết hết. Cho dù ta có an bài gian tế ở Song Đao Môn của các ngươi thì cũng không thể nào biết được chuyện này. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Sắc mặt của An Cát Tú Na đầy vẻ kinh hãi, ngay cả chuyện bảo tàng mà đối phương cũng có thể biết rõ tới như vậy, chuyện này đúng là không thể nào tin nổi. Hóa ra Lục trưởng môn đã biết hết mọi thứ rồi, ngươi cứ giết ta đi, ta thua rồi, thua triệt để rồi. An Cát Tú Na khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Khóe miệng của Lục Lâm Thiên hơi nhếch lên lộ ra ý cười, An Cát Tú Na này chủ động đầu hàng. Thực lực tam hệ Vũ Vương đã gần tới hậu kỳ, xem như cũng không tệ, đặc biệt là lĩnh ngộ ở hỏa trúc tính lại rất không tệ, vốn không có ý định lưu lại người này, miễn cho lưu lại hậu hoạn cho Song Đao Môn, nhưng hiện tại Bách Linh Tông cũng đã dàn xếp xong rồi, có giữ người này lại cũng không thành vấn đề gì, thêm một vị Vũ Vương gia nhập phi linh môn, mình cũng không phải thật sự không cần, số lượng cường giả Vũ Vương mới thật sự là thứ bảo chứng cho thực lực trong môn. An Cát trưởng môn. Gia nhập phi linh môn của ta thì ngươi phải uống độc đan, nếu như ngươi phản bội thì ngươi sẽ chịu cảnh sống không bằng chết, tự ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lục Lâm Thiên giải khai toàn bộ cấm chế trên người An Cát Tú Na, đưa một viên độc đan tới trước mặt An Cát Tú Na. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, An Cát Tú Na không chút do dự, trên gương mặt vô cùng phong vận kia lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cầm lấy viên độc đan do Lục Lâm Thiên đưa rồi uống vào, hành lễ nói. Tham kiến trưởng môn. Lục Lâm Thiên thản nhiên cười một cái, cũng đành chịu thôi, vốn vừa định thôn phệ An Cát Tú Na này thì bây giờ không thể nào An Cát Tú Na được nữa, bất quá An Cát Tú Na này gia nhập phi linh môn, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng muốn để thực lực đột phá thì sẽ bị trì hoãn lại rồi. Bên cạnh An Cát Tú Na còn có một cái nhất trọng Vũ Vương, mặc dù hắn bị cấm chế nhưng nhìn thấy trưởng môn cũng đã đầu hàng như vậy, ánh mắt cũng lập tức mang theo vẻ khẩn cầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trưởng môn. Người cũng tha cho Uông trưởng lão đi. An Cát Tú Na nói với Lục Lâm Thiên. Ai? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, sau một lát, vị nhất trọng Vũ Vương kia cũng đã nuốt độc đan. Lại thêm hai cái Vũ Vương gia nhập phi linh môn. Trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng có chút vui mừng, khoảng thời gian này, thực lực của phi linh môn coi như tăng lên khá nhiều. Sau khi giao hai người này cho mấy người Thanh Hỏa Lão Quỷ và Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử xong. Lục Lâm Thiên liền dặn dò mọi người là mình cần phải bế quan vài ngày, nếu như đội nhân mã của phi linh môn tới thì hãy thông báo cho mình. Từ trong miệng Khấu Phi Yến, Lục Lâm Thiên đi vào bên trong một mật thất của Bách Linh Tông, để cho Hắc Hùng và Huyết Mị hộ pháp, Lục Lâm Thiên thì đi vào bên trong mật thất bế quan, còn Lục Tâm Đồng tạm thời không có gì để làm nên cũng quyết định bế quan một thời gian ngắn, đợi đội nhân mã của phi linh môn tới. Bên trong mật thất, Lục Lâm Thiên lấy 3 cỗ thi thể ra. Quét mắt nhìn một cái cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, 3 bộ thi thể này, ngoại trừ thân thể của vị thất trọng vũ xuất của Song Đao Môn kia thì còn có một cỗ thi thể vũ xuất và một cỗ là lục trọng vũ xuất, 3 cỗ thi thể này đều là thi thể cả rồi, sau khi luyện chế thành khôi lỗi thì thực lực sẽ không còn như lúc đầu nữa, bất quá đều là khôi lỗi lục cấp cả,
cũng coi như không lãng phí, thực lực của mình bây giờ, nếu muốn luyện chế khôi lỗi lục cấp thì chắc là sẽ không khó khăn gì mấy. Nhìn ba cụ thi thể trên mặt đất, Lục Lâm Thiên lập tức móc hỏa long đỉnh trong chữ vật giới chỉ ra. Luyện chế. Thủ ấn vừa khởi, Lục Lâm Thiên cũng lấy ra không ít tài liệu từ trên người, những thứ này đều là tài liệu cần phải có để luyện chế khôi lỗi, luyện chế khôi lỗi cần không ít tài liệu phụ trợ. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì lập tức rót linh lực vào bên trong hỏa long đỉnh, một ngọn hỏa diễm nóng rực bắt đầu gào thét mà dậy, cũng cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên đã bỏ không ít tài liệu vào bên trong hỏa long đỉnh, bắt đầu từ từ luyện hóa, loại luyện hóa này đối với Lục Lâm Thiên bây giờ đã không cần quá nhiều kỹ thuật nữa, chỉ cần tốn thời gian là đủ. Thời gian cả một ngày, Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn luyện hóa hết tất cả các tài liệu phụ trợ. Bên trong hỏa long đỉnh có từng đoàn dung dịch tinh thuần đang trôi bập bềnh như nham thạch nóng chảy. Một khi những dung dịch này đọng lại thì, sẽ còn kiên cố hơn cả tinh cương, là tài liệu luyện khí tốt nhất để luyện hóa. Đây chỉ mới là bước đầu tiên, nhìn từng đoàn dung dịch này, Lục Lâm Thiên biến đổi thủ ấn. Một đạo quang mang trực tiếp bao vây lấy ba cỗ thi thể trên mặt đất, đồng thời quang vào bên trong hỏa long đỉnh, luyện chế lục cấp khôi lỗi mà thôi. Lục Lâm Thiên tính toán một lần luyện chế ra ba cụ khôi lỗi, coi như đỡ tốn thời gian. Suy suy, ba cỗ thi thể này vừa tiến vào bên trong hỏa long đỉnh thì quần áo trên người lập tức hóa thành cho tàn, lớp da bên ngoài ở trong hỏa diễm nóng rực thế này cũng lập tức phát ra tiếng xèo xèo, một dòng huyết tương bắt đầu chảy ra không ngừng, cuối cùng bị nhiệt độ cao biến thành xương trắng bay lơ lửng trên đỉnh hỏa long đỉnh. Lục Lâm Thiên vô cùng chăm chú khống chế hỏa long đỉnh, hiện tại không thể có chút chủ quan nào. Theo luyện chế, thân thể kia gần như biến thành huyết nhục mơ hồ, một dòng máu tươi chảy ra, hóa thành sương mù bên trong hỏa diễm, cũng không khó để nhìn ra, sau khi luyện hóa loại bỏ tạp chất thì ba cỗ thi thể này cũng dần trở nên mạnh hơn, gân cốt cơ thể đều có phản ứng co rút, giống như đang có thêm lực lượng đang ngưng tụ, chờ đợi bộc phát vậy. Cứ luyện chế như vậy, tốn mất trọn 2 ngày, bất quá lấy thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này thì luyện chế lục cấp khôi lỗi cũng không hao tổn quá nhiều. Nhưng cũng không phải ít, sắc mặt dần dần cũng cơ chút tái nhợt. Ba cỗ thi thể lúc này cũng đã thành một màu đen sẫm, trên thân thể có một tầng màng thịt mỏng bao vây, cường độ thân thể đã mạnh hơn gấp mấy lần, gân cốt cơ thể đều đã trải qua luyện chế tuyệt đối. Bước cuối cùng rồi. Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi thỏa mãn, thủ ấn trong tay biến hóa, bên trong mi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra dữ dội, lập tức tiến vào bên trong mi tâm của ba cỗ thi thể bên trong hỏa long đỉnh. Bình thần tĩnh khí, một đạo linh hồn lực tuôn ra ồ ạt, hóa thành 3 phần, lập tức chui vào bên trong não hải của 3 cỗ thi thể kia. Theo từng đạo thủ ấn quỷ dị của Lục Lâm Thiên kết xuất, linh hồn lực nháy mắt liền dung nhập vào bên trong, cuối cùng đánh sâu vào bên trong não hải của 3 cỗ thi thể này. Khôi lỗi bí thuật, ngừng tụ lại cho ta. Lúc này, theo thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến hóa, chỉ thấy dung dịch bên trong hỏa long đỉnh sôi trào lên, lập tức tưới thẳng lên 3 cỗ thi thể này. Xèo xèo. Dung dịch nóng hổi xối lên trên 3 cỗ thi thể liền phát ra dị tượng khá lạ, nhiệt độ vốn đang nóng rực nay lại tiếp tục dâng cao hơn nữa, bên trên thân thể, từ đầu tới chân bị một mảnh dung dịch nóng cháy bao vây, đám dung dịch vầy phủ lên bên trên cơ thể, nháy mắt liền có từng đạo lưu quang quỷ dị vô cùng chói mắt bắn ra. Từng đạo thủ ấn của Lục Lâm Thiên hóa thành từng đạo quang mang thần dị đánh vào bên trong 3 cỗ thi thể này, có những quang mang thần dị huyền ảo này đánh vào. Trong đôi mắt vốn đang trống rỗng của 3 cỗ thi thể nháy mắt liền dần lộ ra ánh mắt băng lãnh trắng bệch, một loại hàn ý khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo lan ra, theo dung dịch rót xuống thì mấy cổ thân thể này cũng biến thành một mảnh, xanh đen, lại mang theo vẻ sáng bóng lạnh lẽo như kim loại. Tụ lại cho ta. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn cuối cùng đánh ra, cũng cùng lúc đó, 3 đạo lưu quang chói mắt khổng lồ cũng lập tức đánh vào 3 cỗ thi thể đó. Vù vù. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan ra từ bên trên 3 cỗ thi thể này, khí tức thật lâu sau mới ổn định lại được, lúc này trên người của khôi lỗi có màu xanh đen, bên ngoài bóng loáng sáng bóng, toàn thân ẩn chứa một loại lực lượng như tạc đạn. Sau một lát, 3 cụ khôi lỗi màu xanh đen này nhảy tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, bên trong đôi mắt trống rỗng kia cũng mang theo từng sợi tinh quang, bất quá so với hỏa nhân khôi lỗi thì có khác biệt rất rõ ràng, hỏa nhân khôi lỗi có linh trí riêng của bản thân. Còn có thể nói chuyện được, còn mấy cụ khôi lỗi này thì đều phải dựa vào tâm thần khống chế, cũng không thể nào nhớ được vũ kỹ khi còn sống được, so với khôi lỗi hoạt nhân thì kém xa. 3 cụ khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên đánh giá sơ qua,
tuy rằng không phải quá mạnh, nhưng tuyệt đối cũng không kém, đây đều là lục giai khôi lỗi, là khôi lỗi do thân thể của thất trọng vũ xuất luyện chế ra, thực lực khoảng chừng ngũ trọng vũ xuất, khôi lỗi do bát trọng vũ xuất luyện chế ra thì thực lực ở chừng lục trọng vũ xuất, coi như không yếu chút nào, nếu đem đi bán đấu giá thì cũng đủ gây ra oanh động. Mà ở khôi lỗi thì ba cụ khôi lỗi mình lấy được ở thần kim các, đệ tử của thần kim các ấy có thể dùng bốn cụ khôi lỗi liên hợp thành trận pháp khiến cho uy năng tăng lên nhiều lần. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng cao hứng, khi nào có thời gian thì mình nhất định phải nghiên cứu một phen kỹ càng mới được. Sau khi thu hồi ba cỗ khôi lỗi, Lục Lâm Thiên cũng thu hồi Hỏa Long Đỉnh, vài năm gần đây mình cũng rất ít khi luyện chế đan dược và khôi lỗi, sau này thì lại không đủ thời gian, mình cần phải thôn phệ để tăng cường tu vi, lại thêm bận rộn chuyện phi linh môn, còn cần lĩnh ngộ trúc tính, không thiếu chuyện để làm cho nên gần như không có thời gian để luyện chế đan dược và khôi lỗi nữa. Cũng may là mình không thiếu đan dược. Thu hồi Hỏa Long Đỉnh và ba cỗ khôi lỗi, Lục Lâm Thiên thử liên hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, nói cho sư phụ biết Long Dương Linh quả hắn đã thu được, thế nhưng lại không thể liên hệ được. Có lẽ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn đã ngủ say, linh hồn thể không thể lộ diện. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên suy tư về một ít vấn đề. Từ tình huống hiện tại xem ra thực lực của hắn tuy rằng không tồi, thế nhưng vẫn thiếu. Trong lúc thi đấu bài danh thi triển Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị có thể đem uy năng tăng lên nhiều, ngang với vũ khí địa cấp. Mà bản thân hắn đã có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai. Kế tiếp cũng nên tu luyện vũ khí địa cấp, chỉ là vũ khí địa cấp trên người hắn cũng không có. Loại vũ khí đạt tới cấp bậc như địa cấp không phải nơi nào cũng có. Coi như là cường giả vũ tôn bình thường cũng khó mà phục chế ra vũ khí địa cấp. Vũ khí địa cấp. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Vũ khí huyền cấp cao giai trên người mình có không ít, cấp bậc cũng không thấp. Thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai đã không còn tác dụng quá lớn. Vũ khí địa cấp mới là thứ hắn cần. Vũ khí địa cấp, Long Ảnh Tí mà hắn nhận được từ Lục gia chính là vũ khí địa cấp trung giai. Muốn tu luyện không ít khó khăn, còn phải tìm một đầu yêu thú long tộc thất giai mới được. Mà long tộc đều là linh thú, bình thường rất khó tìm. Coi như là thiên độc yêu long cũng miễn cưỡng được coi là yêu thú long tộc. Không tìm được yêu thú long tộc thất giai thì không có cách nào tu luyện. Nếu như có lẽ hiện tại hắn cũng có thể thử tu luyện một phen. Có lẽ sau khi tu luyện thành công, uy lực sẽ cực kỳ cường hãn. Trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng suy tư, nên kiếm vũ khí địa cấp ở đâu, nội tình của phi linh môn vô cùng thiếu, không thể xuất ra được vũ khí địa cấp. Mà lần này hắn dùng thủ đoạn sấm sét đối phó với Song Đao Môn và Bách Linh Tông, sợ rằng sẽ lập tức khiến cho cổ vực oanh động. Hiện tại hắn cũng không có cách nào chú ý tới Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Bỏ lỡ cơ hội lần này sau đó muốn đối phó với Song Đao Môn và Bách Linh Tông sẽ bị đám Sơn Môn như Lan Lăng Sơn Trang nhúng tay vào. Hiện tại nắm trong tay Song Đao Môn và Bách Linh Tông, có lẽ đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lộc Sơn lão nhân đã bắt đầu chỉnh lý địa bàn của Ma Tâm Cốc. Lần này địa bàn của phi linh môn tăng lên nhiều, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Chờ sau khi nắm chắc tất cả trong tay thực lực lại lần nữa tăng lên một tầm cao mới. Thế nhưng chuyện này cũng nửa buồn nửa vui. Thực lực phi linh môn tăng lên, có lẽ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo tuyệt đối sẽ không để yên, nhất định sẽ nhằm vào phi linh môn. Sớm muộn gì hắn cũng phải xung đột với ba quái vật lớn này. Mà trong khoảng thời gian này nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của phi linh môn. Nỗ lực kéo Hổ Viêm Thiên Vương vào phi linh môn đó chính là vì Lục Lâm Thiên suy nghĩ cho phi linh môn sau này. Hiện tại phi linh môn đang củng cố thực lực, kế tiếp Lục Lâm Thiên vô cùng chờ mong việc Nam Thúc khôi phục thương thế. Chờ sau khi Nam Thúc khôi phục, đến lúc đó phi linh môn lại có một con bài chưa lật lớn. Lục Thiếu Du suy đoán, thực lực Nam Thúc một khi khôi phục chỉ sợ tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Từ trong miệng Nam Thúc trước đây Lục Thiếu Du không khó đoán ra, thực lực thời toàn thịnh của Nam Thúc ngay cả các lão quỷ của Vân Dương Tông cũng phải cố kỵ vài phần, đủ để thấy thực lực của Nam Thúc. Mà sau khi Nam Thúc khôi phục, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn cũng có thể khôi phục. Lục Thiếu Du hiểu rõ, Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong, khi trước đột phá Linh Đế không được mới ngã xuống. Nếu như sư phụ khôi phục, bằng vào thủ đoạn khôi lỗi, trận pháp, khống thủ của người. Đến lúc đó phi linh môn cũng không sợ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Mà tất cả chuyện này cần thời gian. Lục Lâm Thiên trầm tư.
Trên đại hội do thiên địa các tổ chức, Lăng Thanh Tuyền trực tiếp dùng tên Linh Vũ Giới dự thi, sợ rằng Linh Vũ Giới cũng sắp bắt đầu xuất hiện. Các thế lực lớn vẫn luôn đề phòng và suy đoán mục đích của Linh Vũ Giới, thực lực của Linh Vũ Giới này cũng rất mạnh. Linh Vũ Giới xuất thế, có lẽ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông còn có Hắc Sát Giáo cũng phải chú ý tới Linh Vũ Giới. Điều này quả thực đối với Phi Linh Môn có chỗ tốt không nhỏ. Chí ít ba sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang có thể giúp cho Phi Linh Môn tranh thủ không ít thời gian. Mà đối với Linh Vũ Giới này Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng. Linh Vũ Giới đã biết chuyện Vô Tự Thiên Thư lại không thể lên Vân Dương Tông tìm phụ thân, nhất định bọn chúng sẽ đến tìm hắn. Nếu như Linh Vũ Giới chính thức xuất thế, khi đó hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thực lực A. Suy xét kỹ mọi chuyện, Lục Lâm Thiên cũng nhận ra đây chính là vấn đề thực lực. Siêu. Thủ ấn được kết, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện hai bản Vô Tự Thiên Thư. Lẽ nào thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư là thực sự có thể biết được bí mật phá toái hư không sao? Nhìn hai bản Vô Tự Thiên Thư trong tay, sau khi do dự một lát Lục Lâm Thiên đem chân khí rót vào. Chân khí tiến vào hai bản Vô Tự Thiên Thư, trong nháy mắt trên bề mặt hai bản Vô Tự Thiên Thư vặn vẹo, xuất hiện một ít bí văn giống nhau. Mà trong đám bí văn này có một chữ linh vô cùng rõ ràng. Mà trên khối ngọc giản thứ hai cũng xuất hiện một chữ thiên. Bên ngoài cũng xuất hiện khí tức giống như ngọc giản thứ nhất như đúc. Thế nhưng cỗ khí tức này dường như lại có chút khác biệt. Nhìn hai khối ngọc giản này, khí tức mênh mông kia so với trước đây còn đậm đặc hơn không ít. Chỉ là sau một lát hai cỗ khí tức chợt lóe lên rồi biến mất không còn tung tích. Thứ này rốt cuộc có bí mật gì? Lục Lâm Thiên không ngừng phỏng đoán. Trong Vô Tự Thiên Thư này nhất định là có bí mật gì đó mới khiến cho hai bản Vô Tự Thiên Thư này vô cùng đáng giá. Hai bản Vô Tự Thiên Thư này trơn nhẵn như ngọc, căn bản không nhìn ra được gì. Cho dù dùng linh hồn lực cũng vô pháp phát hiện ra thứ gì khác thường. Nhất định là có chút bí mật. Lục Lâm Thiên dường như đã mơ hồ cảm nhận ra gì đó. Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ. Lục Lâm Thiên tin tưởng trực giác của mình khiến cho hắn lập tức chăm chú nhìn vào hai khối ngọc giản. Tỉ mỉ quan sát, thời gian chậm rãi trôi qua. Đã trải qua một ngày một đêm Lục Thiếu Du vẫn không phát hiện ra điều gì. Khi ba ngày trôi qua kết quả vẫn như vậy khiến cho Lục Thiếu Du mất lòng tin, đang suy nghĩ có nên bỏ qua hay không. Coi như là có bí mật thì dùng trình tự của hắn hiện tại cũng không thể nào nhìn ra được. Do dự một lát, Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng, tiếp tục si ngốc nhìn vào hai khối Vô Tự Thiên Thư. Khi con mắt nhìn vào chữ linh trên Vô Tự Thiên Thư, trong lúc bất chi bất giác Lục Lâm Thiên có chút buông lỏng. Bản thân đột nhiên tiến vào một loại trạng thái không rõ. Ánh mắt nhìn hai khối Vô Tự Thiên Thư lúc này đã trở nên vô thần. Hai mắt mở to thế nhưng lại giống ngủ. Ngay cả khí tức trên người cũng bình ổn trở lại, khí tức tiêu thất, ngay cả một chút ba động cũng không có. Nếu như không phải còn hô hấp thì chỉ sợ khi người khác nhìn thấy nhất định sẽ tưởng rằng Lục Thiếu Du là người chết. Mà lúc này Lục Lâm Thiên bất chi bất giác tiến vào trong một trạng thái kỳ diệu. Nơi này vô cùng quỷ dị. Một mảnh hư vô, ảm đạm, phảng phất giống như là lúc sơ khai của thiên địa. Ở nơi này không có vạn vật, không có bất luận thứ gì. Lục Lâm Thiên có cảm giác nơi này chỉ có bản thân hắn tồn tại. Thời gian giống như cát chảy mà qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Lại thêm thời gian Lục Lâm Thiên luyện chế khôi lỗi và nghiên cứu hai bản Vô Tự Thiên Thư, tổng cộng đã qua 16 ngày. Ngoài Bách Linh Tông, lúc này trên phía chân trời tĩnh lặng đột nhiên có tiếng cuồng phong rít gào. Hơn trăm đầu yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành có mấy nghìn đệ tử Phi Linh Môn. Trên lưng đầu yêu thú phi hành Lục Giai đi đầu có mấy đạo thân ảnh. Đó chính là đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Lục Tiểu Bạch, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Úc Khánh, Hoa Mãn Ngọc. Phía sau chính là đệ tử tinh anh của Vũ Đường và Ngoại Đường của Phi Linh Môn. Ra mắt Lộc Sơn cung phụng và chư vị trưởng lão, đường chủ. Trên một ngọn núi bí mật có một đầu yêu thú phi hành lao ra. Phía trên còn có mấy đệ tử Phi Linh Môn, nhìn thấy đám người Lộc Sơn lão nhân cả đám lập tức hành lễ. Trưởng môn ở nơi này sao? Lục Tiểu Bạch mở miệng hỏi. Lục đường chủ, trưởng môn và đông cung phụng cùng mấy vị cung phụng khác, còn có tiểu thư đều ở nơi này. Nửa tháng trước chúng ta đã nắm trong tay Bách Linh Tông cho nên Bạch cung phụng mới phái chúng ta ở đây chờ chư vị trưởng lão. Một chấp sự vũ tướng của Phi Linh Môn nói. Mau dẫn chúng ta đi gặp trưởng môn. Lộc Sơn lão nhân lập tức mở miệng nói.
một đường phi hành, rốt cuộc cũng tới Bách Linh Tông. Trên vạn đệ tử Phi Linh Môn lập tức tiến vào trong Bách Linh Tông. Một lát sau, trong một đình viện, Lộc Sơn lão nhân cùng cường giả Phi Linh Môn lập tức gặp được đám người Đông Vô Mệnh và Thiên Độc Yêu Long, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Mọi người hàn huyên một phen, sau đó dưới sự sắp xếp của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, người Phi Linh Môn lập tức phân tán tới Bách Linh Tông, bắt đầu sắp xếp Bách Linh Tông. Đồng thời chọn ra đệ tử, trưởng lão vốn có của Bách Linh Tông cùng các chấp sự bắt đầu tiếp thu địa bàn của Bách Linh Tông. Đệ tử các đường khác cũng tiến vào chiếm giữ Bách Linh Tông. Dưới sự sắp xếp của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, tất cả đều vô cùng thoải đáng, cho nên đệ tử Phi Linh Môn vừa tới lập tức có thể tiếp thu. Chủ nhân, có người trong Phi Linh Môn muốn gặp chủ nhân. Ngoài mật thất, thanh âm huyết mị vang lên, giống như là trực tiếp truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên vậy. Ồ, Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt trống rỗng kia đột nhiên bắn ra tinh quang, giống như là một đầu mãnh thú thức tỉnh. Khí tức trên người tuôn ra, khí tức so với 10 ngày trước vô hình chung đã có sự khác biệt. Giống như là nội liếm, ngưng thực hơn một chút, tất cả mọi chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói giống như nằm mơ vậy. Vì sao ta lại ngủ? Lục Lâm Thiên rất kỳ quái, vừa rồi tất cả mọi chuyện giống như là đang nằm mơ vậy. Bản thân hắn giống như là đang ngủ, từ lúc tu luyện cho tới bây giờ hắn chưa từng ngủ qua. Chỉ cần điều tức một phen thì hiệu quả so với ngủ còn tốt hơn nhiều. Mà cảm giác vừa rồi Lục Lâm Thiên nhớ lại giống như là mơ vậy, vô cùng kỳ quái. Không giống như là mơ, dường như là lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên tỉ mỉ suy nghĩ lập tức cảm nhận được chỗ không giống. Vừa rồi cũng không giống như nằm mơ, trạng thái kỳ diệu kia khiến cho hắn vô cùng thoải mái, giống như là đang lĩnh ngộ vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân mình dường như đã không giống khi trước. Thế nhưng không giống ở chỗ nào Lục Thiếu Du nhất thời cũng khó mà nói được. Đây là bí mật trên Vô Tự Thiên Thư, trên mặt quả nhiên có bí mật. Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi, tất cả chuyện này tuyệt đối có liên quan tới Vô Tự Thiên Thư. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có manh mối gì, thế nhưng đã tìm ra điểm mấu chốt. Hơn nữa bản thân hắn cũng đã biết, trên Vô Tự Thiên Thư này nhất định có bí mật. Ầm ầm, cửa đá của mật thất từ từ mở ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ngoài mặt thất. Ra mắt trưởng môn, ra mắt công tử. Ngoài mật thất, đám người Lộc Sơn lão nhân, Lục Tiểu Bạch, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Úc Khánh, Hoa Mãn Ngọc hành lễ. Nhìn thấy trưởng môn xuất hiện trước mặt khiến cho trong lòng đám người này vô cùng kích động. Tất cả miễn lễ. Lục Lâm Thiên nói, nhân mã của Phi Linh Môn rốt cuộc cũng tới. Công tử, người không có việc gì là tốt rồi. Khi trước tiểu nhân lo lắng gần chết. Lục Tiểu Bạch đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Đối với vị công tử này Lục Tiểu Bạch có cảm tình không nhỏ. Tu vi tiến bộ không tồi. Tiếp tục nỗ lực lên. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Thực lực của Lục Tiểu Bạch hiện tại đã tới vũ xuất tam trọng. Tốc độ đột phá cực nhanh. Bởi vì Nam Thúc đã cải tạo thể chất của Lục Tiểu Bạch cho nên Lục Tiểu Bạch đã sớm không giống như Lục Tiểu Bạch khi trước trong Lục gia nữa rồi. Một lát sau, trong một đình viện của Bách Linh Tông, Lục Lâm Thiên nghe đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ nói qua tình huống gần đây của Phi Linh Môn. Trung Quy cũng không có tình huống đặc thù nào. Đám người Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu, Tương Viễn Quan, Khang Tử Vân, Lưu Nhất Thủ, Diệp Phi, Lý Chỉ Chính đã phân biệt đi tới Song Đao Môn, bắt đầu thu thập địa bàn của Ma Tâm Cốc. Biết được Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh an bài người Phi Linh Môn thẩm thấu vào bên trong đệ tử Bách Linh Tông, bắt đầu nắm trong tay Bách Linh Hát Tong. Lại thêm có trưởng lão của Bách Linh Tông hỗ trợ, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ yên tâm. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể đem toàn bộ địa bàn của Bách Linh Tông nắm trong tay. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi biết được hiện tại Phi Linh Môn có không ít vũ vương, Linh Vương gia nhập lập tức há hốc mồm. Đoạn thời gian gần đây thực lực Phi Linh Môn đã tăng lên gấp mấy lần. Trưởng môn, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoa Mãn Ngọc mặc một bộ y phục màu trắng. Bao phủ thân thể linh lung mềm mại. Loại mỹ nữ dã tính giống như một con báo mẹ này tuyệt đối không phải nơi nào cũng có thể gặp được. Thiên Âm Môn hẳn cách nơi này không xa đúng không? Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Trưởng môn, Thiên Âm Môn rất gần đây. Từ Bách Linh Tông này nếu như muốn tới Thiên Âm Môn, dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nói, nhiều nhất chỉ mất 5 ngày mà thôi. Diệp Mỹ do dự một lát rồi nói. Cỗ khí chất thanh nhã trên người nàng có chút giống như Lục Vô Song.
hai năm qua càng ngày nàng càng có vẻ quyến rũ. Trong vòng 3 ngày phải sắp xếp xong tất cả mọi việc. 3 ngày sau mọi người theo ta đi Thiên Âm Môn. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Trưởng môn, Thiên Âm Môn không đối phó với Phi Linh Môn ta, lẽ nào cũng phải đối phó với Thiên Âm Môn này sao? Hoa Mãn Ngọc hỏi. Hiện tại không động sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Hiện tại trong đám thế lực nhất lưu của cổ vực cũng chỉ có một Thiên Âm Môn. Nếu như hiện tại không diệt, sau này khó mà có cơ hội như vậy. Mọi người thương nghị một phen rồi mới rời đi. Lục Lâm Thiên giữ một mình Lục Tiểu Bạch ở lại. Công tử, tiểu nhân biết người không có việc gì mà. Lúc mọi người rời đi, Lục Tiểu Bạch lập tức nói với Lục Tiểu Bạch. Sự câu nệ cũng giảm đi không ít. Tiểu Bạch, Nam Thúc hiện tại thế nào rồi? Lục Lâm Thiên hỏi, toàn bộ Phi Linh Môn hiện tại cũng chỉ có Lục Tiểu Bạch gặp được Nam Thúc. Nam Thúc vẫn như vậy, mỗi ngày đều bế quan khôi phục. Lần này trước khi đi tiểu nhân đã đem tin tức công tử không có việc gì thông báo cho Nam Thúc rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Nam Thúc bảo tiểu nhân nói cho công tử mau trở lại Phi Linh Môn một chuyến. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên nói, có lẽ Nam Thúc có chuyện cần tìm hắn. Chờ sau khi chuyện Thiên Nhất Môn chấm dứt, hắn cũng có thể trở lại Phi Linh Môn. Hai người nói tới không ít chuyện linh tinh. Trong miệng Lục Tiểu Bạch Lục Lâm Thiên cũng biết được không ít tình hình gần đây của Phi Linh Môn. Sự phát triển 2 năm qua của Phi Linh Môn không có giảm bớt. Chi nhánh của Kim Đường hiện tại đã tăng lên hơn 100 cửa hàng. Trong địa bàn của Phi Linh Môn, đan dược, binh khí, linh dược đều bị cửa hàng của Phi Linh Môn nắm địa vị độc tôn. Trong thời gian 3 ngày tất cả mọi người vội vàng sắp xếp việc của Bách Linh Tông. Thời gian 3 ngày cũng có thể sắp xếp hợp lý. Lục Lâm Thiên lập tức thương nghị với mọi người. Phân đà Bách Linh Tông này do Tả Thiên Khung, Hoàng Phủ Kỳ Tùng còn có Hoa Mãn Ngọc tạm thời chấn thủ. Đồng thời để một vũ vương nhị trọng trong Bách Linh Tông đảm nhiệm chức vị đà chủ phân đà Bách Linh Tông. Sau nửa tháng, mọi người phải đi về Phi Linh Môn, đến lúc đó Lục Lâm Thiên có việc muốn tuyên bố. Lục Lâm Thiên, Sát Phá Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh, Lục Tiểu Bạch cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao mang theo 2.000 đệ tử Phi Linh đi tới Thiên Nhất Môn. Đương nhiên Hổ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến, còn có hơn phân nửa vũ suất, linh suất của Bách Linh Tông đầu hàng Lục Thiếu Du đều mang theo bên người, không để bọn họ ở lại Bách Linh Tông. Đến Thiên Nhất Môn, dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mất 5 ngày. Thiên Nhất Môn và Bách Linh Tông vốn cũng không cách nhau quá xa. Chỉ là, mang theo 2.000 đệ tử Phi Linh Môn, yêu thú bình thường trong Phi Linh Môn sợ rằng không thể nào sánh được với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Cho nên Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ cần thời gian gấp đôi. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên lần nữa lĩnh ngộ thuộc tính phong. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều có tiến bộ không ít khiến cho Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được sự lĩnh ngộ thuộc tính của mình. Lĩnh ngộ thuộc tính giống như là một người đi theo dòng nước, đi tới tận cùng của một con suối nhỏ đã cho rằng mình đi tới tận cùng, thế nhưng lại bỗng nhiên phát hiện ra có một con sông trước mặt. Con sông này so với suối nhỏ kia lớn hơn không ít. Càng lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên càng hiểu rõ, thế nhưng cũng lại càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Lâm Thiên lần nữa tiến vào trạng thái kỳ diệu. Thỉnh thoảng trong tay Lục Thiếu Du đánh ra từng đạo thủ ấn. Từng đạo thủ ấn nhìn qua yên tĩnh, không mang theo ba động nào. Thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Lâm Thiên đã không giống khi trước. Rõ ràng là yên tĩnh khoanh chân ngồi đó. Thế nhưng quanh thân lại có một cỗ khí thế như có như không. Giống như là một tảng đá đang nằm trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư vậy. Nhìn thấy vậy, trên mặt Sát Phá Quân xuất hiện vẻ kinh hãi, sau đó lập tức tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Không khó phát hiện ra, quanh thân Sát Phá Quân lúc này quanh quẩn lục mang, đang lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Một lát sau tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, trong lúc lĩnh ngộ thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Lục Lâm Thiên một lòng lĩnh ngộ. Trong đầu mất đi khái niệm thời gian. Thiên Âm Môn chính là thế lực nhất lưu trong cổ vực. Thế nhưng Sơn Môn này so với những thế lực nhất lưu khác không có bao nhiêu dã tâm. Đệ tử trong môn đều tinh thông âm luật, uy lực rất mạnh. Trong môn cường giả không thiếu. Đại bản doanh Thiên Âm Môn chính là ở trong Thiên Âm Lâm. Đây là một cánh rừng to lớn, các loại cây cối khó gặp bên ngoài, ở bên trong này đều có thể tùy tiện nhìn thấy được. Đòn rằng mấy trăm năm qua Thiên Âm Môn cùng các đệ tử trong môn không ngừng trồng xuống, cho nên Thiên Âm Lâm hiện tại mới chính là nơi có cảnh sắc đẹp nhất trong cổ vực.
Phù. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Tinh quang trong mắt chợt lóe rồi thu liễm. Lúc này Lục Thiếu Du cũng nhìn xuống phía dưới. Trước mắt Lục Lâm Thiên phía dưới là một mảnh rừng rậm, hơn chục đầu yêu thú phi hành bay qua tạo thành một cơn gió thổi qua. Lá cây khẽ động giống như biển ba động, âm thanh xào xạc vang lên không dứt. Ngoài cánh rừng rậm này, phía xa dường như là hải vực. Từ trên không trung nhìn qua, nước biển dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản lại ánh sáng lập lòe. Vô số đám mây lơ lửng trên không trung, bầu trời xanh thẳm mênh mông giống như biển rộng, quả thực chính là một khung cảnh đẹp. Ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thán một phen, trong lòng có cảm giác thoải mái. Trưởng môn, đây là Thiên Âm Lâm, phía trước không xa chính là sơn môn của Thiên Âm Môn. Diệp Mỹ nhìn xuống phía dưới rồi nói, đây là Thiên Âm Lâm sao? Lục Lâm Thiên vặn người, diện tích Thiên Âm Lâm cũng không nhỏ. Vô số cây cối từ phía xa nhìn lại giống như là biển rừng. Tâm thần tỏa ra, bên trong dã thú thành đàn, chim chóc vô số. Trưởng môn, Thiên Âm Môn này chúng ta cường công hay là thu phục? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Đông lão, tới lúc đó rồi nói tiếp. Lục Lâm Thiên mở miệng, Thiên Âm Môn không có nhiều dã tâm, Cơ Vô Thường kia cũng coi như có giao tình với hắn, người này cực kỳ hào sảng. Nếu như có thể thu phục đương nhiên là chuyện tốt, nếu như không thể thu phục, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ động thủ mà thôi. Người tới là người phương nào? Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, trong rừng cây có một đầu yêu thú phi hành tam giai bay lên, trên lưng còn có mấy nam nữ, đám người này đang nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Trong ánh mắt mấy người này rõ ràng có chút bất an. Mà yêu thú phi hành kia càng thêm uể oải, dưới khí tức áp chế của Thiên Sĩ Tuyết Sư, toàn thân uể oải vô lực. Phi Linh Môn tới, gọi trưởng môn các ngươi ra đây. Lộc Sơn lão nhân nói. Phi Linh Môn. Mấy đệ tử Thiên Âm Môn nghe tới Phi Linh Môn, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái, rõ ràng bọn họ đều biết Phi Linh Môn, thế nhưng điều kỳ quái chính là đám đệ tử này cũng không có chút kinh hoàng nào, lập tức nói. Xin hỏi Lục trưởng môn của Phi Linh Môn có tới hay không? Ta chính là Lục Lâm Thiên. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, người Thiên Âm Môn dường như biết hắn sẽ tới. Mấy đệ tử Thiên Âm Môn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc. Hóa ra trưởng môn Phi Linh Môn lại trẻ như vậy, cả đám lập tức hành lễ nói. Ra mắt Lục trưởng môn chúng ta có lệnh, mời trưởng lão, cung phụng Phi Linh Môn đi vào nghỉ ngơi. Về phần đệ tử bình thường, sát khí sẽ ảnh hưởng tới linh khí của Thiên Âm Lâm cho nên xin mọi người dừng chân, chúng ta sẽ chiêu đãi thật tốt. Một đệ tử vũ tướng hành lễ với Lục Lâm Thiên rồi nói. Cái gì, người Phi Linh Môn ta làm ảnh hưởng tới linh khí của Thiên Âm Lâm sao? Gan của Cơ Vô Thường này quá lớn nha. Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân trầm xuống rồi nói. Lộc Sơn, trưởng môn còn chưa nói gì, ngươi lên tiếng làm gì? Thiên Âm Môn tinh thông âm luật, những cố kỵ trên âm luật người thô lỗ như ngươi sao có thể hiểu rõ? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi nói. Được rồi, nàng nói như thế nào thì chính là thế đó. Bị quỷ tiên tử Bạch Oánh quát lớn, Lộc Sơn lão nhân lập tức cười hắc hắc. Căn bản không để vào trong lòng. Có ý tứ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói với mọi người phía sau. Tất cả cung phụng, trưởng lão theo ta đi vào. Những đệ tử khác thì dừng lại ở đây, không được lộn xộn. Vâng, trưởng môn. Mọi người đáp. Lục trưởng môn, chư vị cung phụng, trưởng lão Phi Linh Môn mời đi theo ta. Mấy đệ tử Thiên Âm Môn tuy rằng có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không quá bối rối. Bản thân chỉ hơi hành lễ một chút, thái độ vô cùng tốt, sau đó lập tức dẫn mọi người đi về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt chúng cường giả Phi Linh Môn cũng có chút tán thưởng. Tố chất của đệ tử Thiên Âm Môn quả nhiên không tồi. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư, cửu đầu yêu giao dựng lên bay về phía Thiên Âm Lâm. Trong Thiên Âm Lâm không chỉ có những cái cây to lớn, núi cao, còn có những hồ nước trong suốt thấy đáy. Trên núi cao thi thoảng có thác nước chảy xuống. Thác nước cực kỳ đồ sộ từ trên vách núi chảy xuống. Bọt nước bắn tứ tung tạo thành hơn nước giống như mưa lất phất. Cây cối chung quanh như được phủ một tấm lụa mỏng, khiến cho người ta có chút vui vẻ, thoải mái. Ca ca, Thiên Âm Lâm này thực sự rất đẹp nha. Lục Tâm Đồng cảm thán nói. Đúng vậy, Thiên Âm Lâm này quả thực không tồi. Lục Lâm Thiên nói,
cảnh sắc như vậy so với cảnh sắc của Phi Linh Sơn còn tốt hơn nhiều, quả thực hiếm thấy. Cảnh sắc như vậy khiến cho đám người Sát Phá Quân, Hổ Viêm Thiên Vương, Đông Vô Mệnh kinh hãi. Chư vị, phía trước chính là Thiên Âm Môn của chúng ta. Một lát sau, đệ tử Thiên Âm Môn mở miệng nói. Lúc này cảnh tượng trước mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên biến đổi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu, trong vực có một con sông lớn chảy qua, nước sông xuyên qua núi chảy xuống tạo ra vô số bọt nước. Nhìn con sông mênh mông trước mắt, mặt nước nhộn nhạo, cuốn quanh ngọn núi giống như một đầu cự long đang ngủ say. Từ trên cao nhìn xuống mây trắng tràn ngập, mây mù chung quanh lượn lờ. Chư vị, mời. Dưới vực xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, mấy đệ tử Thiên Âm Môn lúc này đã đáp xuống một khối đá. Đám người Lục Lâm Thiên thả người rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hai bên vực lúc này có rừng cây xanh ngon một mảnh. Dưới chân nước chảy róc rách, núi non trùng điệp, cảnh sắc giống như một bức tranh vẽ khiến cho tất cả người của Phi Linh Môn không khỏi khiếp sợ và si mê. Thiên Âm Môn. Trên vực sâu, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch kia. Trên bề mặt khối ngọc thạch này có khắc ba chữ Thiên Âm Môn lớn. Chữ giống như rồng bay phượng múa. Thoạt nhìn lại giống như cầm phổ, bên trên còn có một cây đàn 5 dây cho ngọc thạch điêu khắc thành. Ha ha, hoan nghênh chư vị cường giả Phi Linh Môn quang lâm Thiên Âm Môn. Trong lúc mọi người quan sát, một tiếng cười sang sảng vang lên. Đồng thời có hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khí tức trên người cực kỳ cường hãn. Người đi đầu ước chừng 40 tuổi, vóc người cao ngất, trên người mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt anh khí mang theo một chút mềm mại. Đây chính là trưởng môn Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn. Phía sau Cơ Vô Thường lúc này còn có một Linh Vương nhị trọng, một Vũ Vương nhị trọng, một Vũ Vương nhất trọng, mặt khác còn có Vũ Xuất và Linh Xuất. Tổng cộng có 15 người. Cơ trưởng môn, đã lâu không gặp. Nhìn Cơ Vô Thường, Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi mỉm cười. Nhìn Cơ Vô Thường này, dường như đã sớm biết hắn sẽ tới đây vậy. Đã lâu không gặp. Ta thật không ngờ Lục trưởng môn nhanh như vậy đã tới Thiên Âm Môn, quả thực khiến cho ta ngoài ý muốn. Cơ Vô Thường mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người Phi Linh Môn. Nhìn thấy thân ảnh An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến trong đám người khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ra mắt Băng Mộc Tôn Giả, 30 năm trước tại hạ may mắn nhìn thấy hùng phong của Băng Mộc Tôn Giả trong thành Cự Giang, hiện tại Tu Vi lại đột phá Vũ Tôn, chúc mừng. Ánh mắt Cơ Vô Thường cuối cùng nhìn qua Sát Phá Quân rồi khẽ hành lễ. Ngươi quả thực có điểm giống như người quen của ta. Lẽ nào ngươi và hắn có chút quan hệ? Băng Mộc Tôn Giả nhìn Cơ Vô Thường, ánh mắt nhíu lại rồi hỏi. Thiên hạ người giống nhau rất nhiều. Có lẽ Băng Mộc Tôn Giả nhìn lầm cũng không nhất định. Ánh mắt Cơ Vô Thường biến ảo, lập tức mỉm cười nói. Sau đó lại nhìn Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, còn có một ít trưởng lão Song Đao Môn. Bách Linh Tông rồi lập tức nói. Chư vị đường xa tới đây, ta đã chuẩn bị một ít điểm tâm. Mời chư vị. Nói xong, Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục trưởng môn, một mình ngươi có thể trò chuyện với ta một lát được không? Lâm Thiên, không thể sơ ý. Không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Cơ Vô Thường này có chút thâm tàng bất lộ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Đám người Đông Vô Mệnh cũng ý bảo Lục Lâm Thiên không nên mạo hiểm. Lục Lâm Thiên mỉm cười với quỷ tiên tử Bạch Oánh, lập tức nói với Cơ Vô Thường. Cơ trưởng môn, mời. Tốt, có đảm lược. Cơ Vô Thường mỉm cười. Một lát sau, trong một đình viện tinh xảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống. Trong đình viện này đã sớm chuẩn bị không ít điểm tâm tinh xảo, còn có mấy bầu rượu ngon. Hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi. Dường như Cơ Vô Thường này đã chắc Lục Lâm Thiên sẽ tới. Lục trưởng môn, nơi này có không ít rượu ngon, đều vì ngươi mà chuẩn bị, mời. Cơ Vô Thường nói. Rượu của Thiên Âm Môn vô cùng tốt, đương nhiên ta sẽ không bỏ lỡ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhấc chén rượu lên rồi lập tức uống cạn. Hảo tử, không hổ là rượu do Cơ trưởng môn cất giấu. Lục Lâm Thiên tán thán, rượu này quả thực không tồi. Thật can đảm. Lẽ nào Lục trưởng môn không sợ ta hạ độc sao? Nhìn Lục Lâm Thiên, Cơ Vô Thường nói. Thứ nhất, Cơ trưởng môn không phải là người như vậy. Thứ hai, tiểu tử tin tưởng Cơ trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Thúi lắm, mọi người đều nói tiểu tử ngươi biết ăn nói, quả nhiên không sai chút nào. Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói.
cho dù trong rượu có độc, có lão độc vật Đông Vô Mệnh kia, người dụng độc trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với Đông Vô Mệnh kia. Cho nên sở dĩ ngươi mới không sợ ta hạ độc, không ngờ lại nói dễ nghe như vậy. Nếu có thể độc chết ngươi ta cũng sẽ không do dự, để cho tiểu tử ngươi nếm chút đau đớn. Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Dường như có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên cười ngượng ngùng, dường như những lời Cơ Vô Thường đều là suy nghĩ trong lòng hắn. Hạ độc hắn quyết gờ không sợ, có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, còn có Đông Lão, độc bình thường có lẽ căn bản không thể làm gì được hắn. Ta nói không sai chứ. Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên lập tức nói. Ngươi có biết vì sao ta lại muốn một mình ngươi tới đây không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, có lẽ Cơ Vô Thường này muốn nói tới một số chuyện chỉ hai người mới biết. Thế nhưng là chuyện gì thì hắn không thể đoán ra. Ngươi đương nhiên sẽ không biết. Cơ Vô Thường cười khổ rồi nói. Tiểu tử, ngươi có biết vốn ta cũng không phải là họ Cơ không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, cái này đương nhiên hắn không biết. Thế nhưng có chút kỳ quái. Không biết Cơ Vô Thường này rốt cuộc có ý gì. Việc này cũng không có một ai biết được. Vốn ta không phải họ Cơ, mà là họ Vân. Tên của ta là Vân Vô Thường chứ không phải là Cơ Vô Thường. Cơ Vô Thường như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên. Vân Vô Thường. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, thế nhưng cũng không biết Cơ Vô Thường này rốt cuộc muốn nói gì. Nhìn Lục Lâm Thiên, Cơ Vô Thường nhấp một ngụm rượu, lại nói tiếp. Ta đã thu được tin tức, nói tiểu tử ngươi lần này lấy một đánh chết, thu được vị trí đứng đầu thập đại cường giả. Hồng Lăng cũng tiến vào top 10, quả thực không tồi. Nhà đầu Hồng Lăng kia mấy năm nay có khỏe không? Cơ trưởng môn, lẽ nào? Lục Lâm Thiên đột nhiên trợn mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Vân Vô Thường, lẽ nào Cơ Vô Thường chính là? Ngươi hẳn là nhị thúc, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ngươi chính là thân đại ca của ta. Chỉ là người bên ngoài không ai biết tới mà thôi. Cơ Vô Thường nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, lập tức mỉm cười nói. Nhị thúc, Lục Lâm Thiên sửng sốt, tuyệt đối sửng sốt, đây chẳng lẽ là sự thực, quả thực khiến cho hắn quá kinh ngạc, Cơ Vô Thường này không ngờ lại là thân huynh đệ của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên hắn. Sao nào, nếu tiểu tử ngươi không tin, ta nhớ không nhầm thì trên người nhạc phụ ngươi cũng có vật này. Cơ Vô Thường trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong tay lập tức có một khối ngọc bài xuất hiện. Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy quen thuộc. Trên người nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn đích thực cũng có một khối ngọc bài giống như đúc. Hắn cũng vô ý nhìn thấy vài lần. Lục Lâm Thiên nhìn Cơ Vô Thường, thảo nào trong lòng hắn luôn có chút cảm giác quen thuộc với Cơ Vô Thường. Hóa ra chính là nhị thúc của Hồng Lăng, càng nhìn kỹ càng thấy có ba bốn phần tương tự với nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử ra mắt nhị thúc. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại rồi lập tức hành lễ. Miễn lê. Cơ Vô Thường mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi thật tốt, mang theo người phi linh môn tới tận đây. Ta biết ngươi trở về, thế nhưng thật không ngờ nhanh như vậy đã nắm trong tay Song Đao Môn và Bách Linh Tông, xem ra ngươi muốn thống nhất mấy thế lực khác trong cổ vực này. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười, nếu như sớm biết Cơ Vô Thường này là nhị thúc của Hồng Lăng hắn làm sao dám mang theo người phi linh môn tới đây. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Lâm Thiên lập tức hiếu kỳ hỏi. Nhị thúc. Người sao lại ở Thiên Âm Môn, lẽ nào? Trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, sợ rằng Vân Dương Tông đã sớm nhìn chằm chằm vào cổ vực cho nên âm thầm phái ra Cơ Vô Thường tới Thiên Âm Môn. Cũng có thể Thiên Âm Môn chính là do Vân Dương Tông âm thầm nâng đỡ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Thiên Âm Môn và Vân Dương Tông không có chút quan hệ nào. Mà ta cũng vậy, chuyện ta gia nhập Thiên Âm Môn không có chút quan hệ với Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường mỉm cười. Dường như biết suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên, nói. Ta không mang họ Vân cũng là bởi vì không muốn có quan hệ với Vân Dương Tông. Lúc gia nhập Thiên Âm Môn ta dùng họ mẫu thân, bởi vì bản thân ta chỉ có hứng thú với âm luật và rượu ngon cho nên sau khi rời khỏi Vân Dương Tông mới gia nhập Thiên Âm Môn. Phân tranh đối với ta mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Thiên Âm Môn là do Vân Dương Tông an bài ở trong cổ vực. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì Vân Dương Tông đã hành động từ mấy trăm năm trước, mưu đồ không nhỏ a. Ngươi định làm thế nào bây giờ? Còn muốn diệt Thiên Âm Môn của ta hay không? Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên rồi cười nói. Không dám,
tiểu tử uống chén rượu rồi lập tức rời đi. Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ. Cơ Vô Thường này không có quan hệ với Vân Dương Tông, lại là nhị thúc của Hồng Lăng, lại là đệ đệ của Nhạc Phụ, Lục Lâm Thiên không dám động vào Thiên Âm Môn nữa. Sớm biết rằng như vậy, mấy ngày trước hắn cũng không quyết định đi tới Thiên Âm Môn này. Xem ra tuy rằng ta không có quan hệ với Vân Dương Tông, thế nhưng tới giờ vẫn phải nhờ Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường nói, khi trước Vân Dương Tông cũng đi tìm ta, hy vọng ta có thể đem Thiên Âm Môn gia nhập vào Vân Dương Tông, cũng nói với ta một đống lớn đạo lý. Thế nhưng cuối cùng ta cũng không đồng ý. Trưởng môn Đời Tước đã sớm biết quan hệ của ta với Vân Dương Tông thế nhưng vẫn đem chức vị trưởng môn truyền cho ta. Bởi vì tin tưởng ta có thể khiến cho Thiên Âm Môn không dính dáng vào bất cứ thế lực nào. Mà hiện tại các thế lực lớn trong cổ vực dung chuyển, mục tiêu của Phi Linh Môn ngươi sợ rằng là muốn nắm toàn bộ trong tay đúng không? Ta có một đề nghị, ngươi xem thế nào? Mời nhị thúc nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, lập tức nói. Ngươi vẫn gọi là cơ trưởng môn đi, đừng gọi ta là nhị thúc. Ta không muốn có liên quan tới Vân Dương Tông. Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta nghĩ địa bàn của Ma Tâm Cốc hiện tại ngươi cũng chuẩn bị nắm vững trong tay. Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông, lại thêm địa bàn to lớn của Thiên Tinh Tông khí trước. Địa bàn của Phi Linh Môn hiện tại tuy rằng không bằng Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang, thế nhưng cũng đã không còn kém xa. Mà bên trách Thiên Âm Môn chúng ta chính là Bách Linh Tông, bên phải là Thiên Tinh Tông. Nếu như ngươi không đánh Thiên Âm Môn của ta, địa bàn sẽ giống như bị đứt đoạn, trong lòng ngươi chỉ sợ cũng có chút khó chịu. Mà nếu như Thiên Âm Môn ta đơn độc đứng đó, sợ rằng sớm muộn Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cũng sẽ dùng mọi cách để khắc chế Phi Linh Môn ngươi. Ta nghĩ trừ Linh Thiên Môn ra, ba cỗ thế lực còn lại là Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang nhất định sẽ không ngồi xem Phi Linh Môn ngươi lớn mạnh, đến lúc đó Thiên Âm Môn ta sẽ bị vây công, cuối cùng tuyệt đối khó có thể bảo toàn. Nghe Cơ Vô Thường phân tích, trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm kinh hãi. Cơ Vô Thường này nhìn như tử cuồng, thế nhưng tâm trí tinh tế không gì sánh được. Tất cả đều giống như trong dự kiến của hắn, không hổ là đệ đệ của Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử ngươi thấy Thiên Âm Môn ta và Phi Linh Môn kết minh được không? Cơ Vô Thường nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Kết minh, ý cơ trưởng môn là gì? Lục Lâm Thiên trầm tư một lát rồi nói. Rất đơn giản, ngươi không động Thiên Âm Môn ta, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang sẽ động. Ai bảo Thiên Âm Môn ta lại ở giữa địa bàn của Phi Linh Môn a? Kết minh với Phi Linh Môn ngươi, địa bàn Thiên Âm Môn ta cũng coi như là địa bàn của Phi Linh Môn ngươi. Chỉ cần bảo toàn Thiên Âm Môn ta là được, ta không muốn Thiên Âm Môn bị hủy trong tay ta. Phi Linh Môn ngươi cần gì, đệ tử Thiên Âm Môn ta nhất định sẽ tương trợ. Lục Lâm Thiên trầm tư một lát rồi gật đầu nói. Thành giao. Khi Lục Lâm Thiên ra khỏi đình viện lập tức nói với mọi người chuyện kết minh với Thiên Âm Môn khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn, muốn diệt Thiên Âm Môn hiện tại cũng không khó. Kết minh cuối cùng cũng không phải là một biện pháp tốt. Dùng thực lực Thiên Âm Môn căn bản không có tư cách kết minh với Phi Linh Môn. Người lên tiếng đầu tiên là Khấu Phi Yến khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kỳ quái. Nhìn Khấu Phi Yến, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ Khấu Phi Yến này quả đúng là độc ác. Thế nhưng đây cũng là lựa chọn có lợi cho Phi Linh Môn nhất, chỉ là hiện tại hắn không động vào Thiên Âm Môn được. Đám người Phi Linh Môn không ngừng suy tư, ngay cả đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh cũng có ý trực tiếp diệt Thiên Âm Môn, đây chính là lựa chọn tốt nhất đối với Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cười khổ. Cơ Vô Thường này là đệ đệ của Nhạc Phụ, hắn cũng không thể nói ra chuyện này cho nên lập tức nói. Ý của chư vị ta đã hiểu, chỉ là chuyện kết minh với Thiên Âm Môn đã không thể thay đổi. Vào đêm, trong Thiên Âm Môn đèn đuốc sáng trưng, trên sân rộng có không ít nữ tử thanh tú múa, các loại nhạc khí phát ra âm thanh của tự nhiên khiến cho tất cả mọi người trong Phi Linh Môn kinh ngạc không ngớt. Cả đám cường giả toàn thân tràn ngập sát khí lúc này ngay cả sát khí trên người cũng được gột rửa không ít. Dưới mỹ thực, rượu ngon vô cùng náo nhiệt, trong Phi Linh Môn, đám nữ tử như Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ cũng uống tới mặt đỏ bừng, mãi cho tới lúc đêm khuya mới ngừng lại. Trong Phi Linh Môn đã có vài người say, rượu của Thiên Âm Môn đích thực là bất phàm. Trong Thiên Âm Môn, trên một ngọn núi cao V Upsilon T, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, lúc này đã tới mùa đông, trong gió đêm đã mang theo sự lạnh lẽo. Một thân ảnh màu xanh lúc này đứng trên ngọn núi. Y phục bay phấp phới, ánh mắt nhìn về phía xa.
Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng hỗn độn, thực lực hiện tại của Phi Linh Môn càng ngày càng mạnh, hắn lại có cảm giác áp lực càng lớn. So với Phi Linh Môn khi trước chỉ có mấy trăm người, áp lực khi đó cũng không lớn như hiện tại. Mà bản thân hắn tùy thời phải đối mặt với Linh Vũ Giới, sợ rằng Linh Vũ Giới sẽ không bỏ qua cho hắn. Thực lực của hắn hiện tại còn chưa chống lại được Linh Vũ Giới này, phải mau chóng tăng cường thực lực một chút. Cảnh Văn. Nhìn bầu trời đầy sao, Lục Lâm Thiên thì thào nói. Gia tộc Độc Cô Thần Bí kia mạnh như thế nào hắn không biết. Thế nhưng hắn đã đáp ứng với Cảnh Văn phải đi tới Độc Cô gia tộc tìm nàng. Nhiều năm trôi qua như vậy hắn còn chưa có đủ thực lực. Cửu trưởng lão Độc Cô gia khi trước còn mạnh hơn nhiều so với hắn hiện tại. Cho dù hiện tại hắn có đi, sợ rằng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn có phụ mẫu luôn ở trên Vân Dương Tông, đặc biệt là mẫu thân hắn không thể lúc nào cũng gặp được. Tất cả chuyện này chính là vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Nếu như hắn không sợ hãi Linh Vũ Giới kia thì cũng có thể mang mẫu thân tới gần bên người. Ai? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Chuyện Phi Linh Môn, chuyện của bản thân, tất cả mọi chuyện giống như có một ngọn núi lớn đặt trên người hắn vậy. Diệp Phó Đường Chủ, sao ngươi lại tới đây? Một lát sau Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước rồi nói. Ta cũng thật không ngờ trưởng môn lại ở đây. Phía sau Lục Lâm Thiên, một thân ảnh xinh đẹp hiện lên. Khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mi thon dài, trên người có một cỗ khí chất thanh nhã, hai mắt như ngập nước. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn đang ửng đỏ. Chính là Diệp Mỹ vừa mới uống rượu xong. Ta vừa mới lên đây. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi quay đầu lại khẽ mỉm cười. Nhìn Diệp Mỹ một cái, Lục Lâm Thiên lập tức xoay người tiếp tục nhìn về phía trước. Trưởng môn có tâm sự gì sao? Diệp Mỹ nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, do dự một lát rồi nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Ha ha! Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn Diệp Mỹ rồi nói. Sao ngươi lại tới đây? Lẽ nào trong lòng cũng có tâm sự? Coi như thuộc hạ có tâm sự thì trưởng môn cũng không thể giải quyết ha. Diệp Mỹ mỉm cười, nụ cười vô cùng động lòng, trong bóng đêm này giống như hoa nở vậy. Ngươi là người của Phi Linh Môn, nếu như có tâm sự, người làm trưởng môn như ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Nói đi, để xem ta có thể giúp được hay không. Lục Lâm Thiên nhìn nụ cười kia cũng phải sửng sốt rồi lập tức khôi phục tinh thần. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, nữ nhân này trải qua năm tháng càng ngày càng mê người. Ta sợ tới lúc đó trưởng môn lại không thể hỗ trợ được a. Diệp Mỹ cười nói. Nói gì thì ngươi cũng là người của Phi Linh Môn, vậy cũng chính là người của ta. Coi như phải nghĩ nát óc ta cũng sẽ hỗ trợ. Lục Lâm Thiên nhìn Diệp Mỹ rồi nói. Trưởng môn, những lời này của người cũng không thể tùy tiện nói ra nha. Ta là người của Phi Linh Môn chứ không phải là người của trưởng môn, nếu nói như vậy, sợ rằng trưởng môn sẽ bị mấy vị phu nhân xử lý a. Diệp Mỹ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Chuyện này. Lục Lâm Thiên ngượng ngùng nở nụ cười tà dị nói. Diệp Phó Đường Chủ dù sao cũng là một mỹ nữ vạn dặm khó thấy. Sợ rằng người theo đuổi cũng không ít nha. Nếu như làm người của ta quả thực có chút ủy khuất rồi. Trưởng môn khinh thường ta sao? Nếu như trưởng môn thực sự nghĩ như vậy, sau này thuộc hạ sẽ là người của trưởng môn. Diệp Mỹ mỉm cười, trong mắt bắn ra sự quyến rũ. Lời ta nói là sự thực, dùng thiên tư, tâm trí của Diệp Phó Đường Chủ, là ta không xứng a. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức mỉm cười. Khanh khách. Diệp Mỹ nhìn nam tử trước mắt, một lát sau tiếng cười như chuông bạc vang lên. Thuộc hạ tự biết không xứng với trưởng môn, có thể theo bên người trưởng môn cũng đủ rồi. Trên ngọn núi, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, trong sự xấu hổ còn có chút mờ ám khiến cho hai người lập tức có chút câu nệ. Hôm sau sắc trời vừa sáng, cảnh sắc trong Thiên Âm Lâm lúc này cũng tuyệt mỹ không gì sánh được. Mọi người trong Phi Linh Môn cũng không dừng lại mà lập tức rời khỏi Thiên Âm Môn. Trưởng môn, chúng ta kết minh với Thiên Âm Môn có cần đề phòng một chút hay không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hoa Mãn Ngọc hỏi Lục Lâm Thiên. Tâm đề phòng không thể không có, chỉ là cũng không cần đề phòng quá mức, Thiên Âm Môn này không cần quá lo lắng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi đổi, lập tức nói. Hoa Phó Đường Chủ, trên địa bàn của Thiên Âm Môn sắp xếp thêm nhiều người một chút. Địa bàn của Thiên Âm Môn phải âm thầm nắm trong tay, thế nhưng không được làm quá lộ liễu. Cơ Vô Thường không phải là người bình thường. Trưởng môn, ta hiểu nên làm như thế nào.
Hoa Mãn Ngọc gật đầu nói. Lục Tiểu Bạch, trên địa bàn Thiên Âm Môn cửa hàng của Phi Linh Môn có thể bắt đầu tiến vào chiếm giữ. Lục Lâm Thiên nói. Công tử, tiểu nhân sẽ lập tức sắp xếp. Lục Tiểu Bạch nói. Nghe Lục Lâm Thiên sắp xếp, sắc mặt Khấu Phi Yến không ngừng biến hóa. Đối với thanh niên áo xanh trước mắt này lại càng thêm hiểu rõ một chút, cũng càng thêm kinh hãi. Người này so với trong lời đồn có khó dây vào hơn. Thiên Âm Môn cũng không cách Phi Linh Môn quá xa, dọc đường đi, Lục Lâm Thiên lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu thư, tin tốt, có tin tốt truyền tới. Bên ngoài một đình viện tinh xảo, một nữ tử dung nhan xinh đẹp đang vội vã đi vào trong đình viện, người này chính là Độc Cô Băng Lan. Băng Lan, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Trong đình viện, một nữ tử tuyệt mỹ ngừng tu luyện. Đôi mắt xinh đẹp mở ra, ánh mắt sáng như sao mang theo cảm giác lạnh lùng uy nghiêm khiến cho tim người khác đập thình thịch không dám tùy tiện tới gần. Giống như là nữ tử này là một tiên tử trên 9 tầng trời khiến cho vạn vật trong thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Chính là Độc Cô Cảnh Văn. Tiểu thư, trong tộc nhận được tin tức, người có biết thập đại cường giả trẻ tuổi lần này có những ai không? Ngoài phòng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Độc Cô Băng Lan lập tức đi vào trong phòng rồi mỉm cười nói với Độc Cô Cảnh Văn. Nghe nói lần này bên trong thiên địa các có thánh tử và thánh nữ tham gia. Mỗi một đời thánh tử, thánh nữ đều có thiên phú không kém, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày nói. Tiểu thư, ta vừa mới tìm hiểu tin tức, bên trong thập đại cường giả lần này còn có Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới, biểu tiểu thư Vân Hồng Lăng, còn có Vũ Xuất Tỷ, Vũ Giả Tứ Hệ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo, một tán tu gọi là Dương Quá. Về phần top 3, phân biệt là Lục Tâm Đồng Phi Linh Môn, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Địa Các. Độc Cô Băng Lan nói, thập đại cường giả trẻ tuổi đều có thực lực không tồi. Thế nhưng thiên phú cho dù mạnh tới mấy cũng có hạn, không thể so sánh với mấy gia tộc lánh đời. Thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục cũng chỉ là do bọn hắn tự phong mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn khẽ lắc đầu thở dài nói, chỉ là biểu muội và vô song tỷ có thể tiến vào top 10 quả thực không tồi. Được rồi, lần này người đứng đầu thập đại cường giả là ai? Tiểu thư, người đứng đầu thập đại cường giả này có chút đặc biệt. Ta nghe nói ngay cả một ít trưởng lão và tộc trưởng cũng bị kinh động. Người này một mình đánh lại 9 người, dùng thực lực Vũ Vương nhất trọng đánh bại Vũ Giả Ngũ Hệ Lăng Thanh Tuyền Vũ Vương ngũ trọng. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói. Thật không, không ngờ ngay cả trưởng lão và cha ta cũng bị kinh động. Người này dùng tu vi Vũ Vương nhất trọng đánh bại Vũ Giả Ngũ Hệ tu vi Vũ Vương ngũ trọng, thiên phú có lẽ không tồi. Thế nhưng có lẽ còn chưa tới mức làm cha ta kinh động a. Độc Cô Cảnh Văn nghi hoặc nói. Tiểu thư, người này không chỉ có tu vi Vũ Vương nhất trọng, Vũ Giả Ngũ Hệ, đồng thời còn là Linh Vương nhất trọng. Đây chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói. Linh Vũ song tu, Vũ Giả Ngũ Hệ. Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn đại biến nói. Băng Lan, có phải ngươi đang nói tới Lâm Thiên hay không? Có phải là Lâm Thiên không? Tiểu thư, lẽ nào người đã sớm biết Lâm Thiên là Linh Vũ song tu sao? Lần này tới phiên Độc Cô Băng Lan kinh ngạc. Đúng là Lâm Thiên sao? Chàng không làm sao, tốt quá. Độc Cô Cảnh Văn khẽ run rẩy, trong mắt vô cùng kích động. Linh Vũ song tu, Vũ Giả Ngũ Hệ. Đương nhiên nàng đã sớm biết được. Sợ rằng ngoài Lục Lâm Thiên ra cũng không có Linh Vũ song tu thứ hai nữa. Tiểu thư, Lâm Thiên thực sự không có việc gì, người không cần quá lo lắng. Độc Cô Băng Lan nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy chàng đã bại lộ Linh Vũ song tu, sợ rằng sau này ít nhiều sẽ có chút phiền phức. Độc Cô Cảnh Văn thở dài nói. Tin tức này ta mất không ít khí lực mới thu được. Có người nói trong tộc đã phong tỏa tin tức. Dường như không muốn để tiểu thư biết được. Độc Cô Băng Lan nói. Lẽ nào thiên phú của Linh Vũ song tu còn chưa đủ để làm người trong tộc thỏa mãn sao? Độc Cô Cảnh Văn khẽ thở dài, trong mắt có chút buồn bã. Tiểu thư, Linh Vũ song tu, người trong tộc cũng không làm được bước này. Thế nhưng người bên ngoài, coi như là thiên phú mạnh mẽ cũng thủy chung không thể so sánh với đệ tử trong tộc. Trừ phi là hạng người thiên phú chắc tuyệt vạn năm khó gặp. Có lẽ Lâm Thiên có thể đi tới bước này. Độc Cô Băng Lan nói. Trong không trung yên tĩnh, yêu thú phi hành vọt qua. Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái lĩnh ngộ.
quanh thân có một vòng quang cháo vô hình. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, tất cả vô cùng huyền ảo. Trong lúc lĩnh ngộ, thỉnh thoảng Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn. Thủ ấn được kết, không gian vặn vẹo, một cỗ khí tức vô hình khiến cho mọi người chung quanh bị ảnh hưởng. Lĩnh ngộ thuộc tính. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hổ Viêm Thiên Vương nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, không ngờ Vũ Vương nhị trọng lại có thể đạt tới bước này. Phù. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trước mắt hắn là Phi Linh Sơn mạch quen thuộc. Ra mắt trưởng môn, tiểu thư, ra mắt chư vị cung phụng trưởng lão. Chỉ trong chốc lát, bên trong Phi Linh môn lập tức có đệ tử hành lễ. Đám người Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu cũng vội vã đi tới. Đó là trưởng môn sao? Ta tới 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn. Đó đương nhiên là trưởng môn. Trưởng môn đã lâu không lộ diện, mấy năm rồi ta cũng chưa gặp. Bên người trưởng môn có nhiều cường giả a, khí tức thật mạnh mẽ. Từng tiếng thấp giọng nghị luận vang lên trong đám người. Đã gần 3 năm không trở lại Phi Linh môn, không ít đệ tử Phi Linh môn lúc này thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn, cho nên không tránh được việc nghị luận. Tới Phi Linh môn, đám người Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, An Cát Tú Na cũng hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Dưới sự phân phó của Lục Lâm Thiên, đám người Hoa Mãn Ngọc bắt đầu sắp xếp nơi đặt chân cho đám người Hổ Viêm Thiên Vương. Mà Lục Lâm Thiên, Sát Phá Quân, Tiểu Long cũng đi vào trong mật thất. Nam Thúc, tiểu tử đã trở về. Ngoài mật thất, Lục Lâm Thiên lên tiếng. Vào đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như là quanh quẩn trong thông đạo, lại giống như quanh quẩn trong tai Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.